chương 731, sinh nhật. Đường Khả Hinh nghe lời này, à một tiếng, đành miễn cưỡng cười cười nói, rất tốt. Phong cảnh rất đẹp. Trang Hạo Nhiên im lặng nắm chặt lan can, nhìn cô. Đường Khả Hinh kìm lòng không được ngẩng đầu, nhìn anh, đôi mắt không khỏi bộc lộ sự nghi hoặc. Trang Hạo Nhiên nhẹ nhàng chớp mắt, nét mặt lạnh lùng, nhìn cô gái dưới lầu thật lâu, mới đứng thẳng người, một tay đút túi quần, xoay người dọc theo cầu thang đi xuống dưới. Đường Khả Hinh có chút nghi ngờ nhìn anh. Trang Hạo Nhiên đi xuống cầu thang, lặng lẽ bước tới phòng khách, hướng bên ngoài chỉ tay nói, ra phía trước vườn hoa ăn đi, anh đã dặn người giúp việc làm một chút điểm tâm rồi. Đường Khả Hinh kỳ thực đã bắt đầu có chút hối hận, vì cô ở chỗ này, không hiểu sao có chút hít thở không thông, nhìn anh nói, tổng giám đốc. Em nghĩ, em không cần dùng điểm tâm đâu. Ăn xong rồi đi, nếu không, lại nói anh không khen thưởng gì cho em. Trang hạo nhiên bước ra ngoài, đón tia nắng mai cùng những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, đi xuống cầu thang, dẫm lên bãi cỏ mềm mại, nhìn bãi cỏ gần trường đua ngựa phía bên kia, đã đặt sẵn một bàn ăn dài màu trắng, người giúp việc đã nhanh chóng dọn ra các loại điểm tâm khéo léo, còn có một bộ đồ ăn bằng bạc tinh khiết, mặt trên còn bài trí một bình thủy tinh cổ trong suốt, bên trong là sữa, tổ yến hòa với bột yến mạch. Audio điện tử võ tấn bền Trang hạo nhiên bước tới trước, lười biếng ngồi vào vị trí chủ tọa của bàn ăn hơi ngẩng đầu nhìn qua nét mặt đường khả hinh có chút lúng túng ôm văn kiện đi qua hiểu rằng cho dù mình thoái thác cũng không được liền trầm mặc đi qua yếu ớt ngồi chỗ ngồi bên cạnh trang hạo nhiên người giúp việc lập tức thật cẩn thận đưa khăn ăn và bộ đồ ăn cho cô cô mỉm cười nói câu cảm ơn trang hạo nhiên nghiêng mặt nhìn đường khả hinh tỏ vẻ đầy hứng thú đường khả hinh nhẹ lưu chuyển ánh mắt nhìn anh trang hạo nhiên nhìn cô một lúc lâu đột nhiên nói câu ăn đi, cũng đã cầm lấy bình thủy tinh, rót một ly sữa yến mạch cho cô, nói, trong này có tổ yến, em thường xuyên thức đêm, uống rất tốt. Đường khả hình có chút kinh ngạc nhìn anh, mềm giọng nói, anh làm sao biết em thường xuyên thức đêm. Trang hạo nhiên cũng tự rót cho mình một ly sữa yến mạch, mới lo lắng nói, một cấp trên không biết cấp dưới mình đang làm gì, người đó làm sao có thể điều khiển được toàn cục chứ. Nếu như em cảm thấy núi cao hoàng đế lại ở xa, liền cảm động mà ở bên cạnh người đó, bất cứ lúc nào cũng có thể quan sát và báo cáo. Phải có tai mắt khắp nơi. Nói như vậy, đường khả hình nghe lời này, có chút không thoải mái nhìn anh, trong lòng không hiểu sao lại có chút hít thở không thông nói anh. Anh cử người trong bộ rượu giám sát em sao? Em cho rằng một nhân tài, có thể dễ dàng bồi dưỡng mà thành sao? Nét mặt trang hạo nhiên có chút biến hóa, mỉm cười nhìn cô nói. Anh không tin tưởng em sao? đường khả hình cảm thấy bị tổn thương. Người trên thế giới này, trừ chính bản thân mình ra, không nên dễ dàng tin bất cứ kẻ nào, cho dù người đó không muốn tổn thương em, thế nhưng lòng người luôn trung thành với chính mình, đây là bản tính. Trang hạo nhiên lại nhanh chóng nghiêm túc nhắc nhở cô. Anh dạy cho em điều này, là để cho em không tin anh sao? Đường khả hình nhìn anh hỏi. Anh không cho phép em tin anh. Trang hạo nhiên nhìn cô, cười nói. Tim đường khả hình không hiểu sao có chút xúc động, đôi mắt chớp nháy cả người hệt như nuốt một quả trứng vịt lớn nghẹn trong cổ họng ăn đi trang hạo nhiên nhẹ nhàng bang cua nâng đĩa bánh ngọt táo tàu đưa tới trước mặt cô bánh ngọt táo tàu sắc mặt đường khả hình bỗng trắng bệch nhìn chằm chằm đĩa bánh ngọt táo tàu này trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn trang hạo nhiên nói ý của anh là nhắc nhở em em trốn không thoát sự giám sát của anh trang hạo nhiên có chút oan uổng nhìn cô cười rộ lên nói chuyện này thật khó hiểu chỉ là một đĩa bánh ngọt táo tàu, có thể kích động như vậy sao? Nếu như một đĩa bánh ngọt táo tàu, em đã chịu không nổi, vậy việc em trúng nọc ong, dẫn đến mất trí nhớ, không phải là muốn chết chứ? Đường khả hình sừng sốt, đôi mắt nặng nề chớp like fanpage com cập nhật nhanh nhất nhé mặt cười. Sự thật chứng minh, Trang Hạo Nhiên nhanh chóng nhắc nhở cô nói, tất cả những việc cho đến hôm nay, đều là vì em qua mềm lòng và dễ dàng tin người không có tâm lý phòng bị, thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn, sai bảo người khác, lại không tạo đường rút lui chu toàn. Tình huống như vậy, em còn dám yêu cầu anh buông lỏng sao? Em cho dù quên anh, nhưng em hẳn là cũng biết, anh sẽ không tùy tiện đem một số người tài giỏi, ném cho một người không có trách nhiệm. Đường khả hình không lên tiếng, nặng nề cắn môi dưới, không phục. Trang hạo nhiên nhàn nhạt, nhạt nhìn cô một cái, bộc lộ ý cười sâu xa, nói ăn đi. Em không ăn nổi. Đường Khả Hinh đột nhiên cười, có chút tức giận nói, "Tổng giám đốc Trang, em vừa mới đến, anh đã không ngừng dạy dỗ em cho đến bây giờ. Đoán chừng em mà ăn đĩa bánh ngọt kia vào, không biết còn phải nuốt xuống bao nhiêu là thứ nữa đây." Cô sừng sốt. Trang Hạo nhiên tay cầm một chiếc hộp nhỏ màu xanh, đưa cho cô. "Này, đây là..." Đường Khả Hinh liếc mắt nhìn cái hộp này, khó hiểu kêu nhỏ cái gì vậy? "Em không phải muốn được khen thưởng sao?" Trang Hạo Nhiên đưa quà tặng cho cô, cười nói. "À, khuôn mặt Đường Khả Hinh có chút đỏ bừng, nhìn cái hộp màu xanh kia, nằm trong lòng bàn tay Trang Hạo Nhiên thực sự rất đẹp mắt, cô cảm thấy có lỗi nói cái này là cho em sao?" "Ừ, anh đã chuẩn bị ở anh." Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói. Lúc này Đường Khả Hinh bắt đầu có chút tin tưởng trước đây mình và anh có chút thân thiết, liền thong thả vươn tay, trên mặt bộc lộ vài phần tươi cười vì được khen thưởng, lúc nhận lấy cái hộp kia buột miệng nói một câu, sao lại nhớ đến, mà ở anh còn chuẩn bị quà cho em. Hôm nay là sinh nhật của anh, Trang Hạo Nhiên nâng ly sữa yến mạch, uống một ngụm nhỏ, mới nhàn nhã nói. Đôi mắt đường khả hình lập tức sáng ngời, không hiểu sao có chút xúc động bao trùm, nói, hả? Hôm nay là sinh nhật của anh, Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu, nhìn đường khả hình mỉm cười nói, 8 tháng 10. Sinh nhật vui vẻ, khuôn mặt đường khả hình mang theo một chút ý cười miễn cưỡng, Cô mở hộp ra, vừa mở vừa nói, còn chưa kịp chuẩn bị quà cho Tổng Giám Đốc, thật xin lỗi. Trang Hạo Nhiên vừa cầm ly yến mạch uống, vừa liếc mắt nhìn cô. Đường Khả Hinh kinh ngạc nhìn bên trong hộp là tiêu bản một con chuồn chuồn, cả người cô cảm giác như vừa nuốt phải một trứng vịt lớn, ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, sững sốt nói, chuồn. Chuồn chuồn, anh rất vất vả mới bắt được ở Cambridge, em không cảm thấy rất đẹp sao? Trang Hạo Nhiên nhìn cô, bật cười nói, Đường khả hình nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn con chuồn chuồn kia, sao nhìn lại có chút buồn nôn. Đúng lúc này, cô lại nhớ đến đôi giày múa chuồn chuồn trong nhà mình, lòng cô bỗng nhiên thức tỉnh, nhìn Trang Hạo Nhiên vừa nghi ngờ muốn hỏi. Quà sinh nhật của anh, lúc nào thì đưa cho anh. Trang Hạo Nhiên nâng ly, uống sữa tươi, nhẹ nhàng khéo léo hỏi. Giọng nói đường khả hình câm nín trong cổ họng, nhìn anh, không biết nên nói gì cho phải. Lúc nào, không phải em vừa mới nói, còn chưa kịp chuẩn bị quà sao trang hạo nhiên mỉm cười nhìn cô hỏi đường khả hinh nghĩ nghĩ những lời này đành phải cười nói được buổi chiều em sẽ chuẩn bị một chút cảm ơn trang hạo nhiên ngẩng đầu nhìn cô cười rộ lên nói đường khả hinh lại cười cười nhìn chuồn chuồn trong hộp trong đầu lập tức hồi tưởng lại một vài hình ảnh mờ nhạt nhưng lại có chút mơ hồ không rõ ràng trang hạo nhiên chăm chú nhìn cô một lúc lâu tiếp tục cười nói đang nghĩ gì vậy không có việc gì, đường khả hình nhẹ đóng nắp hộp chuồn chuồn kia lại, muốn chuyên tâm dùng bữa, không hiểu sao lại nghe thấy âm thanh ẩm ý phía sau, cô tò mò xoay người, cư nhiên nhìn thấy bốn người bọn tô lạc hành, lâm sở nhai vừa nói vừa cười đi tới, ánh mắt cô sáng ngời, nhìn mấy người bọn họ, tâm tình có chút tốt hơn, cười kêu nhỏ, phó tổng. a à, tiểu đường cô cũng tới sao, tô lạc hoành nhìn thấy đường khả hình, lập tức vui vẻ gọi. Vâng, đến tìm tổng giám đốc báo cáo công việc, Đường Khả Hinh mỉm cười nói, mấy người Lâm Sở nhai cố ý nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên không để ý đến bọn họ, ngược lại chú ý đến văn kiện trong tay Lãnh Mặc Hàn, liền cười nói các cậu còn qua đây làm gì? Làm xong việc rồi sao? Làm không xong, chưa tiền lương. Chuyện vào tay chúng tôi rồi, anh còn lo lắng sao? Tô Lạc Hoành chạy đến trước bàn ăn, lập tức cầm lấy một miếng bánh ngọt táo tàu nhét vào trong miệng, vừa nhai vừa cười nói, vừa rồi chúng tôi còn nói nhà mới của anh có cung tên tốt nhất, còn có cả tên nữa. Chúng tôi mang 50 vạn đến thi đấu một trận. 50 vạn, đường khả hình có chút kinh ngạc cười nói, tôi có thể tham gia không? Được, Trang Hạo Nhiên nghe lời này, nhìn ánh mắt lãnh mặc hàn có chút không giống vậy, buông ly, cười lên, nói, anh Kiệt cậu qua đây. Làm gì, Tào Anh Kiệt lập tức sửng sốt nhìn Trang Hạo Nhiên. Đến đây, Trang Hạo Nhiên kéo tay Tào Anh Kiệt đứng dưới cây táo trên bái cỏ phía bên kia, để cho anh đứng vững vàng, không biết từ lúc nào, trong tay anh đã có thêm một quả táo, đặt trên đỉnh đầu tàu anh Kiệt, mới tiêu sái xoay người quay lại cười nói, chuẩn bị cung tên. Ai bắn trúng quả táo, sẽ có được 10% cổ phần hoàn á. Ô, chấm than ngoặc kép, mấy người lâm sở nhai vui vẻ, sôi nổi vỗ tay cười to. Này, dừng lại đi, nói đùa thôi, lấy mạng của tôi ra đánh cuộc thật sao? Tào Anh Kiệt lập tức cầm quả táo, muốn chạy tới nói, lão tử không muốn chơi bắt lấy cậu ta, trói lại. Tô Lạc Hoành và Lâm Sở Nhai thoáng cái chạy tới, muốn đem Tào Anh Kiệt nhanh chóng chói lại. Tào Anh Kiệt ngã lăn trên mặt đất, liều mạng dẫy rụa, kêu to cứu mạng. Trói lại, Lâm Sở Nhai, Tô Lạc Hoành cười ha ha muốn trói cậu ta. Trang Hạo Nhiên mỉm cười căn dặn người giúp việc đi lấy cung tên, sau đó từ trong túi áo mình lấy khăn tay trắng ra, nhìn đường khả hình cười nói anh đã từng thấy qua năng lực chơi pizza của em, vì bảo toàn 10% cổ phần hoàn á, anh muốn bịt mắt em lại, không nên nể mặt quả táo kia mà bắn ra cung tên. Anh nói xong, cũng đã nhanh chóng cầm khăn tay trắng lên, đem mắt đường khả hình bịt lại. Này, đường khả hình lập tức sửng sốt, đành phải tùy ý trang hạo nhiên đem hai mắt mình bịt lại. Này, không nên đùa giỡn lớn như vậy chứ, tào anh kiệt khàn giọng hét lớn, chương 732, mục tiêu. Trang hạo nhiên vừa nghe tiếng cười đùa ẩm ý trước vườn hoa, vừa cùng lãnh mặc hàn xoay người, đi vào phòng khách, lại quẹo trái đi lên lầu. Tiếng bước chân thật dài, thật nặng nề. Trang hạo nhiên đi về phía hành lang dài tầng 2, quẹo trái đẩy cửa phòng đầu tiên ra, đi vào thư phòng, bên trong là tầng tầng lớp lớp những giá sách bằng gỗ lim, thậm chí còn thiết kế một cái gác lửng, có thang nhỏ đi lên, mặt trên chất đầy những bộ sách về luật pháp, những cành trúc bên cạnh cửa sổ sát đất, lại nhẹ nhàng lay động ngồi đi, Trang Hạo Nhiên một mình đi về phía cái bàn gỗ lim lớn, hơi vươn tay, trực tiếp ngồi lên ghế ra, ngẩng đầu nhìn Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn nặng nề thở hổn hển một hơi, đem tài liệu đặt trước bàn, hơi thở có phần mệt mỏi, nói, mệt chết đi được. Trang Hạo Nhiên nhìn anh, đột nhiên đẩy bàn thủy tinh trước mặt ra, bên trong có ba quả táo, cười nói, cho cậu ăn. Lãnh Mặc Hàn liếc mắt nhìn anh một cái, mới ngồi xuống, nói anh mau xem đi. Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng, nghiêng người về phía trước, cầm túi tài liệu lên, mở ra, từ bên trong rút ra một tấm hình, đó là hình chụp giữa trời mưa to mờ ảo, anh nhíu mày chăm chú nhìn vào hình, cư nhiên nhìn thấy phía sau bệnh viện, có một bóng người khoác áo mưa màu đen. Anh thay đổi tư thế ngồi, giơ tấm hình lên nói, đây là Buổi tối ngày thân thể tiểu đường bị cái gì đó đâm, được chụp lại. Đây là do tôi tổn hao rất nhiều sức lực mới có thể lấy được. Lãnh Mặc Hàn nhìn Trang Hạo Nhiên nói: "Trang Hạo Nhiên nhíu mày nhìn anh. Lãnh Mặc Hàn ngẩng đầu, nhìn Trang Hạo Nhiên, nói: "Động cơ của người này rất rõ ràng, cũng không phải như Khả Hinh nói, muốn giết tưởng Thiên Lỗi, mà một đao kia chính là dành cho cô ấy, hơn nữa hắn cư nhiên có thể đoán trước được hướng gió, có mưa rơi nên biết rằng, gây án dưới trời mưa là có lợi nhất trong việc tiêu hủy bằng chứng, bởi vì bị dao găm đâm một nhát, nước mưa lại trút xuống, chính là cái gì cũng sẽ không còn." Ngày đó, sau khi cô ấy bị sát hại, tôi có thử đến hiện trường, tìm kiếm bằng chứng, nhưng lại không thu hoạch được gì. Sau đó tôi liền xem tất cả camera giám sát quanh bệnh viện, toàn bộ đều tránh được camera giám sát, mà camera giám sát ngày hôm đó đều đã bị phá hủy. Trang Hạo Nhiên yên lặng nghe. Mấy tháng này, tôi đều đem chuyện rượu đỏ và chuyện tiểu đường cùng điều tra. Thật là một chút manh mối cũng không có. Anh nói xem, một người trơ mắt ra vào bệnh viện lại có thể giống như ma quỷ đột nhiên biến mất đây mới là điều kinh khủng nhất lãnh mặc hàn nhìn trang hạo nhiên sắc mặt trầm trọng nói tôi nhờ lạc hoành hách vào máy tính bệnh viện đem băng giám sát còn sót lại ngày hôm đó xem đi xem lại cuối cùng mới phát hiện được tấm hình này tâm hình này khó phát hiện đến vậy sao trang hạo nhiên lại chăm chú nhìn lập tức nhìn ra manh mối kinh ngạc nói cái này là do chức năng từ máy tính của lạc hoành vốn dĩ hình chụp gốc không được rõ ràng như vậy Đúng, lãnh mặc hàn gật đầu, nhìn Trang Hạo Nhiên, nói, ở New York gần đây xảy ra vài vụ án giết người, đều có tin đồn là do người mặc áo tang hình như Harry Potter gây án, nhưng thực ra đó chỉ là một tấm áo choàng chuyên dùng trong bóng đêm, nó có dụng cụ có thể tránh được tia tử ngoại và thăm dò nhiệt năng, thậm chí trong bóng đêm, khi khoác lên, sẽ giống như ma quỷ. Chi phí của nó rất cao, hiện nay nó chỉ xuất hiện ở khu vực New York mà thôi. Ý của cậu là nói, Trang hạo nhiên nhìn lãnh mặc hàn, đôi mắt cứng lại, toàn thân tỏa ra một luồng hơi thở u ám, tức giận nói: Có người thuê sát thủ ở Mỹ giết Khả Hinh. Lãnh mặc hàn nhìn Trang hạo nhiên mỉm cười nói: Sát thủ nước Mỹ này hẳn là người Trung Quốc, hơn nữa tuyệt đối không phải là thuê ở Mỹ. Làm sao cậu biết? Trang hạo nhiên nhìn lãnh mặc hàn, lãnh mặc hàn cười cười nhìn Trang hạo nhiên, nói: Anh quên rồi sao? Trước kia tôi làm gì? Tất cả các tổ chức khác đạo ở phố Uôn toàn bộ đều chịu sự khống chế của tôi, phải biết rằng muốn theo sát thủ bóng đêm, chuyện này trong giới sát thủ, là chuyện lớn. Vậy người này ở đâu ra? Trang Hạo Nhiên đang suy nghĩ vấn đề này. Lãnh mặc hàn nhìn anh, chậm rãi ngưng mặt nói, ở anh. Anh sao? Ánh mắt Trang Hạo Nhiên sáng ngời, nhớ lại chuyện này. Có thể điều tra được ở Anh Quốc đã rất không dễ dàng. Lãnh mặc hàn nhàn nhạt nói, người này ẩn thân rất kỹ, tâm cơ rất nặng. Thế nhưng lý do giết khả hình, tôi tạm thời không có phát hiện ra. Chỉ là, tôi và Lạc Hoành hao tốn rất nhiều thời gian, thông qua sàng lọc mô phỏng người trên toàn thế giới, đem bức ảnh trong máy tính tìm kiếm chọn ra người tương tự. Có được hình ảnh tiếp theo. Trang Hạo Nhiên lập tức rút ra một tấm hình kế tiếp, nhìn thấy một người đàn ông sáng láng, cao khoảng 1,8 mét, mặc ti xuất trắng, quần lửng đen, tay cầm một máy ảnh, đeo cặp kính dâm, đang ngỡ ngàng nhìn quanh đường phố, anh nhíu mày nhìn người đàn ông này thân phận của hắn là một nhiếp ảnh ra có tiếng tôi đã cử người theo dõi hắn ba tháng nay lại phát hiện hắn không có điểm đáng ngờ nào lãnh mặc hàn cười nói trang hạo nhiên hiểu lời anh nói không có bất kỳ điểm đáng ngờ nào chính là tình nghi lớn nhất đúng nhưng tạm thời tôi không muốn bứt dây động rừng nên biết nếu chỉ đơn giản muốn trả thù không thể nào dùng loại sát thủ này bất cứ người nào cũng có thể giải quyết được khả hình trong này nhất định có bí mật không thể cho ai biết hơn nữa tôi chắc chắn thân thế của người này cùng với chính phủ có qua lại mật thiết lãnh mặc hàn nói vì sao trang hạo nhiên hỏi có thể dùng loại sát thủ này theo thông tin nguồn gốc chỉ có hai loại một là của nhà nước hai là trong giới sát thủ khả năng thứ hai là không thể nào bởi vì con đường này không ai đi qua như vậy chỉ có thể nói là có người đột nhập trộm tài liệu trong chính phủ có được tin tức lãnh mặc hàn nhàn nhạt nói đôi mắt trang hạo nhiên nhanh chóng lưu chuyển chuyện thú vị chính là ở chỗ này lãnh mặc hàn mỉm cười nhìn trang hạo nhiên nói cái gì trang hạo nhiên nhìn anh hỏi lại lãnh mặc hàn ngửa mặt nhìn về phía trang hạo nhiên nói thật may là tôi điều tra chung với vài vụ án nữa trong quá trình điều tra sở nhai cử người đi giám sát người nhà họ tưởng tôi phát hiện buổi tối mà ngón tay cái của khả hình bị gì đó đâm vào như mà tiểu thư cũng từng ghé qua nhà họ tưởng như mà chấm than ngoặc kép ánh mắt trang hạo nhiên nóng lên không thể tin nổi nhìn anh. Đúng, lãnh mặc hàn gật đầu, sau đó thông thả giải thích, mặc dù tôi không có bằng chứng xác thực, chứng minh như mà tiểu thư hạ đọc trong hoa hồng, nhưng tôi nghi ngờ một điểm, chính là về sau tôi căn cứ vào chất độc phát tác trong người khả hình, lại nhờ cậu chủ tô kiểm nghiệm, phát hiện loại chất độc này có thể theo thời gian. Phân tán trong không khí, nói cách khác, tổng giám đốc tưởng lẽ ra cũng phải trúng độc. Trang hạo nhiên nheo mắt suy nghĩ, Lãnh mặc hàn nhàn nhạt nhìn Trang Hạo Nhiên, nói, nói cách khác, trong quá trình này, Tổng Giám Đốc tưởng nhất định là đã uống thuốc giải rồi, chỉ cần tìm ra người bỏ thuốc giải, chúng ta có thể tra ra được nguồn gốc thuốc độc. Chuyện này, phải cần tới 3 tháng sau, Trang Hạo Nhiên nhìn về phía lãnh mặc hàn, nghi ngờ hỏi. Đương nhiên không cần, tôi âm thầm điều tra bình thường người thường xuyên đưa cơm cho Tổng Giám Đốc tưởng chính là một cô gái tên Tiểu Thúy, cô ấy không đáng nghi. Sao cậu khẳng định như vậy? trực giác trực giác sao trang hạo nhiên nhíu mày nhìn anh lãnh mặc hàn nhìn anh mỉm cười nói mặc dù tôi không phải là vạn năng nhưng theo trực giác của tôi thì tiểu thúy không phải vậy trang hạo nhiên đang suy nghĩ về chuyện này muốn điều tra vụ án chính là cùng chạy đua với thời gian xem tính tình ai sẽ nhẫn nại chịu đựng hơn cá nhỏ dễ câu nhưng chúng ta muốn cá lớn cắn câu thì vẫn nên không tiếng động đôi mắt lãnh mặc hàn chợt lóe lúc nói ra những lời này, lại nhìn Trang Hạo Nhiên, nói: "Thế nhưng, hiện tại chúng ta có thể bắt tay vào điều tra một nhân vật mục tiêu." "Như mà?" Trang Hạo Nhiên nhanh chóng nói. Hai mắt Lãnh Mặc Hàn chợt lóe, chậm rãi nói: "Sát thủ nhất định phải có động cơ, nếu không có động cơ thì chính là bị bệnh tâm thần. Nhưng thông qua hai sự kiện liên quan đến Khả Hinh, tôi phát hiện tất cả đều là do cô ấy đến gần tổng giám đốc tưởng. Nếu quả thật là như vậy, người đáng nghi nhất, bao gồm cả sự việc ở bệnh viện như Mạt, Trang Hạo Nhiên lại gọi tên cô, đôi mắt chăm chú của anh chợt lóe, nhớ lại Như Mạt dịu dàng, ngón tay chậm rãi xoa cầm. "Lão đại, anh phải làm rõ một việc." Lãnh Mặc Hàn nhắc nhở anh nói, Như mà tiểu thư đã từng là người của nhà họ Tần, sau khi ly hôn với Tần Vĩ Nghiệp, bởi vì trả thù tổng giám đốc tưởng, hắn buộc phải từ chức. "Ý của cậu là nói?" Trang Hạo Nhiên chậm rãi nói, cô ấy vì hôn sự với Thiên Lỗi không thành, cho nên đem oán hận dồn hết vào người khả hinh mượn tay nhà họ tần lấy cơ hội trả thù sao đây không phải là vấn đề chính lãnh mặc hàn nói sao vậy trang hạo nhiên nhìn lãnh mặc hàn lại nhanh chóng hỏi lãnh mặc hàn nhìn về phía trang hạo nhiên mỉm cười nói quan trọng là nếu như cô ấy cùng liên thủ với nhà họ tần vậy bí mật kia của nhà họ tưởng sẽ không được bảo vệ sắc mặt trang hạo nhiên ngưng động thân thể dần tỏa ra hơi thở rét lạnh trước vườn hoa Tào Anh Kiệt thực sự bị chó chéo tay ngay cây táo, đầu đặt một quả táo, anh sợ muốn chết nhìn mấy tên cặn bã phía trước, rồi nhìn tiểu đường ầm ý kêu to tiểu đường. Đừng làm loạn đấy, mũi tên này chính là tên thật, sẽ chết người đấy. Tôi còn muốn cùng vợ sinh con nữa mà. Đường khả hình cố ý kéo cung tên của tướng quân dưới thời minh trị giá 300 vạn, đôi mắt lờ mờ, nhắm ngay cây táo kia, cười rộ lên nói tôi đến đây. Nên bắn thôi. Ô, oh, no, chấm than ngoặc kép. Tào Anh Kiệt thật sự bị dọa, nhìn đường Khả Hinh sợ đến mức kêu to, Khả Hinh, đừng làm bậy. Thực sự sẽ chết người đấy. Đường Khả Hinh đột nhiên cười, cắn chặt môi dưới, lại dương cung tên lên đùa giỡn, nói tôi đến đây. Thực sự muốn bắn nha. Cứu mạng, chấm than ngoặc kép, Tào Anh Kiệt sợ đến mức nước tiểu cũng muốn chảy ra, la to. Cố lên, chấm than ngoặc kép, Tô Lạc Hoành cùng Lâm Sở Nhai đứng tại chỗ huyết sao, cười kêu to. Đường Khả Hinh vừa nghe lời này, lại muốn kéo cung tên, làm động tác chuẩn bị phóng tên, đột nhiên cảm thấy phía sau ấm áp, có người nhẹ nhàng vây quanh mình, cô sửng sốt. Trang Hạo Nhiên mỉm cười ôm lấy Đường Khả Hinh vào lòng, cúi xuống, khuôn mặt kiên nghị nhẹ nhàng ma sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cầm lấy đôi bàn tay cô, dừng trước khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn của cô, đôi mắt tuy bị vướng víu, nhưng vẫn cảm giác được đôi mắt to tròn lấp lánh của cô, anh dịu dàng mỉm cười nói, em đã từng học bắn cung sao? Đường Khả Hinh lắc lắc đầu. Trang Hạo Nhiên nghe vậy, liền siết chặt đôi tay nhỏ bé của cô hơn, dán chặt vào thân thể mềm mại của cô, cùng cô Dương Cung, nhắm ngay quả táo trên đầu Tào Anh Kiệt, sâu xa nói, bắn cung, nhất định không nên để mắt nhắm ngay vật mục tiêu, bởi vì lúc chúng ta dùng mắt nhìn chằm chằm vào mục tiêu, lúc bắn ra, kỳ thực đã bị lệch. Cho nên, em muốn bắn trúng mục tiêu, nhất định phải cách mục tiêu của em 2 đến 3 cm, hiểu chưa? Giống như một người lúc tưởng như người ấy không nhìn em thực ra người ấy lại đang nhìn em tim đường khả hình không hiểu sao có chút xúc động nào bắt đầu thôi trang hạo nhiên lập tức kéo khăn tay trên mặt cô xuống trong nháy mắt nắm lấy hai tay cô nhắm ngay tào anh kiệt vụt một tiếng bắn ra cung tên tào anh kiệt trợn tròn mắt kêu a lên một tiếng thật to một mũi tên nhọn bay thẳng đến cây táo bắn trúng một quả táo đỏ trên ngọn cây quả táo đỏ kia theo mũi tên Dụng trên sân cỏ. Đường khả hình ngạc nhiên vui mừng cười kêu lên, chúng rồi. Tào anh kiệt sợ đến trong mắt đảo ngược, hôn mê bất tỉnh. chương 733, một con chuồn chuồn. Một chiếc xe con màu đen, hướng con đường ven hồ chạy tới. Những cành liễu bay phất phới bên hồ, thỉnh thoảng những cơn gió nhỏ làm mặt hồ lăn tăn gợn sóng. Đường khả hình ngồi sau xe, tay cầm chiếc hộp màu xanh kia, nheo mắt, nhớ lại chính mình vừa rồi thuận miệng, nói ra câu, muốn chuẩn bị quà sinh nhật cho người khác. Cô lập tức lại mở cái hộp kia ra, nhìn con chuồn chuồn xanh bên trong, tức giận kêu lên, một con chuồn chuồn, liền đổi lại một phần quà của tôi. Thân phận anh cao quý như vậy, tôi biết cho anh cái gì đây? Tài xế nghe những lời này, cầm tay lái, ngẩng đầu nhìn nét mặt đường khả hình qua gương xe, nhịn không được cười. Đường Khả Hinh lập tức cảm thấy nóng nực nhấn cửa xe xuống, nhìn những cành liễu ven hồ bên ngoài cửa sổ xe, những cánh bướm nhẹ nhàng bay, sắc mặt cô bỗng cứng rắn, tức giận nói: Anh đưa cho em con chuồn chuồn, em tặng lại cho anh một con bướm vậy, coi như chúng ta huề nhau. Không được. Tài xế vừa nghe lời này, cười nói. Đường Khả Hinh ngẩng đầu, liếc mắt nhìn tài xế một cái, cũng biết phần quà này khó mà lựa chọn. Trang hạo nhiên dù sao cũng là cấp trên, không biết anh làm như vậy, rốt cuộc là có mục đích gì? Rất sợ anh lại mượn chủ đề này để nói chuyện của mình nói mình năng lực giao tiếp và làm việc không được tốt đây không phải là thiệt thòi lớn sao cô lại nặng nề thở dài một cái trực tiếp dùng tay quạt gió mới ngẩng đầu nhìn tài xế kêu gào trước đây tôi và anh ấy rất thân thiết thật sao tôi cũng không rõ tài xế cười nói tôi chỉ biết là có một lần mấy người bọn họ không biết dùng cách gì làm gãy cả cây táo lâu năm cái gì thì ra là bọn họ làm gãy sao đường khả hinh a một tiếng hơi thở nặng nề cười rộ lên lại một trận tức giận quay đầu nhìn những cánh bướm nhẹ nhàng bay lượn ngoài cửa sổ kêu lên chẳng lẽ thật sự phải bắt một con bướm sao phòng làm việc quản lý bộ rượu đường khả hinh ngồi tại bàn làm việc của mình hướng về những bài thi trên bàn vừa chọn lấy một cái vừa cầm bút máy thất thần nhìn đề thi cái hộp quà màu xanh đặt một bên không hiểu sao cô bỗng nhớ đến ánh mắt trang hạo nhiên lúc nhìn mình mang theo vài phần ẩn ý khó nắm bắt được lúc đưa hộp quà lại nói câu hôm nay sinh nhật của anh cô hai một tiếng lại nặng nề thở dài một cái lập tức mở hộp ra nhìn con chuồn chuồn kia không đẹp chút nào còn đến tận cambridge để bắt cô nghĩ tới đây mới sửng sốt nhớ ra nhã tuệ đã kể chuyện mình từng đến cambridge mình cũng từng ở lại cambridge có một thời gian ngắn chẳng lẽ cái này và cambridge có liên quan đến nhau sao cô không hiểu lại nhìn con chuồn chuồn kia một cái roi thép vù một tiếng bén nhọn dáng xuống trực tiếp đánh vào bàn tay nhỏ bé đang cầm bút kia. A, à, Đường Khả Hinh đau khổ ném bút, mở to mắt, ngẩng đầu nhìn Vitus, đau đến thất thanh kêu to, "Thầy, đau quá đi." Vitus lạnh lùng nhìn Đường Khả Hinh, cầm roi, chỉ vào bài thi nói, "Vừa rồi hai phần đề thi, cô đều chỉ làm 89%. Chỉ có 9 phần 10 là đạt tiêu chuẩn, có phải cô nghĩ rằng không vào được cánh cửa lớn tư cách thi nếm thử hay không? Cô cho rằng mình đang học ở xô, còn được thi thử sao?" vậy cũng không nên đánh đau như thế chứ. Đường khả hình vừa ôm lấy tay, vừa đau khổ nhìn những chỗ trống trên bài thi kia, chính mình lại có thể ngẩn người lâu như vậy, cô có chút sững sờ. Cuộc sống của cô lần nào cũng là đá bóng gần khung thành, không thể có lấy một lần, lấy dáng vẻ không chút thấp thỏm lo âu, mà đạt được thắng lợi cuối cùng sao. Vitus nhíu mày nhìn học trò. Đường khả hình mở to mắt, nhìn thầy, bộc lộ ý cười nói tôi. Nếu quả thật là như vậy, người lại nói tôi vô dụng, lần trước tôi thi được trăm phần trăm, người liền nói để thi đơn giản. Nếu như cô mỗi lần thi đều một trăm phần trăm, tôi liền nói cô lợi hại. Vitus trực tiếp trả lời cô. Đường khả Hinh cắn môi dưới, không còn lời nào để nói. Vitus nhíu mày cúi đầu, nhìn trên bàn của học trò, đặt một chiếc hộp xanh, bên trong có một con chuồn chuồn xanh, ông liền không vừa lòng dùng roi, gõ vào con chuồn chuồn nói, từ lúc làm bài cho đến bây giờ, cô vẫn luôn nhìn vật này, có cái gì đẹp để nhìn chứ? Thầy cũng cảm thấy nó xấu sao. Đường khả hình giống như tìm được chi kỷ, rất tức giận nói, tôi còn cảm thấy nó thật buồn nôn. Vitus không rõ nguyên nhân liếc mắt nhìn học trò một cái. Đáng ghét, đường khả hình lại đưa mắt nhìn chằm chằm con chuồn chuồn kia, cắn chặt môi dưới, đang suy nghĩ chuyện quà tặng. Nghĩ tới tiệc tối nay, đến lúc đó lại có không biết bao nhiêu nhân vật nổi tiếng giới chính trị đến tham dự náo nhiệt đây cô lại nặng nề thở hổn hển một hơi. Thức tỉnh đi, mau mô phỏng theo cuộc thi. Vitus không muốn nói nhảm cùng cô nữa, trực tiếp lạnh lùng xoay người, trở lại chỗ ngồi, mở tư liệu. Đường khả hình cũng lập tức đứng trước mặt thầy, ho khan một tiếng, khôn khéo lộ ra chút khẩn trương nói, tôi đã chuẩn bị xong. Vitus mô phỏng theo cảnh tượng lúc thi, nhàn nhạt hỏi, vì sao không tăng thêm chất sunfua dioxit cho rượu nho, sẽ dễ biến thành giấm. Đường khả hình nhanh chóng trả lời, bởi vì có một vài loại vi khuẩn trong rượu nho, trong đó có một loại tên là trực khuẩn có màng axit acetic, chỉ cần có một chút oxy, nó sẽ sinh sôi nảy nở một lượng lớn, sản sinh ra axit acetic làm nho bị chua. Thế kỷ 15 ở Hà Lan người ta giải quyết vấn đề này như thế nào? Vitus lại nhanh chóng hỏi. Đường Khả Hinh lại lập tức trả lời, lúc đó Hà Lan cũng không có hiểu biết những kiến thức khoa học này chỉ dựa vào kinh nghiệm mà đốt diêm có chứa lưu huỳnh hoặc là thêm vào loại rượu có nồng độ cao hơn, rất hữu hiệu trong việc phòng ngừa nho bị chua. Người Đức thì lại dựa trên cơ sở vốn có, lại cải tiến, tuyệt đối sẽ không cho dịch rượu bên trong thùng tiếp xúc với không khí, nhất định phải giữ cho thùng rượu đầy tràn, có thể bỏ vào bên trong thêm một tảng đá lớn. Vitus ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về phía học trò. Đường khả hình cúi đầu, nhịn không được cười. Vitus im lặng không lên tiếng đứng dậy, quay về bên cạnh bàn làm việc, giữa quầy ba nằm riêng biệt, cầm một chai rượu lên, dùng vài trắng che kín thân chai, ngón tay ông kẹp một cái ly thủy tinh, đặt trên mặt bàn, thủ pháp chuyên nghiệp rót vào rượu nho vào trong ly, nâng ly lên, nhàn nhạt đưa đến trước mặt học trò. Đường khả hinh mỉm cười nhận lấy, vốn đã được thầy chỉ bảo, dùng tư thế hết sức bình thản đem dịch rượu xoay tròn một vòng. Toàn bộ cơ thể và tinh thần của cô dần dần trầm xuống, chỉ để cho khứu giác bay lên, người được mùi rượu bay bổng trong không trung, không dám có một chút thở ơ, trầm mặc mà nắm giữ lấy mùi hương lan tỏa giữa không trung. cô đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía thầy mỉm cười nói: nhà thơ Tago đã từng nói, đêm qua ta ở trong vườn hoa hiến dâng cho ngươi những bọt khí, rượu và tuổi thanh xuân của ta. người nâng ly đưa đến bên môi, nhắm mắt lại mỉm cười, ta lại vén lên chiếc khăn che mặt ngươi giữa không gian ngập tràn mùi rượu, tháo mái tóc ngươi ra, lặng lẽ không lên tiếng đem khuôn mặt ngọt ngào của ngươi ôm vào lòng. Vitus ngồi trên ghế ra, ngưng mặt nhìn học trò. Đường khả hình mỉm cười nhìn thầy nói, không gì có thể so sánh được tình yêu thương sâu sắc của người Tây Ban Nha với những bọt khí rượu. Chai này rượu là rượu đến từ Nago năm 1915. Trang trại rượu Vidas, tên tiếng Anh là Segura Vidas do một người dân thường làm chủ có danh xưng là Hoa Hồng năm 2000 xây dựng nên. Bài thơ vừa rồi, dường như vì đó mà tạo nên, thờ ơ mà lạnh lùng, nhưng lại bộc lộ được chân tình hiếm có. Loại rượu này tốt nhất nên uống ở 10 độ C, mùi vị tươi mát. Bất luận những bọt rượu mang theo chút cảm xúc mờ ám, luôn luôn cùng với hạnh nhân, bách hợp, hoa hồng cùng mùi vị của bơ, còn có chút mùi vị không thể tưởng ra được của hoa tuyết kia, lúc nếm những viên bọt mịn như tơ kia, người ta sẽ phát hiện bọt động trên đầu lưỡi, hệt như những con cá nhỏ vui đùa. Vitus có chút hài lòng nhìn sự nỗ lực của học trò. Đường Khả Hinh tiếp tục nhìn về phía thầy giải thích từng câu từng chữ nói, trong quá trình tôi thi, người cố ý không tỉnh rượu, bởi vì loại rượu này, sau khi mở nắp 15 phút, nhất định phải ướp lạnh. Bởi vì với loại rượu mới này, trước hết để cho nó tiếp xúc với không khí, làm cho nó mềm ra, rồi ướp lạnh, mới có thể càng khóa chặt độ tinh khiết và thơm ngon. Lúc mở nắp, đầu tiên sẽ có hương vị của bách hợp và bạc hà, trong vòng 10 phút biến đổi hội tụ hương vị rực rỡ của 13 loại quả. Mang tính tiêu biểu cho sự biến đổi kỳ diệu của hóa học không muốn nếm thử sao? Vitus nhìn về phía đường khả hình, chậm rãi hỏi. Không nếm, đường khả hình hơi ngửa mặt, nhìn thầy cười nói, trong quá trình thi đấu, nếu như khứu giác có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề, trước hết không nên nếm. Để tránh việc sử dụng quá độ nụ vị giác trên đầu lưỡi. Vitus gật gật đầu, nhìn học trò cuối cùng mới bộc lộ vài phần tươi cười. Bao nhiêu phần trăm, đường khả hình nhìn thấy sắc mặt dịu lại của thầy, đôi mắt sáng ngời hỏi. 89, Vitus nhanh chóng đứng lên, vừa đúng lúc tan làm. Hả, lại là 89, tôi mãi mãi cũng không đạt tiêu chuẩn sao. Đường khả hình có chút khẩn trương theo sau thầy, không dám tin hỏi. Trong nháy mắt Vitus xoay người, nhìn đường khả hình, nói, hôm nay cô không phải có hẹn sao. Đường khả hình lập tức nhớ ra, hôm nay mình và thị trưởng Tống có hẹn cùng đi ăn cơm, còn phải chuẩn bị quà cho Trang Hạo Nhiên, cô kêu A lên một tiếng, lập tức xoay người chạy vào phòng làm việc, cầm túi sách và con chuồn chuồn kia lên, lại hấp ta hấp tấp chạy ra, tiện thể đem cửa chính phòng làm việc của thầy, phịch một tiếng đóng lại. Cả người Vitus bị chấn động mạnh một cái, lại không thể nhịn được nhìn về phía học trò, tức giận nói kiếp này của cô, có phải là có thủ oán gì với cửa hay không? Từ lúc làm thầy của cô đến nay, đã là cánh cửa thứ ba rồi đấy. Đường khả hình nhìn thầy, lập tức cười trừ nói, xin lỗi dù sao tôi vẫn cảm thấy, cửa đóng không chặt. Cô, tôi đi trước, chào thầy. Thực sự quá bận rộn, đường khả hình không muốn nghe những lời vô ích của thầy, lập tức lao vào thang máy, nhưng thoáng cái lại thỏ đầu ra, nhìn thầy hỏi, thầy à, người đã từng nói chuyện yêu đương chưa? Vitus nhíu mày nhìn học trò, hỏi cái gì? Chính là, đàn ông thích phụ nữ tặng quà gì? Đường khả hình thực sự không hiểu, liền hỏi thầy. Vitus không nói gì nhìn học trò, hơi ngửa đầu nói, tôi chưa từng nhận quà. Ánh mắt đường khả hình sáng lên, hai một tiếng, nói thật đáng thương. Lúc Vitus nhíu mày nhìn học trò, cửa thang máy đã đóng lại. chương 734, đối với em yêu cũng không xong. Biệt thự cành trúc lay động, những cơn gió mát rượi nhẹ nhàng thổi đến. Một trận tiếng âm nhạc du dương từ căn biệt thự bồng bình vang vọng. Rất nhiều người giúp việc, còn có nhân viên phục vụ khách sạn được cử đến đây, lúc giữa trưa, nhanh chóng mang ra một cái bàn ăn dài màu trắng đặt giữa thảm cỏ xanh biếc, lại bày những ly chén giá cắm nến bằng bạc lên. Tiếng âm nhạc du dương vẫn tiếp tục vang lên, mọi người đang chìm đắm trong những gia điệu bi thương, đột nhiên một trận âm nhạc, chấn động mạnh một cái, mọi người đều giật nảy mình, quay đầu, nhìn vào bên trong phòng. Đèn đêm vẫn chưa tàn, nhiều người qua lại vội vàng. Chấm than ngoặc kép, tào anh kiệt mặc áo sơ mi trắng, mặc quần tây trắng, cầm microphone xoay người, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên đang ngồi sofa bên kia, vừa bắt chước theo điệu múa nóng bỏng của Quách Phú Thành, vừa cười hát, anh không quá khẩn trương, cũng không muốn giống như những người khác. Thế nhưng em nhìn anh, đôi mắt vô cùng lấp lánh, làm cho anh dần mất đi chủ kiến. Trang Hạo Nhiên tư thế lười biếng ngồi trên sofa, nhìn về phía Tào Anh Kiệt đang hát bài này, cười đến vui vẻ, đắc ý. Tô Lạc Hoành cũng nhanh chóng cầm microphone, xoay người thâm tình hướng về phía Trang Hạo Nhiên vừa nhảy múa vừa hát lên, gió thổi trên con đường thật. Dài, cả trái tim anh đều rung động mãnh liệt, suy nghĩ muốn tìm một người cùng anh đi dạo, lúc mệt mỏi thì ngủ trên đường, bên ngoài tưởng rằng rất mạnh mẽ, thực ra sâu thẳm trong lòng rất rối loạn, sợ bản thân mình khi yêu sẽ giống như ánh mặt trời chó trang. Lâm sở nhai cũng nhanh chóng xoay người, cầm microphone, vừa bắt trước điệu nhảy của Quách Phú Thành, hết quay trái quay phải rồi lại xoay tròn, đứng giữa hai người, hào hứng hát, trong lòng ngực anh cất giấu một cây đuốc, cuộc sống như vậy thật không dễ chịu chút nào. Đem hứa hẹn trao cho em, đem những nụ cười coi như là những bức thư, nhưng làm sao cũng không níu giữ được em. Ba người cùng chụm lại một chỗ, vươn năm ngón tay về phía trang hạo nhiên, không ngừng xoay xoay, cùng nhau thâm tình hát, đối với em yêu 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 không bao giờ là đủ, anh có thể yêu em ngày này tháng nọ năm kia cho đến mãi mãi về sau, so we love Flutter Night. Không muốn đối mặt với sự cách xa dù chỉ là một chút, giống như tình yêu vốn dĩ luôn luôn khó khăn như vậy. Trang hạo nhiên vui vẻ cười ha ha, hai tay vươn ra trên thành ghế sofa màu trắng, nhìn bọn họ hát đầy hứng khởi như vậy, chính mình cũng thực sự phấn chấn, lắc đầu cười. Lãnh mặc hàn, trên thế giới này, là người duy nhất mà hồn vẫn chưa quay về nhập xác, vẫn cầm cái chuông ngàn năm bất biến của mình, mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, nhẹ nhàng lắc, rồi lại lắc, có chút xúc động, chính mình năm đó nếu không phải muốn chết, trang hạo nhiên cứu lên, đoán chừng bây giờ cũng không phải ở chỗ này mất hết thể diện như vậy, mà có thể vẫn oai phong một gói ở phố Uôn. Ba cầm thú vẫn tiếp tục cầm microphone, lợi dụng lúc đến nhạc nhảy, lại phấn khởi gợi cảm nhảy theo vũ đạo của Quách Phú Thành, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy Tô Lạc hoành tay nắm chặt cái khóa thắt lưng, giờ cao microphone, bắt trước Michael Jackson, không ngừng rung bên hông, vừa rung vừa nhìn Trang Hạo Nhiên hôn gió. Trang Hạo Nhiên lại cười vui vẻ. A, 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 A à, Lâm Sở Nhai là người nhảy điên cuồng nhất, lại sôi nổi nhảy đến trước mặt Trang Hạo Nhiên, vươn tay muốn sờ cơ ngực anh. Trang Hạo Nhiên cười ha ha đẩy anh ra. Lâm Sở Nhai lại sôi động chạy đến màn hình LCD trước mặt, ba người kề sát nhau cùng một chỗ, cười với Trang Hạo Nhiên hát. Gió thổi trên con đường thật dài, cả trái tim anh đều rung động mãnh liệt, suy nghĩ muốn tìm một người cùng anh đi dạo. Lúc mệt mỏi thì ngủ trên đường. Bên ngoài tưởng rằng rất mạnh mẽ, thực ra sâu thẳm trong lòng rất rối loạn sợ bản thân mình khi yêu sẽ giống như ánh mặt trời chói trang. Trong lồng ngực anh cất giấu một cây đuốc, cuộc sống như vậy thật không dễ chịu chút nào. Đem hứa hẹn trao cho em, đem những nụ cười coi như là những bức thư, nhưng làm sao cũng không níu giữ được em. Đối với em yêu 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 không bao giờ là đủ, anh có thể yêu em ngày này tháng nọ năm kia cho đến mãi mãi về sau, so we love Không muốn đối mặt với sự cách xa dù chỉ là một chút, giống như tình yêu. Vốn dĩ, luôn luôn khó khăn như vậy. Một trận tiếng vỗ tay vang lên. Trang Hạo Nhiên ngồi trên sofa, lại cười vô cùng vui vẻ. Đối với em yêu 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 không bao giờ là đủ, anh có thể yêu em ngày này tháng nọ năm kia cho đến mãi mãi về sau, so we love Không muốn đối mặt với sự cách xa dù chỉ là một chút, giống như tình yêu. Vốn dĩ, luôn luôn, khó khăn như. Vậy, cuối cùng ba người lại kéo lãnh mặc hàn lên, cùng nhau hướng về phía lão đại, vui vẻ hát đối với em yêu không bao giờ là đủ. Trang hạo nhiên ngẩng đầu, trong lòng cảm động nhìn những người anh em đã cùng mình vào sinh ra tử, mặc dù xúc động nhưng vẫn nở nụ cười che giấu. Nghe có hay không, Lâm Sở Nhai lập tức bỏ microphone xuống, chạy đến phía sau Trang Hạo Nhiên, ôm chặt cổ anh, phấn khởi kêu to, hôm nay anh chính thức trở thành người đàn ông tuổi 30, chúng tôi quyết định sẽ tặng anh một món quà vô cùng kinh ngạc. Trang Hạo Nhiên ngồi tại chỗ, nhịn không được cười nói tôi cảnh cáo các cậu đừng có giống như năm ngoái nữa làm một thùng giấy thật lớn bên trong là một người đẹp gợi cảm lão tử đêm nay hao tổn sức lực toàn bộ các cậu ngày mai đều sẽ thành thái giám nói như vậy món quà xúc động đương nhiên là muốn tiểu đường thôi lâm sở nhai ôm chặt cổ anh nét mặt phấn khởi cười nói nói hưu nói vượn trang hạo nhiên muốn kéo tay lâm sở nhai xuống cười nói cô ấy không bắt bướm tới tôi đã ngàn vạn lần cảm ơn cô ấy rồi không thể nào đâu bươm bướm rất khó bắt đấy tào anh kiệt cười nâng ly cốc tai uống một ngụm lớn tối hôm nay vợ cho phép mình không về nhà anh lại được tự do buông thả đùa giỡn rồi lãnh mặc hàn mỉm cười ngồi trên sofa nhàn nhạt nói dựa theo cá tính của cô ấy có lẽ sẽ là một món quà không tệ cô ấy là một cô gái chu đáo trang hạo nhiên nghe lời này đôi mắt chấp lóe im lặng không lên tiếng nhìn về xa xăm hoàng hôn, ánh mặt trời chiếu xuống, nhuộm đỏ cả một vùng trời. Tài xế dừng xe trước một cửa hàng thời trang nam cao cấp nào đó, quay đầu nhìn đường Khả Hinh. Chú ở chỗ này chờ tôi. Đường Khả Hinh đã thay một chiếc váy dài tơ tầm cúc ngực màu xanh ngọc, tóc dài được thắt bím, tóc mái trên trán xoăn nhẹ, rũ xuống hai bên khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn của cô, đeo khuyên tai kim cương hình chiếc lá, trang điểm tinh xảo, tay cầm túi sách, chân mang giày cao gót đen, Bước ra khỏi xe, đi về phía cửa hàng thời trang nam cao cấp kia Xin chào quý khách, quản lý cửa hàng nhìn lướt qua cách ăn mặc của đường Khả Hinh Lập tức hết sức nhiệt tình nở nụ cười bước ra, đích thân chào hỏi cô Đường Khả Hinh mỉm cười nhìn cô một cái, nâng nhẹ đuôi váy dài, bước lên bậc thang, đi qua cửa kính Trong nháy mắt nhìn thấy các kiểu Âu phục cao cấp, còn có rất Nhiều áo sơ mi, đôi mắt cô khẽ đảo, nhớ tới vóc người trang hạo nhiên khoảng 1,9 mét còn có những đường vân ra hiện ra giữa bể bơi vô cùng bắt mắt cô hơi ngẩn người sau đó lại nhanh chóng thức tỉnh mỉm cười đi tới nhìn từng cái áo sơ mi đang suy nghĩ mua cho anh cái gì thì được đây xin hỏi cô muốn tìm gì cô chọn trang phục cho bạn trai sao quản lý cửa hàng mỉm cười hỏi đường khả hinh đường khả hinh mỉm cười xoay người lại nhìn quanh những chiếc cà vạt trong quầy kính thủy tinh mềm giọng nói không phải chọn cho bạn trai anh ấy là cấp trên của tôi hôm nay sinh nhật anh ấy tôi muốn tặng một món quà, ở đây có gì tốt cô giới thiệu đi. Quản lý nghe, lập tức cười nói, nhìn thiên kim tiểu thư cô rất cao quý, cấp trên nhất định không phải là người tầm thường, lại vì thân phận đặc biệt, không quá thân mật, chúng tôi đề nghị tặng cà vạt hoặc là kẹp cà vạt. Đường khả hinh nghe, mỉm cười gật gật đầu, lại không lên tiếng bước qua tủ kính bên cạnh, xoay người nhìn một khoảng không gian xa xỉ khác, trưng bày các loại đồng hồ đeo tay, tất cả nằm trong tủ kính, phát ra ánh sáng tôn quý, đôi mắt cô lập tức sáng ngời, nâng đuôi váy dài, cất bước đi tới khu vip được thiết kế theo phong cách hoàng gia anh kia, đặt túi sách trên mặt tủ, cúi xuống nhìn những chiếc đồng hồ đeo tay, chợt nghĩ tới hôm nay Trang Hạo Nhiên mặc sơ mi đen, lúc sắn tay áo lên, không thấy anh đeo đồng hồ. Vừa rồi tôi quên giới thiệu, quản lý tỏ ý xin lỗi, cười nói, khu vực này là khu vực duy nhất trong số các cửa hàng khác của chúng tôi, ở Pháp có 200 năm lịch sử, hôm nay là ngày đầu tiên, khai trương chi nhánh ở Trung Quốc, lại vì không muốn cùng cạnh tranh với những nhãn hiệu khác trong thị trường đồng hồ, gìn giữ phong cách tôn quý khiêm nhường của chủ thương hiệu mấy trăm năm qua, cho nên chỉ mở một quầy duy nhất chuyên kinh doanh. Nhưng chính quầy chuyên kinh doanh nho nhỏ này, hôm qua có không ít phóng viên ngưỡng mộ tiếng tăm đã đến, phỏng vấn thương hiệu đồng hồ nổi tiếng này. Đường Khả Hinh nghe, liền mỉm cười gật đầu, đôi mắt nhẹ nhàng nhìn quanh các loại đồng hồ đeo tay dành cho nam, có chiếc đồng hồ đeo tay kim cương chế tác hoàn toàn thủ công, còn hàng loạt những chiếc đồng hồ kiểu cổ. Trong lòng cô không hiểu sao bỗng nhớ lại ánh mắt dịu dàng lúc Trang Hạo Nhiên đưa cho mình cái hộp màu xanh kia. Cô lại cất bước nhìn đồng hồ trong tủ kính kia, rốt cuộc giữa chiếc tủ kính nằm riêng biệt, nhìn thấy một cái đồng hồ nào đó vô cùng tôn quý và trói lóa. Cô mỉm cười đi về phía chiếc đồng hồ đeo tay trước mặt, cúi xuống dưới nhìn chiếc đồng hồ bên trong tủ kính, mặt đồng hồ bằng bạch kim, bên trong là kim cương đen và kim cương trắng được sắp xếp phân tầng, tạo nên hiệu ứng cả ban đêm lẫn ban ngày, chỉ có kim đồng hồ giống như một mũi tên, sắc bén như chim ưng, dây đeo màu đen, hết sức hấp dẫn và hợp thời. Cô dịu dàng nhìn chiếc đồng hồ này, không hiểu sao bỗng nhiên cười. Tiểu thư, cô thật là có mắt nhìn, quản lý cửa hàng mỉm cười đi tới trước tủ kính, nhẹ nhàng mang bao tay vào, dùng mật mã mở cửa tủ, từ bên trong lấy ra chiếc đồng hồ, nói chiếc đồng hồ đeo tay này là mẫu đồng hồ mới nhất vừa được đưa ra thị trường, toàn thế giới chỉ có ba cái. Hai cái khác, đã được siêu tầm cất giữ tại Viện Bảo tàng Đồng Hồ ở Anh và Pháp, chỉ còn một cái, vì để chúc mừng cửa hàng đứng đầu và duy nhất tại châu Á này, muốn kỷ niệm, cho nên mới giữ lại. Hiện tại chúng tôi vừa nhận được thông báo, nếu trong vòng 3 ngày chiếc đồng hồ này, không có vị khách nào đặt trước, chúng tôi lập tức sẽ phải trả lại về cửa hàng ở Pháp. Đường Khả Hinh nghe lời này, trong lòng khẽ động, sau đó ngẩng đầu, nhìn quản lý cửa hàng mỉm cười hỏi, vậy tôi muốn mua, bao nhiêu tiền? 120 vạn, quản lý cửa hàng yêu nhã nói ra vài con số này. Đường khả hình sắc mặt căng thẳng. chương 735, thiệp mời nhà họ Trang. Buổi tối gió dần trở nên lãng mạn, nhẹ nhàng khoan thai giống như tâm tinh của những người đang yêu, yên tĩnh lướt qua. Biệt thự nhà họ Trang. Trên bãi cỏ sân gôn, được bài trí vô số những chiếc bàn dạ ỉ màu trắng khắp nơi, từng ly nến bằng bạc, trong buổi tối náo nhiệt này, tỏa ra ánh sáng lấp lánh, những món ăn chế biến công phu. Ở giữa, nhân viên pha chế đứng tại quầy ba được dựng lâm thời giữa sân khấu, không ngừng đong đưa ly rượu trong tay, khi thì tung lên không chung, lúc lại bắt lấy, quay về phía ngọn nến làm động tác hổi, một đoàn lửa nóng mãnh liệt bốc cháy lên. Rất nheo vị khách mời cao quý, lúc bước qua quầy ba, đều sôi nổi cảm thấy hứng thú nở nụ cười. Nhân viên pha chế lập tức lại hóa thành nhà ảo thuật ra, không biết từ đâu ngón tay bắn ra, 12 ly cốc tai màu sắc sặc sỡ, làm thành một quả cầu lửa, bay lên, rực rỡ bốc cháy giữa không trung. Tiếng vỗ tay lại sôi nổi vang lên. Bể bơi ngoài trời phía bên kia lại truyền đến khúc NS. Khiêu vu sống động, mơ hồ có thể thấy đoàn người, đa trong sàn nhảy, sôi nổi khiêu vũ. Trang hạo nhiên vẫn mặc áo sơ mi màu đen, quần thầng đen, ống tay áo sắn lên, đang đứng giữa bạn bè đến từ khắp nơi trên thế giới, đã từng ở trường học, thiếu chút nữa bị các bạn học rêu rao thành tình nhản với bạn học nữ người Tây Ban Nha tên Martha trong buổi khiêu vũ chỉ thấy tối nay anh thực sự vui vẻ không ngừng cùng Martha tươi cười nhảy những điệu nhảy sòi nổi và gợi cảm ở Harvard anh đã từng là phần tử được chào đón nhiệt liệt nhất qua 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 chấm than ngoặc kép đồng đảo những người bạn tốt và bạn học đứng một bên vừa vỗ tay vừa tươi cười nhìn Trang Hạo Nhiên và Martha cuồng nhiệt nóng bồng mà nhảy Trang Hạo Nhiên càng nhảy càng cảm thấy phấn khởi trong nháy mắt lợi dụng chiều cao L, 9 m của mình, ôm lấy cả người Ma giữa sàn nhảy xoay tròn, Ma cũng nhiệt tình ôm cổ trang hạo nhiên, ngửa đầu cười to, trong tay cầm chặt cành hoa hồng, xinh đẹp quay tròn giữa không chung. Bên trong phòng, trang tính vo và án nguyệt sung, còn có tường vĩ quốc và diệp mạn nghi ngồi cùng một chấp, xuyên qua kính cửa sổ, nhìn trang hạo nhiên cuồng nhiệt hưng phấn ôm một bạn học nữ nhảy múa, điệu bộ quả thật giật đẹp, tường vĩ quốc lại nhìn anh, không biết nói gì đành nói, thật là. Nó với thiên lỗi không giống nhau gì cả, năng lòng cứ như không bao giờ dùng hết được. Trang tính vũ cười rộ lên nói, từ nhỏ nó đã là một người rất sôi nổi, đối với cái gì cũng có hứng thú. May mắn, tính cách này của nó không làm chậm trễ sự nghiệp. Tôi còn ngại nó đối với sự nghiệp quá tập trung tinh thần nữa là. Ân Nguyệt Dung tối nay vì muốn làm nền cho con trai, nên mặc một bộ sườn xám màu tím, tóc búi. Cao tao nhã nằm bên cạnh chồng mình, nhìn con trai vui vẻ như vậy, bà CDNG cười đắc ý. Trang ngải làm mặc chiếc váy dài cúp ngực màu đỏ thầm, tóc buộc cao kiếu đuôi ngựa, trang điểm theo phong cách nóng bỏng, vừa ăn táo, vừa nhìn em trai đang ôm bạn học Tây Ban Nha trong sàn nhảy, thực sự nhảy rất đẹp, cô cũng muốn trổ tài, lập tức đứng lên nói con cơ mũ muốn nhảy. Mấy người trường bối vừa cùng nhau ngẩng đầu, đã nhìn thấy trang ngải lầm đi ra ngoài biệt thự, hòa vào trong đám người, đi tới trước mặt em trai, vừa vỗ tay liền lắc lắc cơ thể như rắn nước nép sát vào người em trai gợi cảm cuồng nhiệt nhảy múa trang hạo nhiên lập tức cười ha ha từ phía sau lưng ôm lấy chị mình bắt đầu nhảy điệu tango vô cùng nóng bỏng ôi trời tường vĩ quốc nhìn hai chị em kia hoàn toàn không đếm xiêm mình là con nhà quyền quý lại đi nhảy cái thể loại nóng bỏng như vậy ha 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 trang tính vi đi lại ôm vợ mình cười to lèn nhìn tường vĩ ti quốc nói vĩ quốc thiên lỗi tuổi cũng đã lớn rồi thỉnh thoảng cơ tính nên buông lỏng thoải mái với bản thân một chút, nếu không, tương lai làm sao thản thiết với vợ mình được. Thiên lỗi nhà tôi không thiếu phụ nữ, Diệp Mạn Nghi lạnh lùng nói xong câu đó, nhưng vẫn có chút sửng sốt, mới ngẩng đầu nhìn bên ngoài phòng, khó hiếu nói, sao thiên lỗi còn chưa đến vậy. Vừa nói xong, một chiếc rôn Royce đen dài, châm rãy rừng trước bãi cỏ. Tài xế nhanh chóng bước ra, mở ở cửa xe, tường thiên lỗi tối nay mặc âu phục màu xám ngay ngắn, áo sơ mi trắng bên trong, mang theo vài phần thản thiết cùng ồn hòa bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn thấy phía trước sàn nhảy bóng dáng cao lớn của Trang Hạo Nhiên, đang cùng chị mình kè sát nhau nóng bỏng nhảy múa. Anh nhíu mày, vẫn là không chịu nổi bộ dạng này của cậu ta. Tử Hiền mặc váy dài đuôi cá màu đen, mái tóc thẳng dài tới eo, lấy tư cách bản thân của Trang Hạo Nhiên, cùng tường thiên lỗi tham dự tiệc sinh nhật tối nay, nhìn thấy vẻ mặt này của anh, đột nhiên cười rộ lên nói, sao vậy? không vui khi thấy đẻm nay cô dâu nhiệt tình như vậy à. Tường thiên lỗi chịu không nổi xoay người, nhìn tử hiền. Tử hiền không để ý đến anh, chỉ cầm túi sách màu trắng, cất bước đi về phía trước. Tường thiên lỗi cần im lặng không lên tiếng dẫm trên mặt cỏ, dí về phía giữa sàn nhảy. Thiếu gia, tổng giám đốc tường đến, quản gia lập tức đi tới bẻn cạnh trang hạo nhiên, nhỏ giọng nói còn có nhâm tiểu thư cũng đi cùng. Trang Hạo Nhiên vẫn đang thử hồn hển cùng chị gái nhảy múa, lại nghe thấy tường thiên lỗi cùng tử hiền tới, anh lập tức vẫy tay chào hỏi mọi người, mới bộc lộ. Trước thoải mái chạy tới, quả nhiên nhìn thấy tường thiên lỗi cùng nhâm tử hiền đi tới, anh tươi cười bước qua, vui vẻ kêu to thiên lỗi. Tiếng gọi thật thâm tình. Tường thiên lỗi lập tức dừng bước lại, nhíu mày nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên bước nhanh tới trước mặt anh, định vươn tay ôm lấy anh. Thôi đê, 11 tưởng thiên lỗi mặt lạnh thoáng cái đẩy anh ra, mặc kệ giữa bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu tranh cãi, chung quy sau một thời gian ngắn, không hiểu sao đều biến mất, sẽ lại khôi phục mối quan hệ mở ám trong quá khứ. Hôm nay sinh nhật tôi 30 tuổi, vì anh mà giữ gìn trình tiết đến tận 7 giờ. Sao lại không chút cảm động như vây chứ? Trang hạo nhiên nhìn về phía tưởng thiên lỗi cười nói. Đêm nay câu lập tức có thể để cho người ta thiến được rồi. Tưởng thiên lỗi không khách khí nói phốc. Nhâm tử Hiền nhịn không được cười rộ lên, lại cất bước tiến lẻn, ôm lấy Trang Hạo Nhiên, nói thân ái, sinh nhật vui vẻ, vào sinh nhật 30 tuổi của anh, tôi tặng anh một món quà, chính là tôi thề, sau này không bao giờ lấy rượu đỏ đập cửa phòng anh nữa. Trang Hạo Nhiên lại sôi nổi cười rộ lên, vấp nhẹ sau lưng cô, mới nói, nói như vậy thật xa cách quá rồi, chỉ cần chồng tương lai của cô không thiến tôi, vô cùng hoan nghênh. Tường thiên lỗi lạnh lùng nhìn anh. Đi nào, cảm ơn hai người tối nay đã qua đây. Trang Hạo Nhiên hết sức nhiệt tình dẫn hai người tiến vào biệt thự nghi ngơi. Tử Hiền là người cũng ưa thích náo nhiệt, đi ra ngoài cùng vài bạn bè quen biết, cùng bắt đầu khiêu vũ. Trang Hạo Nhiên vừa đi vào, đính với các vị trường bối trò chuyện một lúc, lại nhanh chóng đi xuống cầu thang, chuẩn bị đi về phía sàn nhảy chào hỏi bạn bè. Lại nhìn thấy bọn người Lâm Sở nhai đúng lúc qua đây, còn có Trần Mạn Hồng, Nhã Tuệ và Tiểu Nhu vừa nói vừa cười đi tới. Tô Lạc Hoành nhìn thấy lão đại tối nay đẹp trai như vậy, anh lại vẻ mặt phấn khơi bổ nhào tới, muốn kẹp chặt anh. Này này này, đừng động vào eo lão tử. Một, Trang Hạo Nhiên sôi nổi cười, tay mờ bung tay Tô Lạc Hoành ra, lại. Nhìn thấy mấy người nhã tuệ, thờ dốc một hồi, mới cười nói, đúng rồi. Các cô đều đã tới, sao lại không thấy khả hình vậy? Nhã tuệ nghe, vẻ mặt kinh ngạc nói, anh không biết sao. Tối nay cô ấy có hẹn với thị trường Tống, không thể qua đây tham dư tiếc sinh nhát được. Bọn người lâm sờ nhai lập tức có chút giật mình nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên vừa rồi nét mặt còn sôi nổi vui cười, trong nháy mắt hơi thu lại, nhưng vẫn miễn cưỡng cười nói cùng. Thị trọng tống có hẹn, cho nên, không tới sao. Thiếu gia, đúng lúc này, quần ra tay nâng một cái khay, tôn kính lịch sự, kêu nhỏ, vừa rồi ở bên ngoài, chúng tôi nhận được quà mà trợ lý đường tiểu thư đưa tới, gửi lời nói chúc thiếu gia sinh nhật vui vẻ. Bởi vì tạm thời có việc, xin lỗi không thể đích thân tới tham gia tiệc tối nay, ngày khác sẽ tự minh nhận lỗi. Trang hạo nhiên lặng yên quay mặt sang, nhìn chiếc hộp nhung màu lam giữa khay mà quản gia đang bưng, chính giữa còn có một mảnh giấy lụa màu xanh nhà tao nhã, anh một chút hứng thú cũng không có, đôi mắt sắc bén chợt lóe. Trước đại sảnh khách sạn Á Châu, sóng biển cuộn trào, sức gió càng lúc càng mãnh liệt. Một chiếc xe con màu đen, chậm rãi dừng trước đại sảnh khách sạn, lấp lánh ánh sáng sắc nhọn. Đường khả Hinh mỉm cười tay cầm túi sách màu đen, nhân viên lễ tản lập tức mở cửa xe, cô quyến dơ tao nhã động lòng người bước xuống xe, đón sức gió mạnh mẽ, đã nhìn thấy thị trường tống tố ỷ nay mặc âu phục đen, dẫn theo vài vệ sĩ, đang đứng trước cửa khách sạn, dường như có phần sốt ruột, nhấc tay, nhìn đồng hồ. Cô mỉm cười nhẹ nàng đuôi váy dài, bước qua dịu dàng kêu nhỏ thị trường tống. Thật xin lỗi, tôi đến trễ. Tống Vĩ Thần ngẩng đầu, nhìn thấy đường khả hình tối nay xinh đẹp lộng lấy như vậy, anh lập tức ngạc nhẻn cười rộ lên lên, nói tôi còn sợ cô không tới. Sao có thể chứ, tôi là một người rất tôn trọng lời hứa hẹn, đường khả hình mỉm cười nói xong, cũng đã nâng váy dài, đi tới trước mặt anh, nói chỉ là xin lỗi, vừa rồi có chút việc, tốn mất một chút thời gian. Không có việc gì, Tống Ví Thần bộc lộ vài phần tán thưởng tươi cười, nhìn về phía đường khả hình, lại mang theo vài phần khẩn cầu nói, đường tiểu thư, Tối hôm nay tôi có thể nhờ cô giúp tôi một việc, bởi vì lúc nhận được thiệp mời quá gấp, đều tại thư ký của tôi nhất thời đem chuyên lớn như vậy quên mất. Đường Khả Hinh hơi sững sờ, hỏi chuyện gì? Đến đây, lên xe trước. Tống Ví Thần thật cẩn thận đỡ hông Đường Khả Hinh, phòng độ thân sĩ vươn tay, trước tiên cho cô ngồi vào ghế xe, sau đó tự mình tiến vào trong xe, mới xoay người nhìn cô mỉm cười giải thích. Lúc xế chiều hôm nay, tôi vừa nhận được thiệp mời nhà họ Trang thì ra hôm nay là sinh nhật tổng giám đốc trang của Hoàn Cầu, mời tôi tham gia tiệc tối, bởi vì thư ký sợ ý, mới cho tôi biết cách đây không lâu, tình cờ tôi lại hẹn cô, cho nên muốn mời cô làm bạn gái tôi, cùng nhau tham dự. Đường khả hình sửng sốt nhìn Tống Vĩ Thần, tim bỗng nhiên chấn động mạnh, lập tức câm lặng. Audio điện tử võ tấn bền chương 736, một con bướm Bài nhạc ra, đối với em yêu không bao giờ là đủ, tiếp tục sôi động vang lên. Trang hạo nhiên mồ hôi nóng nhễ nhại cùng em gái lớp dưới mặc váy ngắn màu đen gợi cảm, tay nắm tay di chuyển bước chân, cùng cô đứng cạnh bể bơi, lãng mạn gợi cảm nhảy những vũ điệu nóng bỏng. Những người đàn ông xung quanh cũng sôi nổi phối hợp với vũ điệu sống động của Trang hạo nhiên, nhiệt liệt vỗ tay. Mấy người lâm sờ nhai đứng một bên, thật sự có chút kinh hãi run sợ nhìn trơ mũ hạo nhiên, nhã tuệ cũng có vài phần lo lắng nói tổng giám đốc Trang không sao đấy chứ. Không có việc gì mới là lạ. Lãnh mặc hàn nhìn trang hạo nhẹn, nhàn nhạt nói. Mọi người cùng nhau sững sờ. Thị trưởng tống tới, có người nói nhỏ. Mấy người lâm sở nhai nghe được câu này, lập tức sửng sốt, thoáng chút khẩn trương quay đầu, nhìn về phía kia của bãi cỏ. Tống vĩ thần lỉm cười nhẹ dắt đường khả hinh, đón cơn gió mát lành tối na dưới sự chi dẫn của quản gia, dẫm trên cỏ mềm, đi về phía sàn nhảy náo nhiệt bên kia. Nhã tuệ cùng Trần Mạn Hồng nhìn thấy khả hình quả thật là cùng thị trường tống khiến bọn họ kinh ngạc nhìn cô. Đường khả hình cũng bộc lộ vài phần lúng túng, tay khoác nhẹ vào khuỷu tay tống vĩ thần, nâng đuôi váy dài, đi về phía sàn nhảy bên kia, thỉnh thoảng tống vĩ thần còn vô cùng thâm tình và dịu dàng nhìn cô, nói đến tham dự tiệc sinh nhật của cấp trên, có phải rất căng thẳng hay không? Đường khả hình nghe lời này, cũng không biết nói gì, chỉ đành cười khổ. Đừng căng thẳng! Tối nay cô là bạn gái của tôi. Tống Vĩ Thần cười, lại tiếp tục dắt đường Khả Hinh đi về phía trước, hai người cùng nhau nhìn thấy nhân vật chính của bữa tiệc đêm nay Trang Hạo Nhiên, đang cùng một cô gái tóc vàng gợi cảm người Mỹ, tay nắm chặt tay nồng nhiệt nhảy múa, vóc người anh thực sự cao lớn đẹp trai, thắt lưng rắn chắc, chi là động tác xoay người trong nhát mắt cũng có thể tỏa ra vẻ nam tính hấp dẫn chết người. Đường Khả Hinh nhìn Trang Hạo Nhiên như vậy, không hiểu sao trong lòng có chút căng thẳng quản gia lập tức bước nhanh đi tới bên cạnh Trang Hạo Nhiên, nói có thị trường tống tới. Trang Hạo Nhiên dường như không nghe thấy, vẫn tiếp tục cùng em gái nhảy múa, mồ hôi nóng nhỏ xuống, lướt qua khuôn mặt kiên nghị của anh. Tống Vĩ Thần cùng đường khả Hinh đứng một bên, có chút lúng túng nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Nhã tuệ, Trần Mạn Hồng và Tiếu Nhu nhìn thấy đường khả Hinh, biết lúc này không thích hợp đi qua, nhưng vẫn cười vẫy tay với cô. Đường khả Hinh cũng nhìn bọn họ dịu dàng cười, không hiểu sao lại nhìn về phía cấp trên đang cùng có gái kia cuồng nhiệt nhảy múa. Quản gia đứng một bên, có chút sốt ruột, dù sao thị trường tống cũng là người của ủy viên trương, không thể đắc tội. Trang hạo nhiên vẫn không để ý đến bất cứ ai, lấy thân phận tối nay là tiệc sinh nhật mình, vô cùng bá đạo cùng em gái nhảy múa, mặc kệ người khác đang chờ mình. Người giúp việc thấy vậy, nhanh chóng đi vào nhà, thông báo với hai nhà tưởng trang, để tránh đắc tội với người khác. Trang Tĩnh vào nghe lời này, lập tức dặn dò thư ký đi nhắc nhở con trai. Thư ký lập tức gật đầu, nhanh chóng đi ra ngoài. Trong nháy mắt Trang Hạo Nhiên lại ôm em gái xoay tròn giữa không trung, nhanh chóng buông ra, cuối cùng lại một tay ôm chặt hông cỏ, kết thúc bằng một tư thế rơi xuống thật hoàn mỹ. Tiếng vỗ tay lại nhiệt liệt vang lên. Trang Hạo Nhiên vừa thở dốc vừa cười ôm lấy em gái, lại xoay tròn một vòng, mới đặt cô xuống đi tới, dường như lúc này mới nghe được lời quản gia nói bộc lộ vài phần kinh ngạc nhìn thấy phía bên này bể bơi, liếc qua đường khả hình tối nay mặc chiếc váy dài cúp ngực màu xanh ngọc, tóc dài thắt bím, đeo khuyên tai kim cương hình lá, tay vòng vào khuỷu tay tống vĩ thần, như chim én nhỏ nép vào người. Anh lại thâm tình nhìn cô một cái bộc lộ ý cười, mới nhìn về phía tống vĩ thần nhiệt tình tươi cười, bước tới vươn tay nói thị trường tống. Thật xin lỗi, vừa rồi nhạc khiêu vơ quá lớn, không nghe thấy, cảm ơn ngài đã đến. Sinh nhật vui vẻ chúc Tổng Giám Đốc Trang mỗi năm mỗi tháng đều được như ngày hôm nay. Tống Vĩ Thần cơn khách khí vươn tay, bắt tay với Trang Hạo Nhiên. Cảm ơn, Trang Hạo Nhiên cùng anh bắt tay xong, lại không để ý liếc mắt nhìn đường khả hình một cái. Đường khả hình cũng có chút lúng túng ngẩng đầu, nhìn Trang Hạo Nhiên, mềm giọng nói, Tổng Giám Đốc, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Trang Hạo Nhiên nhìn cô không nói gì. Tống Vĩ Thần nghe được lời này, mỉm cười vần tay, nhẹ kéo hông đường khả hình, mới dịu dàng nói, nghe nói Khả Hinh từng là thư kỷ của Tổng Giám Đốc Trang, về sau lai thành nhân tài của bộ phận rượu hoàn cầu. Không phải đã từng, Trang hạo nhiên nhàn nhạt nhìn đường Khả Hinh, nói, bây giờ cô ấy vẫn là người của Hoàn Á chúng tôi, chi là bị điều đi mà thôi. Đường Khả Hinh không hiểu ngừng đầu, nhìn anh một cái. Phải không, Tống Vi Thần lập tức mỉm cười gật đầu nói, thật sự là quá trùng hấp, tôi hẹn Khả Hinh lâu như vậy, cuối cùng hôm nay cô ấy mới nhận lời cùng tôi dùng cơm, không nghĩ đến, tôi lại muốn tới tham dự tiệc sinh nhật của Tổng Giám Đốc Trang. liền mời cô ấy cùng đến. Trang hạo nhiên nghe lời này, có chút buồn cười nhìn về phía đường khả hình, nói, nói cách khác, nữ thư ký này của tôi, có lẽ không biết, tối nay phải đi tham dự tiệc sinh nhật của cấp trên sao. Nếu như biết, có khi còn không dám đến đây chứ. Đường khả hình bất giác ngẩng đầu, nhìn Trang hạo nhiên. Trang hạo nhiên cũng chỉ nhàn nhạt nhìn cô một cái, mới lại nở ơ nụ cười nhìn Tống Vĩ Thần, hơi tránh người nhường lối, nói. Thị trường Tống, cha mẹ tôi đều ở bên trong, mời ngài vào bên trong ngồi. Bên ngoài quá ẩm ý, hôm nay bạn bè của tôi đến hơi nhiều, thực sự xấu hổ. Vào thôi, Tống Vĩ Thần nói xong, lập tức muốn vươn tay, lại kéo hông đứa ơ mũ khả hình, đi vào trong. Khả hình, mấy người lâm sò ơ nhai nhìn thấy đường khả hình, lập tức sôi nổi đi đến, thoáng cái kéo cô lại, nhiệt tình cười to nói thật tốt quá. Không nghĩa là cô có thể đến, tối nay nhất định phải cùng chúng tôi nhảy múa. Đường khả hình lập tức bị mấy ngòi làm sờ nhai kéo ra, cô nhìn các phó tổng mỉm cười, lại có chút khó xử nhìn về phía tống vĩ thần. Tống Vĩ Thần có thể hiểu được, mỉm cười nhìn đường khả hình, nói, hôm nay khó có dịp cùng đồng nghiệp gặp gỡ, cùng nhau vui vẻ đi. Một lát nữa tôi sẽ ra. Được, Đường Khả Hinh Chi đành cười tỏ ý xin lỗi. Xin mời, Trang Hạo Nhiên vươn tay, mời Tống Vi Thần đi vào biệt thự. Đường Khả Hinh không hiểu sao lại nhìn về phía bóng lưng của bọn họ. Khả Hinh, chấm than ngoặc kép, mấy người nhã tuệ cũng lập tức đi tới trước mặt cò, cười nói, sao cô và thị trường Tống lại đến đây? Tôi... Đường Khả Hinh lập tức có chút khó xử nhìn mấy người nhã tuệ cười khổ nói, tôi cũng không biết là sẽ cùng thị trường Tống đến đây dự tiệc sinh nhật Tổng Giám Đốc, tôi thực sự không thể việc cớ từ chối thị chồng được thăng anh ấy đã mời tôi rất nhiều lần. Trước kia là vì có chuyện nhờ anh ấy giúp đỡ. Hơn nữa trước đó tôi cũng đã đồng ý. Sau này mới biết sinh nhật tổng giám đốc, tôi không thể mất uy tín được. Nhã tuệ nghe xong, không nhịn được gật đầu, bất đắc dĩ cười nói tôi hiếu rồi. Trần Mạn Hồng lại đứng một bên, cười nói thật là oan nghiệt mà. Hả, đường khả hình không hiểu nhìn Trần Mạn Hồng, kỳ quái hỏi sao vậy? không có việc gì uống rượu đi Trần Mạn Hồng chỉ cười nâng một ly rượu đưa cho Đường Khả Hinh Đường Khả Hinh nhận lấy mỉm cười uống một ngụm nhỏ lúc này Trang Hạo Nhiên nhanh chóng bước xuống cầu thang đi ra ngoài bãi cỏ mấy người Lâm Sở Nhai nhìn thấy anh ra lập tức đều tim lý do tự mình rời đi Đường Khả Hinh đang cùng Nhã Tuệ nói chuyên phiếm nhìn thấy Trang Hạo Nhiên sắc mặt trầm lắng hơi cúi đầu đi về phía mình tim cô bịch một tiếng nhảy dựng lên cưỡng biết đêm nay không được lễ phép cũng không dám nói chuyện. Mấy người nhã tuệ nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đến, cũng lập tức im lặng rời khỏi. Trang Hạo Nhiên CDNG không khách khí đứng trước mặt đường khả hình, sắc mặt bình thản nhìn cô. Đường khả hình cung ngẩng đầu, nhìn anh một cái. Ngồi đi, Trang Hạo Nhiên không nói hai lời, lấy tư cách là cấp trên, đi về phía bãi cỏ bên cạnh, ngồi xuống bàn ăn nằm biệt lập, anh mệt mỏi thờ hồn hền, lấy phong thái vô cùng lười biếng, nhắm mắt lại, nặng nề thờ. Đường khả hình cũng lặng lẽ đi đến bàn ăn, thật cẩn thận ngồi xuống, đặt ly rượu trên bàn, có chút lúng túng chấp nhẹ đòi mắt. Cấp trên như anh, thật là một chút mặt mưa đi cũng không có. Trang hạo nhiên đột nhiên ngồi dậy, nhìn đường khả hình mỉm cười nói, sinh nhật anh 30 tuổi, chuyện lớn như vây, em lại có thế không đến. Xem chừng ngoài phòng làm việc của em ra, thật không chứa được người nào nữa. Đường khả hình ngẩng đầu, không hiểu nhìn anh một cái. Thiếu hiệp, Tổng giám đốc tập đoàn Gia Huy biết hôm nay là sinh nhật của cậu, có đưa tới một chiếc siêu xe trị giá 800 vạn. Quản gia thật cẩn thận bưng khay, phía trên có đặt chìa khóa xe. Ừ, Trang Hạo Nhiên chỉ nhàn nhạt trả lời, sau đó nhìn đường khả hinh cười nói, ngược lại anh rất tò mò, em vốn nghĩ không thể đến dự tiệc sinh nhật tối nay, vậy rốt cuộc là tặng quà gì cho anh đây? Đường khả hinh ngồi tại chỗ, nhìn anh thật lâu, biết anh chưa xem, liền cười nói, tổng giám đốc Trang thân phận tôn quý, quặp nhận được, đa số đều là vô giá, đối với loại quà tặng của người đơn giản như chúng em, thực sự là bé nhỏ không đáng kể. Nhưng dù sao đi nữa, nó cũng là một phần tâm ý của em. Xin anh vui lòng nhận cho. Trang hạo nhiên trầm mặc nhìn nàng thật lâu, mới đột nhiên cười, gõ ngón tay nói, đem quà của khả hình tới đây. Tôi muốn tự mình xem. Vâng, quản gia nghe, lập tức xoay người đi vào trong nhà. Anh đang nghĩ, Trang hạo nhiên nhìn cô, Nhịn không được cười nói, em hẳn là sẽ không. Cho anh một con bướm chứ." Đường Khả Hinh nghe lời này, chỉ cúi đầu cười. Chương 737, quà sinh nhật. Buổi tối, âm nhạc từ sôi động dần trở nên lãng mạn và êm dịu hơn. Một cơn gió mát lạnh lẳng lặng lướt qua, giống như người yêu dịu dàng vỗ về những tâm hồn cô đơn lạnh lẽo. Trang Hạo Nhiên ngồi tại chỗ, lúc chờ quản gia mang quà tặng đến lại im lặng liếc mắt nhìn đường khả hình đang thần bí nở nụ cười có chút gian xảo anh lại không hiểu cười nói thật sự là một con bướm sao bướm thực sự rất khó bắt mà tuyệt đối không khó bắt đường khả hình nhịn cười không được nói này trang hạo nhiên vừa muốn nói gì đó lại nhìn thấy quản gia đã nhanh chóng bưng khay bước nhanh tới anh lập tức đứng dậy vươn tay nói đến đây đến đây để tôi xem nào vâng quản gia nhanh chóng bưng khay đi tới trước mặt trang hạo nhiên tôn kính nói, đây là quà sinh nhật của đường tiểu thư. Nét mặt trang hạo nhiên bộc lộ một chút buồn cười và vui mừng, cầm lấy hộp nhung màu xanh đậm kia, nâng niu trong tay hết nhìn trái lại nhìn phải. Phốc, đường khả hình nhịn không được cúi đầu cười, gương mặt ửng hồng như hoa đào. Trang hạo nhiên liếc mắt nhìn cô một cái, cuối cùng mới nửa đùa nửa thật ho khan một tiếng, chậm rãi vươn tay, trước tiên nhẹ kéo giải lụa trên hộp xuống, ngừng thở, có chút căng thẳng dùng tay, nhẹ nhàng mở hộp ra, thấy một chiếc đồng hồ kim cương lóe sáng lấp lánh, tôn quý mà vô cùng sáng trói giữa bầu trời đêm. Anh có chút sướng sờ nhìn chiếc đồng hồ đeo tay này, liếc mắt một cái liền nhận ra đây là chiếc đồng hồ đeo tay duy nhất trên toàn thế giới, giá trị xa xỉ. Này, trong lòng Trang Hạo Nhiên lập tức kích động dâng trào cầm cái hộp, kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn đường khả hình, nói không nên lời. Đường khả hình cũng có chút dịu dàng nhìn Trang Hạo Nhiên, mỉm cười. Em, Đôi mắt Trang Hạo Nhiên run rẩy nghĩ tới nhiều tháng qua ẩn giấu tình cảm của mình, nhìn Đường Khả Hinh, muốn nói gì lại không nói nên lời. Đường Khả Hinh nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nét mặt ôn nhu cười nói, "Vốn dĩ em cảm thấy, một chiếc đồng hồ giá trị xa xỉ như vậy, năng lực của em thực sự không đủ sức mua, nhưng lại thấy một món quà có thể quá mức một chút hay không? Anh sẽ không cho là em hối lộ anh chứ?" Trang Hạo Nhiên tay cầm hộp đồng hồ, thâm tình nhìn Đường Khả Hinh đường khả hình lại đúng lúc này chậm rãi mở túi sách từ bên trong lấy ra một tấm hình nói lúc em nghe giá chiếc đồng hồ đeo tay này xin thứ lỗi em thực sự có chút giật mình không ngờ đúng lúc đó điện thoại vang lên lúc em nhận điện thoại từ trong chiếc túi sách màu đen lâu ngày không dùng bỗng rơi ra một tấm hình này cô nói xong ngón tay đặt nhẹ trên mặt bàn một tấm hình chậm rãi đẩy về phía trang hạo nhiên trang hạo nhiên kích động im lặng cúi đầu nhìn thấy tấm hình chụp trong sân khấu hôn lễ đó là ngày tào anh kiệt và trần mạn hồng kết hôn còn có mấy người lâm sở nhai chụp chung mà khi đó đường khả hinh mặc váy lễ phục kéo tay mình đầu tựa vào vai mình nhìn về phía ống kính cười ngọt ngào mà lại dịu dàng giống như em gái tựa vào lòng anh trai vậy anh nhìn tấm hình kia thậm chí có cảm giác dường như đã trải qua mấy đời người đường khả hinh cũng có chút ngượng ngùng cúi đầu cười nói em vẫn nghe mọi người nói Trước đây em được tổng giám đốc Trang anh coi trọng, em vẫn còn có chút khó hiểu, đây là mối quan hệ thế nào? Thế nhưng khi em nhìn thấy tấm hình này, trong hình em cười ngọt ngào như vậy, vui vẻ như vậy, dựa vào anh như vậy, em liền biết, có lẽ trước đây anh thực sự yêu thương và bảo vệ em. Trang Hạo Nhiên kìm lòng không được ngẩng đầu, nhìn cô. Đường Khả Hinh cũng mỉm cười ngẩng đầu, nhìn Trang Hạo Nhiên, nói: "Cho nên, em không đi ra khỏi cửa hàng kia, bởi vì tấm hình này, cuộc sống của em vẫn luôn quá cảm tính, em cứ như vậy mà đi tới, tương lai có lẽ vẫn muốn tiếp tục như vậy mà bước. Chỉ là, anh không nên hiểu lầm em tặng quà cho anh là vì muốn được thứ gì đó. Bởi vì hiện tại thưởng quý của em cũng khá nhiều, cũng nhờ một phần được anh xem trọng, muốn tỏ thành ý cảm ơn anh đã nắm tay em đi đến tận hôm nay. Hôm nay đúng dịp quan trọng sinh nhật 30 tuổi của anh, em muốn dùng món quà này để báo đáp lại những yêu thương anh đã dành cho em trong quá khứ trang hạo nhiên nhìn đường khả hinh đang mỉm cười nhìn mình đôi mắt anh run run kích động muốn nói gì đó nhưng lại cố gắng kìm nén chỉ cười nói em có biết tặng đồng hồ cho một người đàn ông trong ngày sinh nhật là một chuyện vô cùng long trọng không đường khả hinh ngẩng đầu trầm mặc nhìn anh ý nghĩa của việc tặng đồng hồ đeo tay chính là muốn người đàn ông này từng phút từng giây đều nghĩ về em trang hạo nhiên thâm tình nhìn cô nói đường khả hinh nghe lời này lập tức có chút ngượng ngùng cười nói em Em, em không có ý này, em chỉ xem nó. Cảm ơn, Trang Hạo Nhiên nhìn Đường Khả Hinh, cười. Đường Khả Hinh nhìn anh, cũng mỉm cười. Trang Hạo Nhiên không muốn nói nữa, mà nhanh chóng lấy đồng hồ từ trong hộp ra, vừa muốn đeo vào. Lại phát hiện chốt dây đồng thật khó mở. Em giúp anh, Đường Khả Hinh mỉm cười hơi nghiêng người về phía trước, nhận lấy đồng hồ từ trong tay anh, dùng ngón tay thon dài của mình nhẹ nhàng mở chốt dây đồng hồ, sau đó sẽ dịu dàng đặt sang bên cạnh lại vươn hai tay sắn ống tay áo cho trang hạo nhiên trang hạo nhiên mở to mắt nhìn thấy đường khả hình dịu dàng như vậy trong lòng không hiểu sao có chút ấm áp đường khả hình sắn xong ống tay áo cho trang hạo nhiên lại lấy đồng hồ trên bàn ăn thật cẩn thận đeo vào cho anh rồi lại xoay cổ tay anh nhẹ nhàng cài chốt dây đồng hồ cho anh lại xoay cổ tay anh lại nhìn chiếc đồng hồ quý giá này vô cùng phù hợp với thân phận tôn quý của người đàn ông này cô có chút xúc động cười nói thật là đẹp Trang hạo nhiên cũng hơi nhấc cổ tay, nhìn chiếc đồng hồ đeo tay này, tôn lên khí chất cao quý và thời thượng của đàn ông, nhất là kim đồng hồ hình mũi tên kia, bản thân mình vẫn luôn rất thích đeo đồng hồ. Nhớ tới đã từng cùng cô đi chọn đồng hồ đeo tay, lúc đó mình thực ra có vài phần thèm muốn hy vọng có một món quà sinh nhật như vậy, đến bây giờ mới có. Anh bỗng nhiên ngạc nhiên vui vẻ cười, cười hết sức vui vẻ. Đường khả hình nhìn Trang hạo nhiên vui vẻ như vậy, trong lòng cô cũng ấm áp, Dịu dàng buột miệng nói thích không? Trang Hạo Nhiên mỉm cười ngẩng đầu, cảm động nhìn Đường Khả Hinh, nói thích. Đường Khả Hinh nhìn Trang Hạo Nhiên thật sự thích, cũng cúi đầu vui vẻ cười. Cái này chỉ giá 120 vạn, có phải muốn cả tính mạng em rồi không? Trang Hạo Nhiên mặc dù trong lòng kích động cùng vui mừng, nhưng vẫn nhấc tay, nhẹ xoa cầm, cười nhìn Đường Khả Hinh, nói, dù cho công ty chúng ta tiền nhiều hơn nữa, đoán chừng 120 vạn này cũng không phải một con số nhỏ. Đường Khả Hinh nghe lời này, đột nhiên đỏ mặt, cúi đầu cười. Biệt thự trên đỉnh núi. Vitas vừa tham gia cuộc họp với tổng bộ bên Anh xong, cũng không có thời gian tham dự tiệc sinh nhật học trò nên trực tiếp về nhà. Buổi tối, tiếng về kêu, từng trận tiếng kêu hỗn loạn, mang theo chút bướng bỉnh vang lên. Vitas trầm mặc bước ra khỏi xe, sau đó đẩy rào chắn trước vườn hoa, vì không con cây táo kia vườn hoa có vẻ trống trải hơn nhiều, ông không lên tiếng, trầm mặc đi vào nhà, không hiểu sao lại phát hiện, đèn phòng khách đang mở, ông nhíu mày nhìn xung quanh, hẳn là không thể nào có trộm được, bởi vì nơi này có thiết bị báo động, hiện nay chỉ có một mình khả hình có thể tự do ra vào nhà mình, đoán chừng cô đã trở về. Nghĩ tới đây, ông không đắn đo nữa định bước lên lầu, đột nhiên cảm giác có gì đó không ổn dừng bên cạnh cầu thang, trong nháy mắt xoay người. Nhìn về phía tủ rượu tinh xảo của mình đã mở ra, Bên trong lúc trước để trai Khang đến 1965, giờ lại không thấy nữa, ông vô cùng kinh ngạc bước qua, cho là mình hoa mắt, lần đầu tiên cảm thấy mất bình tĩnh như vậy, vươn tay, lại hướng về phía tủ rượu mò mẫm, đã không còn. Vitus nóng mắt xoay người, nhanh chóng tự hỏi, không cần nghĩ, nhất định là học trò lấy trộm rượu đi rồi. Cô lấy trộm rượu làm gì chứ? Trong nháy mắt ông tức giận cầm điện thoại lên, bấm số học trò. Điện thoại trong túi chợt vang lên. Đường khả hình có chút sướng sờ nhẹ nhàng mở túi sách, lấy điện thoại di động ra nhìn vào, cư nhiên thấy số thầy gọi đến, cô lập tức cúp máy, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, bưng ly cốc tai trước mặt Trang Hạo Nhiên lên, uống một ngụm, vì uống quá nhanh nên lại ho khan. Trang Hạo Nhiên thấy cô có chút không ổn, liền cười hỏi em làm sao vậy? Không có việc gì, đường khả hình trong lòng suy nghĩ, có thể một vạn năm nữa mình cũng không dám gặp thầy, trong lòng có chút hoảng sợ ngẩng đầu liếc mắt nhìn Trang Hạo Nhiên một cái, nói: "Tổng giám đốc, nếu như thầy muốn sa thải em, anh có thể giữ em lại được không?" Trang Hạo Nhiên nhịn cười nhìn cô. "Không, sẽ không sao." Đường Khả Hinh nhìn anh, cảm thấy chiếc đồng hồ đeo tay này rõ ràng không nên mua. "Rốt cuộc em đã làm gì?" Trang Hạo Nhiên nhìn cô, cười hỏi. "Không có việc gì, món quà anh thích là được rồi, em không làm phiền anh nữa." có thể thị trưởng Tống đang tìm em. Đường Khả Hinh nói xong, liền vội vàng đứng lên, muốn rời đi. Trang Hạo Nhiên lại nắm cổ tay cô, kêu nhỏ Khả Hinh. Đường Khả Hinh sửng sốt quay đầu, nhìn anh. Trang Hạo Nhiên trầm mặc nhìn cô một lúc lâu, đồng hồ trên cổ tay sáng lấp lánh, anh không hiểu sao bỗng cười nói em và thị trưởng Tống. Là mối quan hệ gì? Đường Khả Hinh trầm mặc một lúc, mới nhìn anh, cười nói, à, quan hệ bạn bè. Bởi vì trước đây có việc nhờ anh ấy, cho nên còn nợ anh ấy một ân tình. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, đôi mắt lóe lên ánh nhìn khó nắm bắt, cười. Ân Nguyệt Dung đang nằm bên cạnh chồng, vừa uống ly trà sâm, vừa nhìn thị trưởng Tống, cười. Lúc này, Tiêu Đồng nhanh chóng đi tới, bên tai Ân Nguyệt Dung thì thầm nói câu gì đó, đôi mắt bà lập tức sáng ngời, nhìn về phía Tống Vĩ Thần, đôi mắt híp lại. Trong nháy mắt Ân Nguyệt Dung ngồi trước bàn ăn trong phòng, ngẩng đầu nhìn về phía bốn tên cầm thú bốn tên cầm thú cũng lập tức nhìn bà thị trưởng tống này ân nguyệt dung hơi nhấc chân ngồi bắt chéo nhìn về phía bốn tên cầm thú nói người của ai người của ủy viên trương lâm sở nhai nhanh chóng nói ủy viên trương ân nguyệt dung vuốt nhẹ khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành của mình đôi mắt nhanh chóng lưu chuyển mẹ chấm than ngoặc kép trang ngải lâm ngẩng đầu nhìn mẹ bất đắc dĩ thở dài nói khả hình người ta có người theo đuổi là tốt rồi người không thể đuổi người ta như đuổi ruồi bọ như vậy bác dịch đâu ân nguyệt dung nhanh chóng nhìn con gái hỏi trang ngải lâm lập tức nhíu mày vươn tay nhẹ chống huyệt thái dương giả vờ như không có gì xảy ra con đừng có chống huyệt thái dương như vậy nữa cho mẹ ân nguyệt dung tức giận nhìn con gái nói con suốt ngày chỉ biết bắt nạt nó lần trước cùng với tên đàn ông người anh thân mật nhảy múa bị nó bắt gặp nó tức giận lại quay về vườn nho rồi. Con muốn mẹ cho Điệp Y đánh con đến tàn phế có phải không? Mẹ, đó là xã giao bình thường. Trang Ngải Lâm thực sự không có cách nào đành nhìn về phía Ân Nguyệt Dung, nhưng người về phía trước nói, "Mẹ xem em trai kia. Không phải vừa rồi mới nhảy múa mặt kề mặt đó sao?" Con và em trai con giống nhau sao? Nó là một người đàn ông trưởng thành, nhân dịp sinh nhật, nhảy múa một chút cùng không hề gì. Thế nhưng con đã có bạn trai cũng không có chút phép tắc nào, coi bác dịch như không khí vậy. Ngày mai ngày mốt ngày kia không được phép lên bàn ăn cơm. Ân Nguyệt Dung lại tức giận nói. Không ăn thì không ăn, Trang Ngải Lâm không sợ. Nếu như trong vòng ba ngày, con không mang bác dịch đến trước mặt mẹ. Chấm than, cả đời này con cũng đừng mong ăn cơm cho mẹ, cắn một hạt gạo, mẹ cũng để điệp y đem con treo ngược lên phơi nắng. Ân Nguyệt Dung lại tức giận nhìn con gái nói. Mẹ, chấm than ngoặc kép, trang ngải lâm ai cũng không sợ chỉ sợ một mình điệp y đừng gọi tôi là mẹ tôi còn hoài nghi cô có phải do tôi sinh ra không đây ân nguyệt dung nhanh chóng nói con thật hy vọng con không phải do mẹ sinh ra trang ngải lâm cãi lại cô ân nguyệt dung lập tức muốn cầm cái thìa đánh vào đầu con gái dì trang không nên nổi giận tiêu đồng lập tức đỡ ân nguyệt dung để cho bà bớt nổi nóng tôi có thể không tức giận sao Mắt thấy con dâu của tôi sắp sửa bay mất, tôi đang vội muốn chết, bác dịch cũng thật là. Lúc đó cứu hạo nhiên nhà chúng ta lên, chữa trị, mất trí nhớ, bây giờ chữa trị cho con dâu tôi, cũng lại mất trí nhớ. Y thuật thật sự tốt quá rồi. Chấm than ngoặc kép, ân nguyệt dung thấy nóng lại dùng tay quạt gió, lại tiếp tục nói các người nói xem, bọn nó sao có thể không phải trời đất tạo thành được chứ. Đến chuyện mất trí nhớ, cũng cùng nhau gặp phải rồi. Thật sự là quá xứng đôi. Phúc mấy người lâm sở nhai nhịn không được cười rộ lên lập tức chấm than đối phó với lâm vĩ thần cho tôi ân nguyệt dung lại nhanh chóng lấy tay quạt gió cảm thấy nóng quá nói tống vĩ thần còn quan tâm hắn họ lâm hay họ tống làm gì dù sao khả hinh nhà chúng ta chính là họ trang chấm than ngoặc kép ân nguyệt dung dùng tay vỗ mặt bàn đơn thuần ngây thơ nói đang nói chuyện gì trang tính vỗ nghe thấy vợ mình kích động như vậy liền chậm rãi đi tới nhìn một đống người nhét chung một chỗ liền khó hiểu hỏi không có gì chấm than nói chuyện obama khi nào thì đến nhà chúng ta dùng cơm thôi ân nguyệt dung trong nháy mắt xoay người nhìn trang tính vũ mỉm cười nói các anh nói chuyện xong rồi sao không có ghé qua xem em chút thôi tay trang tính vũ nhẹ nhàng đặt trên vai vợ mình mỉm cười nói đừng quá mệt mỏi ông nói xong liền xoay người rời khỏi trang ngải lâm nhìn cha mình bỏ đi cô chực một tiếng coi thường nhìn mẹ mình nói sao vậy mẹ cũng sợ cha biết sao ân nguyệt dung nhìn về phía trang ngải lâm nheo nheo mắt cười nói cha con là một người chính trực như vậy để cho ông ấy giúp theo đuổi con dâu đến lúc mẹ vào quan tài cũng đợi không được chấm than mẹ cũng không thể để cho con dâu của mẹ trốn thoát nếu như nó chạy mất từ đâu mẹ lại có thể tìm được một cô gái làm động tác kéo tay đáng yêu như vậy chứ nó với mẹ thời còn trẻ giống nhau như đúc mọi người đều không lên tiếng, nhìn bà. Ân Nguyệt Dung phát tiết nói một lượt xong, đột nhiên hai mắt chợt lóe, ngẩng đầu nhìn bốn tên cầm thú, đột nhiên vui vẻ cười rộ lên, nheo nheo mắt nói, có không? Cái gì? Mọi người cùng nhau nhanh chóng nhìn bà. Ân Nguyệt Dung nói xong, xoay người chăm chú nhìn phía trước, đột nhiên cười. Tiệc tối vẫn tiếp tục, Trang Hạo Nhiên cùng đường khả hình bước trên mặt cỏ xanh mềm mại, đi về phía sàn nhảy bên kia, thỉnh thoảng anh lại nhấc cổ tay, nhìn chiếc đồng hồ kim cương trắng đen xếp thành hoa văn thời thượng phản chiếu ánh sáng lấp lánh đẹp mắt anh lại mỉm cười đường khả hình cũng xoay người dịu dàng nhìn anh khổ khổ trang hạo nhiên nhanh chóng đem tay đút vào trong túi quần giả vờ không chú ý đi về phía trước đường khả hình cúi đầu cười khả hình Tống vĩ thần lúc này nhìn thấy đường khả hình đi tới anh lập tức mỉm cười đi tới xin lỗi nói thật ngại quá vừa cùng hai vị chủ tịch trò chuyện hơi lâu một chút không có việc gì, đường khả hình lịch sự cười. Trang hạo nhiên đứng một bên, liếc mắt nhìn tống vĩ thần. Qua đây ngồi chút đi, trước lúc đến đây, cũng chưa dùng cơm. Tống vĩ thần lịch sự liếc mắt nhìn trang hạo nhiên cười, gật gật đầu, liền vươn tay vô cùng phong độ tao nhã nhẹ đỡ đường khả hình đi về khu tiệc trước sân khấu. Trang hạo nhiên đứng tại chỗ, nhìn bọn họ cất bước đi về phía trước, thân mật như vậy, hai mắt anh nhíu lại. Một trận ánh lửa mãnh liệt phun ra, báo hiệu tiệc sinh nhật tối nay chính thức bắt đầu tất cả khách mời đều rối rít ngồi xuống vị trí được thiết kế ven bể bơi mỉm cười nhìn giải lụa trắng được treo lên tạm thời ở phía bên kia có chiếc đàn dương cầm ba chân màu trắng đẹp mắt xuất hiện trong bóng đêm trang hạo nhiên vẫn mặc sơ mi đen quần thường đen tay đeo chiếc đồng hồ số lượng có hạn kia không biết từ lúc nào đã đứng cạnh chiếc đàn dương cầm tay trống lên đàn nhìn các vị khách mời đẹp trai tươi cười tiếng vỗ tay lại nhiệt liệt vang lên Đường Khả Hinh và Tống Vĩ Thần ngồi cùng một chỗ, cũng sôi nổi vỗ tay mỉm cười. Tưởng Thiên lỗi lúc này, mới nhìn thấy Đường Khả Hinh và Tống Vĩ Thần, tối nay cư nhiên cùng nhau đến, tim anh bỗng căng thẳng. Lúc này, Đường Khả Hinh mới dịu dàng ngẩng đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên ngượng ngùng dựa vào Dương Cầm, có chút xúc động nhìn về phía các vị khách mời, cười nói: "Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến tham dự tiệc sinh nhật của tôi, thực ra cuộc đời lúc bước qua tuổi 30 Đối với một người đàn ông mà nói, là ngày rất quan trọng, vì phía trước còn có rất nhiều thời gian, cho nên chúng ta đi đến được đây vào giờ phút này, cũng không muốn nhìn lại, dù sao, con đường phía trước vẫn còn rất xa xôi. Đường Khả Hinh nghe lời này, càng chăm chú nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên lại cười rộ lên, nhìn người phụ nữ mình yêu thương phía trước, nói thế nhưng, tối hôm nay, tôi nhận được một món quà quý giá nhất, người ấy nhắc nhở tôi, cuộc sống đáng quý ở chỗ nó cứ dần trôi đi. Phải chăng chúng ta lúc từng bước đi về phía trước cũng nên quay đầu lại nhìn, một số chuyện và một số người không thể ghi lại được. Ví dụ như, hôm nay là ngày trọng đại trong cuộc đời tôi, thế nhưng tôi lại muốn cảm ơn người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Người đó chính là. Tất cả mọi người đều im lặng. Trang Hạo Nhiên thâm tình nhìn về phía trước, giơ tay lên, cười nói, mẹ của tôi. Mọi người lập tức vui vẻ xoay người nhìn về phía ân Nguyệt Dung tại chỗ ngồi dành cho khách quý. Ân Nguyệt Dung ngồi bên cạnh chồng mình, nhìn con trai đứng bên kia bể bơi, bước sang tuổi 30 cao to đẹp trai lại hiểu chuyện như vậy, bà kìm lòng không được hai mắt đỏ bừng, xúc động nhìn con trai. Trang tính vũ cũng có chút ôn hòa tươi cười, nhìn về phía con trai. Trang hạo nhiên cảm kích nhìn về phía mẹ mình, thật lòng cảm ơn, mang theo vài phần nghẹn ngào, cười nói, mẹ, ngày đó sinh ra con, là ngày đau đớn nhất trong cuộc đời người, nếu như không nhờ người, sẽ không có con. Cho nên lần sinh nhật quan trọng trong đời này, con xin cảm ơn người. Cảm ơn mẹ ngày đó đã sinh ra con, làm bạn với con cho đến tận hôm nay. Người vẫn luôn dùng phương thức đặc biệt để yêu thương con, dù cứ như vậy, nhưng con vẫn không bao giờ hối tiếc. Bởi vì con biết, người yêu thương con sâu sắc như vậy. Nước mắt ân nguyệt dung nhanh chóng lăn dài. Đôi mắt đường khả hình cũng chấp lóe, kích động nhìn người đàn ông phía trước, vì mình cũng là người hiếu thuận, nghe nói vậy, cũng vô cùng xúc động. Trang hạo nhiên có chút tinh nghịch nhìn về phía mẹ, giấu không được bí mật cười nói, kỳ thực. Mỗi buổi tối, lúc người cho rằng con đang ngủ, len lén vào phòng hát du con, con đều biết. Cho nên mỗi buổi tối, đều ngủ rất sớm, chính là muốn chờ người vào hát cho con nghe. Ân Nguyệt Dung có chút giật mình nhìn về phía con trai, không nhịn được nước mắt lại chảy xuống. Tối nay con trai tròn 30 tuổi, đã trưởng thành nên vì mẹ con sẽ hát tặng một bài hát du, xem như là một món quà đáp lại tình yêu thương mà mẹ đã dành cho con suốt 30 năm qua. Tối nay Trang Hạo Nhiên đột nhiên trở nên vô cùng tình cảm, vừa cười đi về phía chiếc đàn dương cầm ba chân màu trắng, nặng nề thở một cái, mới chậm rãi vươn hai tay, đôi mắt chăm chú cúi đầu, nhìn những phím đàn đen trắng xen kẽ nhau, nhớ đến lúc nhỏ, dưới ánh nắng mai rực rỡ, lúc đi ra vườn hoa biệt thự ở anh, mẹ thường nắm đôi tay nhỏ bé của mình, giữa vườn bướm bay múa phất phới, lại chọc cho mình cười. Trên mặt anh dần hiện lên vài phần biết ơn tươi cười, ngón tay như nước chảy lướt nhẹ phía đàn, đàn lên ca khúc lúc nhỏ mẹ thường hát ru mình, trăng mông lung, chim mông lung, lúc nãy những giai điệu nhẹ nhàng bay bổng giữa bầu trời đêm lung linh ngọt ngào, cứ khoan thai mà đến. Trang Hạo Nhiên đột nhiên quay sang cầm microphone đã chuẩn bị sẵn, dùng giọng hát vô cùng êm dịu và tình cảm, mỉm cười hát trăng mông lung, chim mông lung. Ánh sáng lấp lánh giữa bầu trời đêm, Núi mông lung, nước cũng mông lung, côn trùng mùa thu khẽ thì thầm. Hoa mông lung, đêm mông lung, gió đêm gõ vào rèm cửa mờ ảo, đèn mông lung người cũng mông lung, chỉ mong cùng bước vào giấc mộng. Ân Nguyệt Dung kích động nhìn con trai, có lẽ trên thế giới này, không ai có thể hiểu được ý nghĩa của bài hát này hơn mình, bà kiềm nén xúc động xuống đáy lòng, trong lòng lại xót xa nhìn con trai. Một tiếng đàn dương cầm khác chợt vang lên. Giải lụa màu trắng nhẹ nhàng được vén lên, một cô gái mặc váy lụa trắng dài, ngồi trước một chiếc đan dương cầm ba chân màu đen khác, vừa dịu dàng đánh bài hát trăng mông lung, chim mông lung, vừa hát trăng mông lung, chim mông lung. Ánh sáng lấp lánh giữa bầu trời đêm, núi mông lung, nước cũng mông lung, côn trùng mùa thu khẽ thì thầm. Trang hạo nhiên có chút ngượng ngùng bước qua bể bơi, đi đến trước mặt mẹ mình, vô cùng hào hoa phong độ nhẹ đỡ mẹ đứng lên, kéo tay bà chậm rãi đi đến giữa sân khấu cạnh bể bơi, trước mặt các vị khách mời, vừa nắm tay mẹ, vừa vịn vào hông mẹ, đem mẹ mình yêu thương ôm vào lòng, ôn nhu tươi cười, chân di chuyển theo điệu nhảy, xoay tròn giữa sàn nhảy. Ân Nguyệt Dung cũng tựa vào lòng con trai, ngẩng đầu dịu dàng mỉm cười nhìn. Trang Hạo Nhiên cúi đầu, chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp mấy chục năm vẫn như một ngày của mẹ mình, dường như cho đến tận bây giờ cũng không hề theo thời gian trôi, mà mất đi nửa phần xinh đẹp, vẫn là khuôn mặt trái xoan hoàn mỹ kia, vẫn đôi mắt to tròn hồn nhiên mộng ảo ấy, vẫn dáng người đẹp đẽ kia, trong lòng anh nhất thời xúc động cúi xuống, hôn nhẹ lên chán mẹ, nở nụ cười, tiếp tục xoay tròn theo điệu nhạc. Giờ phút này, đường khả hình nhìn thấy Trang hạo Nhiên như vậy, trong lòng bỗng dâng trào xúc động, ôn nhu nhìn người đàn ông bên kia. chương 738, Trang Mông Lung, Chim Mông Lung. Trong nháy mắt ân Nguyệt Dung ngồi trước bàn ăn trong phòng, ngẩng đầu, nhìn về phía bốn tên cầm thú. Bốn tên cầm thú cũng lập tức nhìn bà. Thị trường tống này, ân nguyệt dung hơi nhấc chân ngồi bắt chéo nhìn về phía bốn tên cầm thú nói người của ai người của ủy viên trương lâm sở nhai nhanh chóng nói ủy viên trương ân nguyệt dung vuốt nhẹ khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành của mình đôi mắt nhanh chóng lưu chuyển mẹ chấm than ngoặc kép trang ngải lâm ngẩng đầu nhìn mẹ bất đắc dĩ thở dài nói khả hình người ta có người theo đuổi là tốt rồi người không thể đuổi người ta như đuổi ruồi bọ như vậy bác dịch đâu ân nguyệt dung nhanh chóng nhìn con gái hỏi trang ngải lâm lập tức nhíu mày vươn tay nhẹ chống huyệt thái dương giả vờ như không có gì xảy ra con đừng có chống huyệt thái dương như vậy nữa cho mẹ ân nguyệt dung tức giận nhìn con gái nói con suốt ngày chỉ biết bắt nạt nó lần trước cùng với tên đàn ông người anh thân mật nhảy múa bị nó bắt gặp nó tức giận lại quay về vườn nho rồi con muốn mẹ cho điệp y đánh con đến tàn phế có phải không mẹ đó là xã giao bình thường trang ngải lâm thực sự không có cách nào đành nhìn về phía ân nguyệt dung nghiêng người về phía trước nói mẹ xem em trai kia không phải vừa rồi mới nhảy múa mặt kề mặt đó sao con và em trai con giống nhau sao nó là một người đàn ông trưởng thành nhân dịp sinh nhật nhảy múa một chút cùng không hề gì thế nhưng con đã có bạn trai cũng không có chút phép tắc nào coi bác dịch như không khí vậy ngày mai ngày mốt ngày kia không được phép lên bàn ăn cơm Ân Nguyệt Dung lại tức giận nói. Không ăn thì không ăn, Trang Ngải Lâm không sợ. Nếu như trong vòng ba ngày, con không mang bác dịch đến trước mặt mẹ. Chấm than, cả đời này con cũng đừng mong ăn cơm cho mẹ, cắn một hạt gạo, mẹ cũng để điệp y đem con treo ngược lên phơi nắng. Ân Nguyệt Dung lại tức giận nhìn con gái nói. Mẹ, chấm than ngoặc kép, Trang Ngải Lâm ai cũng không sợ, chỉ sợ một mình điệp y. Đừng gọi tôi là mẹ, tôi còn hoài nghi cô có phải do tôi sinh ra không đây? Ân Nguyệt Dung nhanh chóng nói. Con thật hy vọng con không phải do mẹ sinh ra. Trang Ngải Lâm gãi lại. Cô, Ân Nguyệt Dung lập tức muốn cầm cái thìa, đánh vào đầu con gái. Dì Trang, không nên nổi giận. Tiêu đồng lập tức đỡ Ân Nguyệt Dung, để cho bà bớt nổi nóng. Tôi có thể không tức giận sao? Mắt thấy con dâu của tôi sắp sửa bay mất. Tôi đang vội muốn chết. Bác dịch cũng thật là lúc đó cứu hạo nhiên nhà chúng ta lên chữa trị mất trí nhớ bây giờ chữa trị cho con dâu tôi cũng lại mất trí nhớ y thuật thật sự tốt quá rồi chấm than ngoặc kép ân nguyệt dung thấy nóng lại dùng tay quạt gió lại tiếp tục nói các người nói xem bọn nó sao có thể không phải trời đất tạo thành được chứ đến chuyện mất trí nhớ cũng cùng nhau gặp phải rồi thật sự là quá xứng đôi phốc mấy người lâm sở nhai nhịn không được cười rộ lên lập tức chấm than đối phó với lâm vĩ thần cho tôi ân nguyệt dung lại nhanh chóng lấy tay quạt gió cảm thấy nóng quá nói tống vĩ thần còn quan tâm hắn họ lâm hay họ tống làm gì dù sao khả hình nhà chúng ta chính là họ trang chấm than ngoặc kép ân nguyệt dung dùng tay vỗ mặt bàn đơn thuần ngây thơ nói đang nói chuyện gì trang tính vỗ nghe thấy vợ mình kích động như vậy liền chậm rãi đi tới nhìn một đống người nhét chung một chỗ liền khó hiểu hỏi không có gì chấm than nói chuyện obama khi nào thì đến nhà chúng ta dùng cơm thôi ân nguyệt dung trong nháy mắt xoay người nhìn trang tính vũ mỉm cười nói các anh nói chuyện xong rồi sao không có ghé qua xem em chút thôi tay trang tính vũ nhẹ nhàng đặt trên vai vợ mình mỉm cười nói đừng quá mệt mỏi ông nói xong liền xoay người rời khỏi trang ngải lâm nhìn cha mình bỏ đi cô chập một tiếng coi thường nhìn mẹ mình nói sao vậy mẹ cũng sợ cha biết sao ân nguyệt dung nhìn về phía trang ngải lâm nheo nheo mắt cười nói cha con là một người chính trực như vậy để cho ông ấy giúp theo đuổi con dâu đến lúc mẹ vào quan tài cũng đợi không được chấm than mẹ cũng không thể để cho con dâu của mẹ trốn thoát nếu như nó chạy mất từ đâu mẹ lại có thể tìm được một cô gái làm động tác kéo tay đáng yêu như vậy chứ nó với mẹ thời còn trẻ giống nhau như đúc mọi người đều không lên tiếng nhìn bà Ân Nguyệt Dung phát tiết nói một lượt xong, đột nhiên hai mắt chợt lóe, ngẩng đầu nhìn bốn tên cầm thú, đột nhiên vui vẻ cười rộ lên, nheo nheo mắt nói, có không? Cái gì? Mọi người cùng nhau nhanh chóng nhìn bà. Ân Nguyệt Dung nói xong, xoay người chăm chú nhìn phía trước, đột nhiên cười. Tiệc tối vẫn tiếp tục, Trang Hạo Nhiên cùng đường khả hình bước trên mặt cỏ xanh mềm mại, đi về phía sàn nhảy bên kia, thỉnh thoảng anh lại nhấc cổ tay, nhìn chiếc đồng hồ kim cương trắng đen xếp thành hoa văn thời thượng, phản chiếu ánh sáng lấp lánh đẹp mắt anh lại mỉm cười đường khả hình cũng xoay người dịu dàng nhìn anh Khổ khổ, trang hạo nhiên nhanh chóng đem tay đút vào trong túi quần giả vờ không chú ý đi về phía trước đường khả hình cúi đầu cười khả hình tống vĩ thần lúc này nhìn thấy đường khả hình đi tới anh lập tức mỉm cười đi tới xin lỗi nói thật ngại quá vừa cùng hai vị chủ tịch trò chuyện hơi lâu một chút không có việc gì đường khả hình lịch sự cười Trang Hạo Nhiên đứng một bên, liếc mắt nhìn Tống Vĩ Thần. Qua đây ngồi chút đi, trước lúc đến đây cũng chưa dùng cơm. Tống Vĩ Thần lịch sự liếc mắt nhìn Trang Hạo Nhiên cười, gật gật đầu, liền vươn tay vô cùng phong độ tao nhã nhẹ đỡ Đường Khả Hinh đi về khu tiệc trước sân khấu. Trang Hạo Nhiên đứng tại chỗ, nhìn bọn họ cất bước đi về phía trước, thân mật như vậy, hai mắt anh nhíu lại. Một trận ánh lửa mãnh liệt phun ra, báo hiệu tiệc sinh nhật tối nay chính thức bắt đầu tất cả khách mời đều dối giết ngồi xuống vị trí được thiết kế ven bể bơi, mỉm cười nhìn giải lụa trắng được treo lên tạm thời ở phía bên kia, có chiếc đàn dương cầm ba chân màu trắng, đẹp mắt xuất hiện trong bóng đêm, trang hạo nhiên vẫn mặc sơ mi đen, quần thường đen, tay đeo chiếc đồng hồ số lượng có hạn kia, không biết từ lúc nào đã đứng cạnh chiếc đàn dương cầm, tay chống lên đàn, nhìn các vị khách mời, đẹp trai tươi cười, cười. Tiếng vỗ tay lại nhiệt liệt vang lên. Đường Khả Hinh và Tống Vĩ Thần ngồi cùng một chỗ, cũng sôi nổi vỗ tay mỉm cười. Tưởng thiên lỗi lúc này, mới nhìn thấy đường khả hinh và tống vĩ thần, tối nay cư nhiên cùng nhau đến, tim anh bỗng căng thẳng. Lúc này, đường khả hinh mới dịu dàng ngẩng đầu, nhìn về phía trang hạo nhiên. Trang hạo nhiên ngượng ngùng dựa vào dương cầm, có chút xúc động nhìn về phía các vị khách mời, cười nói cảm ơn mọi người hôm nay đã đến tham dự tiệc sinh nhật của tôi. Thực ra cuộc đời, lúc bước qua tuổi 30, đối với một người đàn ông mà nói, là ngày rất quan trọng, vì phía trước còn có rất nhiều thời gian, cho nên chúng ta đi đến được đây vào giờ phút này, cũng không muốn nhìn lại, dù sao, con đường phía trước vẫn còn rất xa xôi. Đường Khả Hinh nghe lời này, càng chăm chú nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên lại cười rộ lên, nhìn người phụ nữ mình yêu thương phía trước, nói thế nhưng, tối hôm nay, tôi nhận được một món quà quý giá nhất, người ấy nhắc nhở tôi, cuộc sống đáng quý, ở chỗ nó cứ dần trôi đi phải chăng chúng ta lúc từng bước đi về phía trước cũng nên quay đầu lại nhìn một số chuyện và một số người không thể ghi lại được ví dụ như hôm nay là ngày trọng đại trong cuộc đời tôi thế nhưng tôi lại muốn cảm ơn người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời tôi người đó chính là tất cả mọi người đều im lặng trang hạo nhiên thâm tình nhìn về phía trước giơ tay lên cười nói mẹ của tôi mọi người lập tức vui vẻ xoay người nhìn về phía ân nguyệt dung tại chỗ ngồi dành cho khách quý Ân Nguyệt Dung ngồi bên cạnh chồng mình, nhìn con trai đứng bên kia bể bơi, bước sang tuổi 30 cao to đẹp trai lại hiểu chuyện như vậy, bà kìm lòng không được hai mắt đỏ bừng, xúc động nhìn con trai. Trang tính vũ cũng có chút ôn hòa tươi cười, nhìn về phía con trai. Trang hạo nhiên cảm kích nhìn về phía mẹ mình, thật lòng cảm ơn, mang theo vài phần nghẹn ngào, cười nói, mẹ, ngày đó sinh ra con, là ngày đau đớn nhất trong cuộc đời người, nếu như không nhờ người, sẽ không có con cho nên lần sinh nhật quan trọng trong đời này con xin cảm ơn người cảm ơn mẹ ngày đó đã sinh ra con làm bạn với con cho đến tận hôm nay người vẫn luôn dùng phương thức đặc biệt để yêu thương con dù cứ như vậy nhưng con vẫn không bao giờ hối tiếc bởi vì con biết người yêu thương con sâu sắc như vậy nước mắt ân nguyệt dung nhanh chóng lăn dài đôi mắt đường khả hình cũng chấp lóe kích động nhìn người đàn ông phía trước vì mình cũng là người hiếu thuận nghe nói vậy cũng vô cùng xúc động Trang hạo nhiên có chút tinh nghịch nhìn về phía mẹ, giấu không được bí mật cười nói kỳ thực. Mỗi buổi tối, lúc người cho rằng con đang ngủ, len lén vào phòng hát ru con, con đều biết. Cho nên mỗi buổi tối, đều ngủ rất sớm, chính là muốn chờ người vào hát cho con nghe. Ân Nguyệt Dung có chút giật mình nhìn về phía con trai, không nhịn được nước mắt lại chảy xuống. Tối nay con trai tròn 30 tuổi, đã trưởng thành. Nên vì mẹ con sẽ hát tặng một bài hát du, Xem như là một món quà đáp lại tình yêu thương mà mẹ đã dành cho con suốt 30 năm qua. Tối nay Trang Hạo Nhiên đột nhiên trở nên vô cùng tình cảm, vừa cười đi về phía chiếc đàn dương cầm ba chân màu trắng, nặng nề thở một cái, mới chậm rãi vươn hai tay, đôi mắt chăm chú cúi đầu, nhìn những phím đàn đen trắng xen kẽ nhau, nhớ đến lúc nhỏ, dưới ánh nắng mai rực rỡ, lúc đi ra vườn hoa biệt thự ở anh, mẹ thường nắm đôi tay nhỏ bé của mình, giữa vườn bướm bay múa phất phới, lại chọc cho mình cười trên mặt anh dần hiện lên vài phần biết ơn tươi cười, ngón tay như nước chảy lướt nhẹ phía đàn, đàn lên ca khúc lúc nhỏ mẹ thường hát ru mình, trăng mông lung, chim mông lung, lúc nãy những giai điệu nhẹ nhàng bay bổng giữa bầu trời đêm lung linh ngọt ngào, cứ khoan thai mà đến. Trang hạo nhiên đột nhiên quay sang cầm microphone đã chuẩn bị sẵn, dùng giọng hát vô cùng êm dịu và tình cảm, mỉm cười hát trăng mông lung, chim mông lung. Ánh sáng lấp lánh giữa bầu trời đêm, núi mông lung, nước cũng mông lung, côn trùng mùa thu khẽ thì thầm. Hoa mông lung, đêm mông lung, gió đêm gõ vào rèm cửa mờ ảo, đèn mông lung người cũng mông lung, chỉ mong cùng bước vào giấc mộng. Ân Nguyệt Dung kích động nhìn con trai, có lẽ trên thế giới này, không ai có thể hiểu được ý nghĩa của bài hát này hơn mình, bà kiềm nén xúc động xuống đáy lòng, trong lòng lại xót xa nhìn con trai. Một tiếng đàn dương cầm khác, chợt vang lên. Giải lụa màu trắng, nhẹ nhàng được vén lên, một cô gái, mặc váy lụa trắng dài, ngồi trước một chiếc đan dương cầm ba chân màu đen khác, vừa dịu dàng đánh bài hát trăng mông lung, chim mông lung, vừa hát trăng mông lung, chim mông lung. Ánh sáng lấp lánh giữa bầu trời đêm, núi mông lung, nước cũng mông lung, côn trùng mùa thu khẽ thì thầm. Trang hạo nhiên có chút ngượng ngùng bước qua bể bơi, đi đến trước mặt mẹ mình, vô cùng hào hoa phong độ nhẹ đỡ mẹ đứng lên, kéo tay bà chậm rãi đi đến giữa sân khấu cạnh bể bơi, trước mặt các vị khách mời, vừa nắm tay mẹ, vừa vịn vào hông mẹ, đem mẹ mình yêu thương ôm vào lòng, ôn nhu tươi cười, chân di chuyển theo điệu nhảy, xoay tròn giữa sàn nhảy. Ân Nguyệt Dung cũng tựa vào lòng con trai, ngẩng đầu dịu dàng mỉm cười nhìn. Trang Hạo Nhiên cúi đầu, chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp mấy chục năm vẫn như một ngày của mẹ mình, dường như cho đến tận bây giờ cũng không hề theo thời gian trôi, mà mất đi nửa phần xinh đẹp, vẫn là khuôn mặt trái xoan hoàn mỹ kia, vẫn đôi mắt to tròn hồn nhiên mộng ảo ấy, vẫn dáng người đẹp đẽ kia, trong lòng anh nhất thời xúc động cúi xuống, hôn nhẹ lên chán mẹ, nở nụ cười, tiếp tục xoay tròn theo điệu nhạc. Giờ phút này, đường khả hình nhìn thấy Trang hạo Nhiên như vậy, trong lòng bỗng dâng trào xúc động, ôn nhu nhìn người đàn ông bên kia. chương 739 Sau màn biểu diễn lãng mạn, trong ngày sinh nhật quan trọng của mình, Trang hạo Nhiên chu đáo ôm lấy mẹ ngồi trên sofa dành cho chủ nhân bữa tiệc, tươi cười nhìn tiết mục biểu diễn kế tiếp. Tưởng Vĩ Quốc im lặng nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nhìn dáng vẻ nhiệt tình tươi cười của anh. Con thực sự hát không được hay, tưởng thiên lỗi nhàn nhạt ngồi tại chỗ, phát ra một câu như vậy. Khuôn mặt tưởng vĩ quốc có chút khó hiểu nhìn con trai. Diệp mạn nghi lại nhìn không được cười, vươn tay nhẹ kéo cánh tay con trai nói, con không hát, mẹ cũng biết con rất hiếu thuận. Tưởng thiên lỗi cười, phía trước một trận tiếng nhạc ra vang lên, mang theo chút hương vị của thể loại rock and roll. Trong nháy mắt, mọi người đều ngẩng đầu, nhìn thấy một dàn nhạc đến từ Mỹ, trên sân khấu đang biểu diễn nửa nhạc ra nửa nhạc rock and roll của ca khúc, với anh yêu không bao giờ là đủ, một nữ ca sĩ xinh đẹp nổi tiếng với thể loại rock and roll, mặc chiếc váy ngắn mỏng màu xanh đậm, cầm microphone, bước ra, hướng về đông đảo các khách mời, nồng nàn tình cảm bắt đầu hát, gió thổi trên con đường thật dài, cả trái tim em đều rung động mãnh liệt, suy nghĩ muốn tìm một người cùng em đi dạo, lúc mệt mỏi thì ngủ trên đường. Mấy người lâm sở nhai, nghe bài hát này, cùng nhau hát lên, đồng thời phong độ thân sĩ phụ họa, bắt đầu xoay người, cuồng nhiệt nhảy múa. Một ảo thuật gia anh Tuấn mặc áo choàng dài, theo điệu nhạc ra nhẹ nhàng bay bổng từ phía sau sân khấu thần bí bước ra, trong nháy mắt, ngón tay sáng lên, toàn bộ bể bơi lập tức dâng lên vô số những quả cầu lửa màu xanh, bay lơ lửng giữa không chung. Hoa hoa, đông đảo khách mời sôi mổi vỗ tay cười rộ lên. Đường Khả Hinh cũng cảm thấy thần kỳ ngẩng đầu, nhìn những quả cầu lửa màu lam này, đại não lập tức lại tê buốt, một vài hình ảnh nhanh chóng lướt qua, nhưng lại không nắm bắt được. Ảo thuật ra đi đến bên cạnh bể bơi, hướng về những bông hoa lửa đầy trời, lại di chuyển ngón tay tạo ra tiếng vang, những bó hoa lửa trên bầu trời, lập tức biến thành những cánh hoa hồng trắng, nhẹ nhàng rơi trên mặt hồ, trong bữa tiệc khiêu vũ xinh đẹp này, sàn nhảy giống như ngọc quý. Trời à, vài vị khách nữ nhìn thấy cảnh này, đều khiếp sợ che miệng cười đường khả hình cũng nhỉ với vẻ mặt hưng phấn. Nhà ảo thuật giữa tiếng vỗ tay của mọi người, bỗng nhiên tung mình nhảy xuống nước, mọi người lại đồng loạt ồ lên, nhộn nhịp đứng dậy, muốn nhìn trong bể bơi xem nhà ảo thuật đã đi đâu rồi. Một tiếng cười phía trước truyền đến, mọi người lại xôn xao ồ một tiếng ngẩng đầu. Một phút sau, nhà ảo thuật lại ngồi trước dương cầm ba chân, hướng về phía mọi người hôn gió. Ồ, chấm 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 ngoặc kép, mọi người lại ồ lên cười, sôi nổi vỗ tay. Không thể nào, đường khả hình có chút kinh ngạc nhìn nhà ảo thuật kia, cô tận mắt nhìn thấy anh ta nhảy xuống, sao có thể đột nhiên xuất hiện bên cạnh chiếc dương cầm được, cô bỗng khiếp sợ. Ảo thuật mà thôi, thị trường tống thật chưa bao giờ bị mê hoặc bởi những màn siếc nhỏ như vậy. Thế nhưng, đường khả hình vẫn còn vô cùng khiếp sợ về màn ảo thuật vừa rồi, bỗng nhà ảo thuật từ đâu xông đến, một bóng đen hiện ra trước mặt cô, trong nháy mắt cô giật mình, cơ thể nghiêng ra sau, mở to mắt, ngẩng đầu nhìn về phía nhà ảo thuật với vẻ mặt thần bí kia đang tươi cười nhìn mình đôi mắt cô chấp chấp có chút khẩn trương nhìn anh ta nhà ảo thuật ung dung nhìn lướt qua đường khả hình mỉm cười lại hơi khom lưng về phía tống vĩ thần tống vĩ thần sửng sốt trang hạo nhiên cũng hơi khó hiểu quay đầu nhìn tống vĩ thần cười mấy người lâm sở nhai vẫn phong độ nhảy múa lắc lư cơ thể vô cùng tập trung tinh thần à đây là Tống Vĩ Thần khó hiểu nhìn nhà ảo thuật, có chút chống cự cười nói, "Chuyện gì xảy ra?" Ảo thuật, nhà ảo thuật đột nhiên đứng trước mặt mọi người, mở rộng hai tay mình ra, xúc động nói, "Chính là dẫn người đi vào một thế giới hư ảo, ở thế giới đó, người sẽ phát hiện không gian sống thật ra là rất nhỏ hẹp." Trang Ngải Lâm nằm sofa biên, nhìn anh ta. Người nhà họ Tưởng cũng có chút tò mò quay đầu, nhìn nhà ảo thuật kia. Tống Vĩ Thần vốn là người truyền thống bảo thủ, Nghe lời này, chỉ mỉm cười. Tiên sinh thân ái, chấm than, Thế giới ảo thuật sắp sửa mở rộng, Chấm than, người có dũng khí, Để khám phá sự thật không, Nhà ảo thuật nhìn Tống Vĩ Thần, Mỉm cười nói. Tống Vĩ Thần lại không nói gì, Đầu tiên là quay đầu nhìn về phía đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cũng có chút chờ mong nhìn anh. Tống Vĩ Thần nhìn ánh mắt này của cô, Đành phải cười muốn đứng lên. Tôi muốn chơi, ưng, Tiểu Nhu đứng một bên, Vừa muốn nhảy lên, giơ tay chơi trò ảo thuật này, Trần Mạn Hồng liền bịt miệng cô lại, nghiến răng nghiến lợi sống chết nói, cô muốn chơi. Cô là cái thứ gì? Cô không câm miệng cho tôi, tôi còn không đánh cô chết. Tiểu Nhu ưm một tiếng uất ức kêu, mở to mắt nhìn phía bên kia, cô chính là muốn chơi. Đối với anh yêu 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 không bao giờ là đủ, em có thể yêu anh ngày này tháng nọ năm kia cho đến mãi mãi về sau. Nữ ca sĩ hướng về phía Tống Vĩ Thần, mở rộng một tay làm động tác xoay tròn, tựa hồ như muốn gọi anh của ngát sui lấp 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 tuần nay. Tống Vĩ Thần không có cách nào, đành phải nhẹ gài nút áo âu phục, vô cùng thân sĩ đứng lên. Mặc kệ đi đến đâu, tối nay vẫn sẽ là một buổi tối kỳ diệu đối với ngài. Chấm than, và cũng là một buổi tối kỳ diệu đối với tất cả mọi người. Trong nháy mắt, nhà ảo thuật dẫn Tống Vĩ Thần chậm rãi đi đến bên cạnh bể bơi, trước mặt đông đảo khách mời, anh ta vung lên áo choàng màu đen, vây quanh Tống Vĩ Thần rồi mạnh mẽ xoay tròn một vòng, lúc xoay tròn có chút sững sờ, anh ta gõ ngón tay giữa bể bơi, lại nhanh chóng dâng lên vô số quả cầu lửa, xoay tròn vây quanh Tống Vĩ Thần. Trang Hạo Nhiên bộc lộ ý cười ôm lấy mẹ mình nhìn một màn này. Tưởng Thiên Lỗi cũng nheo mắt nhìn một màn này. Các vị khách mời lại hiếu kỳ nhìn, chờ mong bước tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Nhà ảo thuật trong nháy mắt đi tới trước mặt mọi người xúc động mà thần bí nói, mỗi người chúng ta đều muốn đi vào một thế giới mà mình chưa biết đến, bởi vì nó là nơi sáng tạo nên những khát vọng trong tương lai. Thế nhưng nơi này, không phải ai cũng có thể đến. Đến đây, chấm than, chứng kiến thời khắc kỳ tích này, cánh cửa không gian đang được mở ra. Anh ta hô to một tiếng, quay đầu, vùng cây gậy màu đen trong tay, quả cầu lửa xoay tròn, trong nháy mắt biến hóa thành những cánh hoa hồng trắng, xoay tròn rơi trên người tống vĩ thần mọi người đều thét lên mở to mắt nhìn về phía từng đoàn cánh hoa xoay tròn kia đường khả hinh nghiêng người về phía trước vô cùng khó khăn nhìn những cánh hoa càng lúc càng nhiều sau đó theo cơn gió nhẹ nhàng lại càng lúc càng ít đi cuối cùng cô trợn tròn mắt nhìn tống vĩ thần cư nhiên theo cánh hoa biến mất giữa không trung trong nháy mắt cô khiếp sợ đứng lên nhìn về phía những cánh hoa rơi bên bể bơi kinh ngạc kêu to người đâu rồi các vị khách mời cũng vô cùng khiếp sợ nhìn một màn này đều rối rít tìm người Ô oh God, ân nguyệt dung dường như cũng bị khiếp sợ nghiêm trọng, nằm trong lòng con trai, hai tay bịt chặt miệng, sắc mặt tái nhợt nói, người đâu? Đừng sợ, đừng sợ, Trang hạo nhiên nhịn không được khóe miệng cong lên, ôm lấy mẹ cười, ôm như muốn trấn an. Trang tính vũ cũng nhìn thấu quỷ kế của hai người này, nghiêng người, nhíu mày, nhìn bọn họ. Quá thần kỳ, Trang hạo nhiên vẫn tiếp tục ôm lấy mẹ, thán phục lắc đầu, nói. Tưởng thiên lỗi chậm rãi quay mặt sang, nhìn người này nhiều năm qua, chết cũng không thay đổi tính tình, chập một tiếng. Thị trưởng đâu, đi đâu rồi, tất cả khách mời, vẫn còn đang tìm kiếm khắp nơi xem thị trưởng ở đâu, thậm chí có người còn liếc mắt về phía dương cầm bên kia, nghĩ anh ta có khi nào sẽ xuất hiện ở đó. Đường khả hình cũng kìm lòng không được trái phải đều tìm kiếm. Không nên tìm, nhà ảo thuật lúc sắp sửa chào cảm ơn, vùng cây gậy trong tay, nhìn về phía mọi người cuối cùng xúc động nói, ngài ấy đã theo hoa, bay tới một thế giới khác rồi. Đường khả Hinh mở to mắt, nhìn về phía anh, không hiểu đành cười. Trang hạo nhiên quay đầu, nhìn cô một cái, nhịn không được cúi đầu cười. Mấy người lâm sở nhai cũng nhịn cười không được. Đúng lúc này, tưởng vĩ quốc người được manh mối, nhìn về phía hai người ân Nguyệt Dung và Trang hạo nhiên, khẽ cắn răng nói, lá gan cũng lớn lắm rồi. Dám đùa giỡn thị trưởng tống, mau cho cậu ấy xuất hiện đều đã nói theo gió bay đi rồi có bản lĩnh ông cũng theo gió bay đi mà tìm ân nguyệt dung dường như tức giận đứng lên đi vào nhà trang tính vũ cảm thấy việc này không phải chuyện đùa lập tức theo vợ mình đi vào muốn hỏi thị trưởng đang ở đâu tưởng vĩ quốc cũng vội vàng cùng vợ mình đứng lên đi vào nhà cũng muốn ép hỏi ân nguyệt dung muốn như vậy thật sao tưởng thiên lỗi nhìn khách mời đều đang nhao nhao tìm tống vĩ thần quay đầu nhìn trang hạo nhiên mang theo vài phần khinh bỉ và khẩn trương nói nếu như ngày mai chính phủ hỏi tội hoàn cầu chúng ta tôi còn không đánh chết cậu đâu có liên quan gì tới tôi trang hạo nhiên quay mặt đi tưởng thiên lỗi không muốn nhìn người này nữa lại nhìn thấy đường khả hình vẫn vẻ mặt thất thần tìm kiếm xung quanh đang suy nghĩ thị trưởng tống thị trưởng đã đi đâu anh bất đắc dĩ thở dài một cái nhưng vẫn đứng dậy đi vào nhà đường khả hình vẫn đang hết sức kinh ngạc đứng tại chỗ nghĩ tống vĩ thần đi đâu Đúng lúc này Trang Hạo Nhiên chậm rãi đi tới trước mặt Đường Khả Hinh, cố ý nhấc cổ tay, nhìn đồng hồ đã gần 9 giờ, nói: "Nếu như anh nhớ không sai, thầy em quy định em 10 giờ phải về nhà." "Hả?" Vẻ mặt Đường Khả Hinh sững sờ nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, còn chưa kịp phản ứng lại. "Hôm nay anh nhảy múa cả một buổi tối, nóng chết được. Về phòng anh trước, anh tắm rửa, sẽ cùng em về nhà." Trang Hạo Nhiên nói xong, trong nháy mắt liền nắm chặt tay nhỏ bé của cô, kéo cô đi về phía trước. Trang Hạo Nhiên, đường khả hình không hiểu sao lại kêu lên cái tên này. Trang Hạo Nhiên lập tức dừng bước, sừng sốt xoay người, nhìn cô. Đường khả hình bỗng chớp mắt, cúi xuống, nghĩ sao đột nhiên mình lại kêu tên người này. mươi 740, đôi mắt xanh biếc. Hành lang, gió lùa qua rừng trúc âm u. Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng nắm chặt tay đường khả hình, tránh phòng ngủ của cha mẹ anh, trực tiếp theo hành lang bên phải, đi tới phòng của mình. Đường khả hình giống như người bị ma chú, ngây ngốc mà đi ở sau anh, chợt muốn rút về tay. Trang hạo nhiên lại nắm chặt bàn tay nhỏ bé kia, dẫn cô, nhanh chóng đi về phía cuối hành lang trong nháy mắt đẩy cửa ra, một cơn gió nhẹ mát lành, thoang thoảng mà bay đến. Trong nháy mắt DKHC ảm thấy thoải mái, đứng ở cửa, nhìn về phía phòng ngủ rộng lớn, hơn một nửa phía trước dùng để tiếp khách, mang phong cách châu Âu, ở giữa bảy bộ sofa, bên kia là lò sưởi âm tường, phía trên có một bức tranh, lại bị vải trắng che phủ. Cô sừng sốt nhìn về phía bức tranh kia. Trang hạo nhiên lại yên lặng xoay người, nhìn về phía nét mặt kia của đường khả hình, lại nhẹ kéo cô đi vào căn phòng, sau đó nhấn khóa cửa. Mặt đường khả hình có chút ửng hồng, có chút khẩn trương ngẩng đầu, nhìn về phía trang hạo nhiên, có chút căng thẳng nói tổng giám đốc. Kỳ thực người không cần tiễn tôi em có thể tự mình quay về, em có xe." Trang Hạo Nhiên thật sâu nhìn cô một cái, mới cười rộ lên nói, "Em tặng anh một chiếc đồng hồ nổi tiếng 120 vạn, anh sao có thể để một mình em quay về." Đường Khả Hinh bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn anh. "Ngồi đi." Trang Hạo Nhiên kéo tay nhỏ bé của cô, dắt cô đi tới bên này giường, trực tiếp đặt cô ngồi ở trên ghế dựa trước cửa sổ sát đất, hướng ra những cảnh trúc xanh ngoài cửa sổ, tự mình xoay người, im lặng mở từng nút áo. Đường khả hình bộc lộ vẻ gấp rút, thở hồn hền một hơi, quay đầu không nói lời nào. Trang hạo nhiên cũng không có để ý cô, chỉ là trong chớp mắt cởi áo sơ mi màu đen của mình, hiện ra tấm lưng cường tráng, ngọn lửa đỏ tươi kia trên làn da màu đồng, lan rộng ra. Đường khả hình nghiêng người nhìn về phía ngọn lửa kia, cảm giác giống như nó đang hừng hực bốc cháy, cặp mắt của cô chợt đỏ bừng, sau gáy trong chớp mắt lại nhớ tới câu nói kia, nếu như cô gặp người có hình xăm giống cô như đúc, phải quý trọng người ấy cô đột nhiên cảm giác được lồng ngực một trận hít thở không thông, vươn tay bóp chán, nhíu mày thật chặt, muốn cố gắng nắm bắt thời điểm trong nháy mắt đó, trong đầu không hiểu xuất hiện một vườn nho, có một người đàn ông từ phía sau ôm mình, cúi đầu xuống trong nháy mắt. Hôn nhẹ lên mặt mình, mặt của cô trong phút chốc đỏ bừng, lại nhíu mày nhớ lại. Một trận gió thổi tới, tấm vải trắng che lô sưởi âm tường kia vẫn nhẹ nhàng phất phới. Cô không hiểu ngẩng đầu, nhìn về phía tấm vải trắng mềm mại kia, trong đầu không hiểu lại nhớ tới cha tức giận nói một câu con tuyệt đối không thể cùng một chỗ với anh ta tuyệt đối không được chấm than đôi mắt cô chấp một cái lại nghi ngờ nắm bắt một chút ký ức thế nhưng bất luận cô cố nhớ lại thế nào trong đầu vẫn như cũ trống rỗng cô thở hổn hển một hơi không hiểu quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ bỗng phát hiện dưới lầu có một bóng đen chợt lóe lên lướt qua cô sợ thoáng cái đứng lên lập tức lui về phía sau kêu to lên một tiếng chơi ạ à, có người mạnh mẽ ôm chặt cô vào lòng, cúi đầu xuống, gợi cảm ở bên tai cô nói, sao vậy? Đường Khả Hinh chợt quay đầu, cư nhiên nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đã tắm rửa xong, mặc áo sơ mi trắng, quần thường màu đen, tóc hơi ướt, ánh mắt nóng bỏng nhìn mình, mặt của cô bỗng đỏ bừng, vừa muốn tránh thoát cái ôm của anh. Trang Hạo Nhiên lại mạnh mẽ ôm chặt cô. "Quá khứ, em cũng như vậy, cùng anh thân mật sao?" Đường Khả Hinh không hiểu sao cảm giác được một trận bi thương, nước mắt tuôn trào ngay cả mình cũng không hiểu lý do vì sao. Trang hạo nhiên im lặng không lên tiếng, chỉ từ phía sau ôm chặt thân thể của cô, đè nén nỗi nhớ ba tháng qua, trong khoảnh khắc bóng vỡ hòa đôi mắt tràn đầy lệ, lại nặng nề đè nén. Đường khả hình không hiểu được bi thương này, đại não bị kích thích đau đớn, không hiểu ngẩng đầu, nhìn người đàn ông qua kính cửa sổ sát đất trước mặt, anh thâm tình mà chăm chú nhìn mình, đôi mắt đấm lệ, cô tức khắc giật mình xoay người rơi lệ, nhìn anh. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh, cũng không có gì bất thường. Anh vừa, anh vừa, Đường Khả Hinh không hiểu mở to đôi mắt đẫm lệ, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nghẹn ngào nói, "Anh. Anh, trong mắt anh vừa rồi ngấn lệ, vì sao?" Trang Hạo Nhiên chỉ bộc lộ nét mặt nhàn nhạt nhìn về phía Đường Khả Hinh, cười nói "Có sao? Không có đâu." Đường Khả Hinh không hiểu bi thương, nước mắt lại lăn dài, nặng nề thở một cái, không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Trang hạo nhiên trong nháy mắt lúc cô vừa xoay người, đôi mắt nóng cháy lại khó kiềm chế mà đẫm lệ, nhìn về phía bóng lưng của cô. Nhớ tới lời lẽnh mặc hàn, cô ấy mất trí nhớ cũng tốt, có lẽ là ông trời cũng muốn bảo vệ cô ấy, cô ấy có thể thông qua cách này, tạm thời an toàn. Đường khả hình xoay người, đột nhiên gấp gáp nhìn về phía trang hạo nhiên, kích động rơi lệ hỏi, chúng ta rốt cuộc quá khứ phát sinh chuyện gì? Tôi sao có thể bi thương như thế? Anh nói cho em biết đi. Trang hạo nhiên chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía cô, mỉm cười nói không có chuyện gì. Tôi không tin. Đường Khả hình thoáng cái từ trong túi sách màu đen, lấy ra tấm hình kia, rơi lệ nhìn về phía Trang Hạo nhiên, kích động khóc lên, nói giữa chúng ta rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Vì sao tôi nhìn thấy tấm hình này? Tôi bị thương lâu như vậy. Tôi nhìn nó, đã khóc thật lâu. Tôi, tôi đột nhiên muốn làm cho anh chút chuyện. Tôi không hiểu sao nhớ tới. Có một thời gian cảm thấy anh đeo đồng hồ rất đẹp mắt. Chấm than, nói cho tôi biết, giữa chúng ta rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Trang hạo nhiên chỉ là chăm chú nhìn đường khả hình, đôi mắt nặng nề chấp, rốt cuộc bộc lộ vài phần tình cảm, vươn tay khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, muốn nói chút gì, lại cái gì nói không nên lời. Trang hạo nhiên, chấm than ngoặc kép, đường khả hình không hiểu sao lại kêu to tên của anh, nước mắt lăn xuống. Trang hạo nhiên kích động vừa mới dâng trào, di động trong nháy mắt vang lên, anh lập tức nắm chặt bả vai của cô, chân an một chút, liền nhẹ điện thoại, nghe người gọi tới nói chuyện, ánh mắt đầy sợ hãi. Dừng chút, một bóng đen giống như ma quỷ, trong chớp mắt băng qua rừng, sẽ phải chạy về phía mặt hồ. Điệp y, chợt xuất hiện ở mặt hồ, nghiêng mặt nhìn về phía người đang đến. Bóng đen lập tức chuyển hướng, lại giống như cơn gió hướng về phía trước, trong suốt mà xuyên qua. Lúc này, lãnh mặc hàn trượt hóa thân thành loài vật man dợ, ánh mắt trong bóng đêm biến thành ánh xanh, anh mang mắt kính áp tròng trong suốt ban đêm, ban đầu chỉ là thong thả đạp cành lá trong rừng trúc, từng bước mà đi, cuối cùng ở phía trước rừng trúc nhìn thấy có một bóng người, ở ngay phía trước lùi đi, đôi mắt xanh của anh trượt lóe, vèo một tiếng, cả người như tia chớp, chạy như bay về phía trước. Bóng đen tiếp tục ở trong bóng đêm, nhanh chóng lùi đi. Lãnh mặc hàn cả người giống như dã thú bộc phát, Di chuyển bước chân nhanh chóng bay về phía trước, cả người nhảy lên, chân đạp trên cây trúc lớn nào đó, mượn đặc tính dẻo dai của trúc, tung người ngang lên cây trúc mà bay đi, trong nháy mắt điệp y, bằng tốc độ mũi tên nhọn, thu chân lại hướng mục tiêu đi đến. Cặp song sinh cũng trong nháy mắt xuất hiện, trước sau bao vây mà đánh, một người trên cây trúc bay vọt đến, một người hướng bên này chạy như bay đến. Một đàn côn trùng nhỏ bé lấp lánh, đột nhiên từ trong rừng trúc nhẹ nhàng bay đến. Tiểu Vi ngẩng đầu, nhìn đàn côn trùng lấp lánh kia, lập tức huyết gió một cái. Tô Lạc Hoành lập tức ngồi trên sofa trước sàn nhảy vô cùng đẹp trai, cầm máy tính trong tay, tay nhanh chóng điều khởi hệ thống Internet cho ngừng chúc, phá giải trận bom côn trùng bùng nổ. Lâm sở nhai vẫn như cũ đứng ở đó, cùng tiêu đồng khiêu vũ nóng bỏng, lại chuyên chú nhìn về phía Tô Lạc Hoành. Tô Lạc Hoành ngẩng đầu, nhìn anh một cái, làm động tác ok. Mấy chục khối bom côn trùng chợt tắt, vương vãi rơi trên mặt đất, bóng đen tiếp tục lủi đi. Không thể để cho hắn chết, chấm than, người chết trong tổ chức bóng đêm, sẽ đưa tới càng nhiều đối thủ hơn. Chấm than ngoặc kép, lãnh mặc hàn nói cho hết lời, người đã bay vọt lên lần nữa, đạp thân chúc, tung người lên, rốt cuộc nhìn thấy bóng đen ở gần mình, trong nháy mắt anh rút ra súng lục giảm thanh, nhanh như tia chớp bóp cò súng. Một tiếng kêu rên, điệp y tức khắc thừa dịp chân người này trúng đạn, trong nháy mắt giống như ma quỷ, nhào tới trước mặt của hắn, bóp chặt cổ hắn, không hiểu sao nghe thấy cổ họng hắn không còn khí lực, đã đứt đoạn, cô sừng sốt. Cặp song sinh lập tức đạp chân trên trúc già, phi thân lên, tìm người còn lại. Lãnh mặc hàn tung mình lao tới trước mặt người nọ, lại phát hiện đã chết, anh tức khắc nhìn về phía điệp y. Điệp y lạnh lùng nói, tôi vừa giữ cổ họng hắn, có cục đá âm thầm bắn trúng xương yết hầu, đánh gãy yết hầu hắn. Hai mắt lãnh mặc hàn chợt lóe, nặng nề thở hổn hển một hơi cặp song sinh giống như chim én, chạy như bay trên rừng trúc, khắp nơi tìm kiếm người bóng đêm, lại phát hiện người bóng đêm này, quả nhiên giống như tàng hình, các cô cắn chặt răng, lại đạp một cú trên trúc giả, muốn phi thân lên, tiểu hà bỗng nhiên nghe thấy được một trận âm thanh vũ khí bằng kim loại, trong nháy mắt ôm chặt em gái, rất nhanh xoay tròn tránh ám khí, ngã xuống đất, cầm kim thép trong tay, hướng bốn phía phóng đi. Ngón tay tô lạc hoành nhanh nhẹn gõ trên máy vi tính, lợi dụng hệ thống phản trộm, vươn cánh bay về hướng ban đầu đến. Lãnh mặc hàn ở trong rừng cây, nhìn thấy đàn côn trùng óng ánh nào đó, hướng về bên Kaya Bay đi, anh trong nháy mắt thở phào nhẹ nhóm, cặp song sinh kia không hiểu nói, không cần đuổi theo. Cặp song sinh tức khắc quay đầu lại, nhìn về phía lãnh mặc hàn. Điệp y cũng nhìn thấy đàn côn trùng óng ánh kia, liền lạnh lùng bỏ đi. Đôi mắt xanh biếc của lãnh mặc hàn chợt lóe, từ âu phục trong túi, lấy ra đèn pin cỡ nhỏ, chiếu vào nhìn người đàn ông đã chết trước mặt, cũng không phải là người trong ảnh chụp, anh liền không lên tiếng, đạp mạnh vào đầu hắn, rồi xoay người rời đi. Đôi song sinh cũng chỉ tạm thời thua tay lại, liếc mắt nhìn người chết nằm trên mặt đất, lạnh lùng xoay người rời đi. Quản lý rốt cuộc đi đâu rồi? Tiểu Nhu vừa cùng mọi người trò chuyện rất vui vẻ, thế nhưng một lát sau, phát hiện quản lý đã không thấy đâu nữa, lúc này, tiệc tối sẽ kết thúc, cô muốn về nhà, nếu không cha sẽ mắng cho là mình lại có quan hệ nam nữ bất chính với bạn trai. Cô một đường hướng phía rừng trúc đi tới, mở to mắt, nhìn khắp nơi, kêu nhỏ quản lý. Quản lý, cô đi đâu rồi? Tôi muốn về nhà. Tôi đưa cô về, một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Trong nháy mắt tiểu Nhu khiếp sợ, lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy một bóng người màu đen chợt xuất hiện ở trước mặt của mình, lóe ra đôi mắt xanh như ma cà rồng, trong nháy mắt cổ họng cô như nuốt phải một cái trứng vịt, há hốc mồm. Huyệt Dũng Tuyền bị chấn động, sợ đến hồn phi phách tán, phồng má kêu to. Audio điện tử võ tấn bền chương 741, rượu đỏ bán cho ai rồi? Cách 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 cách, có một người đang run cầm cập, hai hàm răng va vào nhau. Tiểu Nhu sợ đến mức hồn phi phách tán, ngồi trên ghế salon bên cạnh bể bơi, trên chán trường một túi nước đá, vẫn sợ đến mức mặt đỏ lên, hai mắt trợn tròn, cả người run run rẩy rẩy bưng ly trà an thần, hàm răng vẫn phát run, người vẫn chưa hồi hồn, thất thần nhìn về phía trước, còn nghĩ về thời đại ma cà rồng. Trần Mạn Hồng ngồi gần đó, ánh mắt ghét bỏ nhìn người này, nở nụ cười mới nói có cần phải làm quá lên như vậy không? Lãnh Mặc Hàn có chút áy náy ngồi bên cạnh Tiểu Nhu, cúi người nắm tay cô, nhìn cô bằng ánh mắt xin lỗi. cả người Tiểu Nhu vẫn giống như vừa vớt từ dưới nước lên, sợ đến thần kinh cũng đều run rẩy. ôi, mẹ ơi! có thể bị dọa đến đờ đẫn như vậy sao? Tô Lạc Hoành nhìn bộ dạng này của cô, vội vàng ngồi bên cạnh cô, vươn tay không ngừng vỗ bờ vai nhỏ nhắn của cô, lo lắng nói, này, có cầy gặp bác sĩ không? Lấy, thuốc an thần các loại. Cô ấy cũng ngơ ngẩn thành như vậy rồi, còn cần thuốc an thần sao? Trần Mạn Hồng phì một tiếng, nở nụ cười. Lãnh Mạc Hàn cũng lo lắng nhìn Tiểu Nhu, nghĩ cô vừa rồi nhìn thấy đôi mắt xanh của mình, đã sợ đến hôn mê bất tỉnh, thật vất vả mới bấm huyệt nhân chung giúp cô tỉnh lại. Cô trợn mắt, nhìn thấy đôi mắt xanh của mình, chân tay lại duỗi ra, thất thanh kêu to, lại rơi vào hôn mê bất tỉnh. Cứ như vậy lặp đi lặp lại hôn mê bất tỉnh ba lần. Tiêu đồng cũng lập tức đi tới, vươn tay không ngừng đánh vào vai lãnh mặc hàn, tức giận kêu to, đều là anh. Đều là anh, một người cẩn thận như vậy, xong việc rồi, còn mang cái thứ như vậy làm gì? Đừng nói cô ấy bị dọa chết, đôi khi tôi nhìn thấy, cũng còn giật mình nữa là. Còn từ trong rừng đi ra, lại càng giống ma cả rồng hơn. Lãnh mặc hàn nhíu mày, có chút oan uổng, nhưng cũng không lên tiếng. Bây giờ thì tốt rồi, tiêu đồng lập tức lại cúi người xuống, vươn hai tay vỗ vai tiểu nhu, nói anh đem con gái nhà người ta dọa sợ thành như vậy, đến lúc đó cô ấy không bình thường anh cưới đấy. Lãnh mặc hàn nghe lời này, lại lo lắng quay đầu, nhìn tiểu nhu. Tiểu nhu vẫn trợn tròn mắt, khuôn mặt ngây ngốc bưng ly trà an thần, gương mặt khiếp sợ, hàm răng va vào nhau cách cách, thần trí mơ hồ. "Ôi, tình huống này, Trần Mạn Hồng nhìn cô như vậy, mình cũng có chút lo lắng, lập tức thúc giục chồng nói, anh Kiệt này, anh xem một chút, chuyện gì xảy ra vậy?" Tào Anh Kiệt cũng thấy Tiểu Nhu thật sự thần kinh có chút thất thường, anh cũng lo lắng nói, "Đúng vậy. Phải làm sao bây giờ? Xem ra, thật sự là sợ hãi. Có thể không bị dọa chết sao?" Tiêu đồng là người rất đồng tình với những người yếu đuối, nhất là tiểu nhu đáng yêu như thế, cô lại tức giận nhìn về mấy tên cầm thú, nói chính mình đúng là cầm thú mà. Tối khuya, lại làm cái thứ này đến dọa người. Sao vậy, sao vậy, mẹ trang bị chồng mình và tưởng vĩ quốc cầm chân, vẫn luôn hỏi thị trường đâu rồi, bà thực sự phiền não quảng cho một câu, ném trong dương trở đi rồi, bọn họ lại hỏi bà trở đi đâu. Bà tức giận nói, cậu ta đi đâu làm sao tôi biết được bà lập tức liền đi ra khỏi phòng nhìn thấy nhiều người trẻ tuổi tụ cùng một chỗ bà nhanh chóng vào góc vui đi tới đã xảy ra chuyện gì tiêu đồng nhìn thấy ân nguyệt dung tới lập tức tố cáo đưa hai miếng kính sát tròng mỏng trên tay ra nhìn bà tức giận nói gì trang người xem đi lãnh mặc hàn vừa rồi đeo kính sát tròng này chạy vào rừng dọa người dọa luôn cả tiểu nhu ân nguyệt dung tức khắc khiếp sợ nghiêng đầu nhìn khuôn mặt tiểu nhu bị dọa đến ngơ ngẩn bà sinh lòng thương cảm đau lòng nặng nề thở dài một hơi nói cô bé đáng thương con hẳn là nên quý trọng cơ hội này ở nước anh chúng ta ma cả rồng chính là nhân vật có tính biểu tượng nha có khi cả đời cũng không được thấy đâu hả bà hả một cách ngây thơ và đơn thuần đến vậy mọi người không nói gì nhìn bà tiểu nhu vẫn hồn phách không trở về tiếp tục rét run nhìn về phía trước sợ đến hàm răng va vào nhau cách cách nhìn kìa nhìn kìa mau đi bệnh viện thôi Tiêu đồng lo lắng nói. Lúc này, nhã tuệ tay cầm khăn lông nóng, lau mặt cho cô, vừa lau vừa nhanh chóng nói, đúng đúng, mau đi bệnh viện. Thực sự không ổn, lỡ như ngây ngẩn luôn thì làm sao? Không thể nào, Trần Mạn Hồng bình thường mặc dù hay mắng tiểu nhu, thế nhưng đối với cô vẫn cực kỳ thương yêu, nếu thật sự gặp chuyện không may, sau này sẽ không người nào giúp mình vui vẻ rồi. Cô lập tức đứng lên, nói, mau, đưa đi bệnh viện, không cần phiền phức như vậy, tôi có cách. Ân Nguyệt Dung nhanh chóng cầm kính sát tròng trong tay tiêu đồng, nheo nheo mắt cười nhìn đám người trẻ tuổi, vô cùng mềm mỏng động lòng người giải thích, một người trúng độc, có thể dùng cách lấy độc trị độc. Mọi người trầm mặc nhìn bà. Ân Nguyệt Dung xinh đẹp nhìn mọi người trước mắt vài cái, danh mãnh cười rộ lên nói, một người bị sợ đến choáng váng, có thể. Làm như thế này giúp cô ấy tỉnh lại. Bà nói xong, trong nháy mắt quay mặt sang, trước vẻ mặt sướng sờ của mọi người, bà lập tức xảy bước, cúi mặt, xoay người, trợn tròn đôi mắt xanh lên, nhìn về phía tiểu nhu, vươn năm ngón tay kêu lên một tiếng, khuôn mặt giữ tợn hệt như nữ quỷ, vươn tay muốn bóp cổ tiểu nhu. Trong nháy mắt tiểu nhu trừng mắt, nhìn về phía nữ quỷ trước mặt, cô lại ôm mặt thét lên một tiếng, ngất đi. Tiểu nhu, chấm than ngoặc kép, mọi người cùng bổ nhào đến giúp cô. Ân Nguyệt Dung lập tức trợn tròn đôi mắt xanh, nhìn tiểu nhu đã bị dọa mất hồn. Bà không hiểu trước mắt một cái, nói, hả? không phải bị dọa sẽ tỉnh lại sao di à lãnh mặc hàn bất đắc dĩ lại nhấn chặt huyệt nhân chung của tiểu nhu không được để con rể tôi đến ân nguyệt dung chỉ tin tưởng y thuật của con rể mình ai là con rể mẹ chứ trang ngải lâm chập một tiếng rồi cười ân nguyệt dung tức giận quay mặt lườm con gái nói cô không phải con gái của tôi trang ngải lâm không nói gì thấy mẹ mình liếc mắt một cái nhìn đôi mắt xanh của bà vội vã lôi bà đi nói ô kìa mẹ đi thôi không nên chờ một lát nữa cô ấy tỉnh lại mẹ lại càng làm cho cô ấy sợ choáng váng này mẹ còn có thể nghĩ ra cách khác tin mẹ đi mẹ trang bị con gái lôi đi nhưng vẫn còn muốn cứu vớt trái đất con tin mẹ mẹ đã từng hóa trang thành ma cà rồng đem chó nhà chúng ta dọa cho chết rồi sao con lại không tin mẹ chứ trang ngải lâm kéo mẹ đi vào tiểu nhu mọi người bên này cùng nhau lo lắng nhìn Tiểu Nhu. Tiểu Nhu sau một lúc bị ân nguyệt rung dọa, mới hoàn hồn, chậm rãi mở mắt ra. Làm sao vậy, lúc này Trang Hạo Nhiên mới dẫn đường Khả Hinh đi ra ngoài biệt thự, nhìn thấy Tiểu Nhu ngồi một bên, sống dở chết dở, anh sửng sốt. Đường Khả Hinh vẫn còn chìm đắm trong bi thương vừa rồi, lại sững sờ nhìn về phía Tiểu Nhu đang ngồi tại chỗ, khuôn mặt thất thần khiếp sợ, mồ hôi đầm đìa, cô lập tức lo lắng đi qua, ngồi xổm trước mặt Tiểu Nhu, nhìn cô sốt ruột hỏi, Tiểu Nhu. Cô làm sao vậy? Lúc này Tiểu Nhu, nhìn thấy Khả Hinh cho tới bây giờ vẫn không ghét bỏ mình, trong lòng cô ấm áp, kêu lên một tiếng khóc lên, nghiêng người về phía trước, ôm cô, nước mắt tuôn trào, mếu máu nói, Khả Hinh, vừa rồi tôi mới nhìn thấy ma cà rồng. Thì ra trên thế giới này thật sự có ma cà rồng. Đường Khả Hinh nghe lời nói cả này, đột nhiên sửng sốt. Lãnh mặc hàn bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhìn về phía tiểu nhu đã khóc lên, rốt cuộc có chút yên tâm, lại nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đứng một bên, đưa mắt ra hiệu, anh liền nhàn nhạt đứng lên, hai người cùng đi ra bên cạnh bể bơi. Sao vậy, Trang Hạo Nhiên nhàn nhạt nâng một ly rượu ướp lạnh, khẽ nếm một ngụm, nhìn về phía những người bạn học tối nay sẽ ngủ lại nhà mình, khẽ nâng ly cười cười. Thoát một, chết một, lãnh mặc hàn lạnh lùng nói. Trang Hạo Nhiên mang theo vài phần kinh ngạc nhìn anh. Lúc nào đối với đám người trong bóng tối, chúng ta chỉ thấy người, không nghe tiếng, thậm chí ngay cả bóng dáng ma quỷ của bọn chúng cũng không có cách nào tiếp cận, đây là lần đầu tiên cùng bọn chúng đánh nhau. Lãnh Mặc Hàn nhớ lại vừa rồi trong rừng đánh nhau, anh lạnh lùng nghi ngờ nói, cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy qua người nào có hành động nhanh như vậy. Thậm chí có thể so với Điệp Y, chỉ là vì hắn mặc quần áo chuyên dùng trong đêm tối, Điệp Y hoàn toàn không có cách nào tiếp cận người hắn được, cùng hắn đọ sức một lúc, Cặp song sinh cũng không có cách nào. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, toàn bộ thế giới dường như rơi vào hố sâu lạnh lẽo, đôi mắt anh cứng lại, nghĩ đến chuyện này. Lãnh Mặc Hàn lại lo lắng nhìn Trang Hạo Nhiên, nói, sự việc lần này chính là nhằm vào Khả Hinh. Vừa rồi anh đỡ cô ấy ngồi trước cửa sổ sát đất, còn thiếu vài giây nữa, có thể sẽ mất mạng. Hai mắt Trang Hạo Nhiên chợt lóe, không thể tin nổi nghĩ, sốt ruột. Ai muốn dồn cô ấy vào chỗ chết như vậy? như mặt sao? Anh không tin cô ấy có năng lực như thế. Lãnh mặc hàn nghĩ chuyện này không rõ ràng lắm, lại nhíu mày tự hỏi một lúc, mới nói chẳng lẽ trên người khả hình còn có một bí mật khác sao? Trang hạo nhiên nhíu mày nhìn về phía lãnh mặc hàn. Nếu quả thật là như vậy, lãnh mặc hàn lại tự hỏi, thân thể đột nhiên dâng lên một trận lo lắng gấp bội nói, nếu như ngày khả hình khôi phục trí nhớ, bị phát hiện, có thể sẽ nguy hiểm hơn. Tôi muốn thừa dịp này, đi Mỹ một chuyến vì sao trang hạo nhiên nhanh chóng nhìn anh hỏi đôi mắt lãnh mặc hàn thoáng qua một tia lạnh lẽo nói trong giới sát thủ có những kẻ phản bội tài sản của hoàn cầu chúng ta cực lớn lực lượng cũng lớn hoàn toàn có điều kiện chĩa mũi vào chuyện này lấy tư cách đàm phán tôi nghĩ trong cuộc đàm phán này có thể thu được một chút kết quả hôm nay tập đoàn bọn chúng chết một người chuyện tuy lớn mà lại nhỏ trang hạo nhiên trầm mặc do dự không có việc gì Lãnh Mặc Hàn quay người rời khỏi, nhưng lại xoay người, nhìn Trang Hạo Nhiên, nói: "Anh đã ngăn chặn miệng Tiêu Hảo oánh chưa?" Đường Khả Hinh vừa muốn đứng dậy, lấy khăn lông nóng, nghe được câu này, không hiểu sao trong lòng có chút xúc động, quay đầu lại nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên nhìn anh, cười nói: "Tôi dùng cái gì ngăn chặn miệng cô ấy đây?" Lãnh Mặc Hàn cũng lạnh lùng chế nhạo cười nói: "Dùng miệng của anh." Trang Hạo Nhiên không nói gì, chỉ nhìn người này. Đường khả hình chậm rãi xoay người, tay cầm khăn mặt, lặng im không nói gì. Khả hình, nhã tuệ nhìn tiểu nhu cũng dần dần tốt hơn, mọi người chuẩn bị đưa cô về nhà, cô nhìn bạn tốt mỉm cười nói, cũng không còn sớm nữa, chúng ta cũng cần phải về. Nhưng mà hôm nay cô không phải về nhà thầy sao, để tổng giám đốc tiến cô về một đoạn có được không? À, đường khả hình quay đầu, liếc mắt nhìn trang hạo như một cái, nhớ tới hành động mập mờ của hai người trong phòng vừa rồi, Mặt cô lại ửng hồng nói, "Không cần, tôi cho tài xế đến đón." Trang Hạo Nhiên bộc lộ ý cười bước qua, nói, "Vừa rồi nói tiễn em về, sao có thể để em về một mình được chứ? Đi thôi, mọi người cùng nhau đi." Mấy người Lâm Sở Nhai vừa nghe, cũng nhao nhao đứng dậy, chuẩn bị đưa mấy cô gái về, Tô Lạc Hoành nở nụ cười tiến lên, ôm chặt lấy Tiểu Nhu rời khỏi. Lãnh Mặc Hàn đứng một bên, nhìn bóng lưng Tiểu Nhu, im lặng không lên tiếng nhìn cái gì vậy đi thôi tiêu đồng hung giữ trợn mắt nhìn anh một cái mới nhanh chóng đi trước một bước trang hạo nhiên cũng đến bên cạnh đường khả hình chăm chú nhìn cảnh đêm phía trước nói đi thôi đường khả hình nghe liền nhẹ nhàng nhắc đuôi váy dài cất bước đạp trên cỏ xanh mềm mại đi về phía trước đêm lạnh dần đường khả hình mặc váy dài cúp ngực chợt cảm thấy lạnh vươn hai tay nhẹ lướt qua bờ vai bóng loáng bước về phía trước Trang Hạo Nhiên cũng trầm mặc theo bên cạnh cô đi về phía trước. Chiếc Audi pipic ở ngay phía trước. Đường Khả Hinh dường như nhớ ra gì đó, xoay người nhìn Trang Hạo Nhiên, hỏi, trước kia có phải anh từng đồng ý tặng em một chiếc xe thể thao hay không? Trang Hạo Nhiên nhịn không được bật cười, nhìn cô nói, không có đâu. Em cũng không có việc gì, lại lấy chuyện này mà vui đùa. Đường Khả Hinh nheo nheo mắt nhìn anh, lại nhớ đến tấm hình hai người thân mật kia, cũng không để ý lúc cất bước đi về phía trước dẫm phải đuôi váy của mình suýt chút nữa ngã sắp xuống cô sợ kêu a à một tiếng cả người loạn choạng về phía trước một cánh tay mạnh mẽ có lực trong nháy mắt bá đạo ôm chặt hông cô cô há hốc mồm ngẩng đầu trang hạo nhiên cười ôm chặt đường khả hinh nhìn cô có chút dịu dàng nói cẩn thận một chút đường khả hinh im lặng không lên tiếng muốn dẫy dụa thoát khỏi cái ôm của anh trong nháy mắt trang hạo nhiên đem cô ôm ngang vào trong ngực này, Đường Khả Hinh vươn tay, vây quanh cổ anh, mở to đôi mắt mơ màng, có chút xấu hổ và khẩn trương nhìn anh nói, "Tổng giám đốc, anh làm gì vậy? Mau thả em xuống." Tránh cho em lại ngã sắp xuống, Trang Hạo Nhiên cười ôm lấy thân thể mềm mại của cô, tiếp tục cất bước đi về phía trước. Đường Khả Hinh nhất thời sướng sờ nhìn anh ôm mình, thái độ vẫn thoải mái mỉm cười như vậy, mềm giọng nói, "Anh đối với bất kỳ phụ nữ nào cũng đều như vậy sao?" "Đều thế nào?" Trang Hạo Nhiên trực tiếp ôm đường khả Hinh đặt vào ghế lại phụ của chiếc Pipe pick, mới vòng qua thân xe, tự mình ngồi vào ghế lái, nhìn về phía trước, cười hỏi. Đường khả Hinh nhớ tới vừa rồi anh kề sát người cô gái kia cuồng nhiệt nhảy múa, kích động sôi trào như vậy, đôi mắt dịu dàng chấp, không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên trong bóng đêm, lặng lẽ quay đầu nhìn cô một cái, lập tức nghiêng người về phía trước, ép sát vào người cô, tay vây quanh cô thật chặt. Này, chấm hỏi ngoặc kép. Đường khả Hinh lập tức dựa sát người vào ghế, mắc cỡ mặt đỏ bừng vươn hai tay, nhẹ chống trước ngực anh, có chút sợ hãi cùng khẩn trương nhìn anh, nói tổng giám đốc, anh làm gì vậy? Trang hạo nhiên vừa trầm mặc cúi mặt nhìn cô, vừa đưa tay lục lọi khóa dây an toàn bị váy cô che khuất, đôi mắt nóng cháy tình cảm nhìn cô, hỏi em cho là anh muốn làm gì? Em không biết, anh làm cho người ta mơ hồ không rõ, đường khả Hinh chợt cảm thấy hơi nóng, muốn đẩy anh ra trang hạo nhiên lại áp sát vào thân thể cô nhìn về phía cô dịu dàng cười nói anh đối với phụ nữ đều rất lịch sự phong độ bao gồm cả mẹ của anh đường khả hinh nhớ lại vừa rồi anh cùng chủ tịch phu nhân khiêu vũ đôi mắt bộc lộ ánh nhìn dịu dàng và yêu thương lại làm cho tim người khác đập mạnh cô cúi đầu lại mềm giọng nói đúng vậy giống như người của quần chúng trang hạo nhiên nhíu mày cười nhìn cô hỏi nếu như anh là bạn trai của em em hy vọng anh làm thế nào Đôi mắt đường khả hình lưu chuyển, bị anh ôm có chút hít thở không thông, cảm giác lồng ngực vững chắc của anh đang tỏa ra hơi nóng, còn có tiếng tim đập bang bang, đập vào ngực mình, cô nhẹ thở một cái, mới nói em sao có thể quản lý được anh. Ví dụ như anh muốn ngăn chặn miệng của một phụ nữ, đều phải dùng miệng anh. Làm sao em dám hy vọng muốn anh làm thế nào? Trang hạo nhiên thất thanh cười rộ lên, nhẹ cầm cầm cô, nói em. Làm gì vậy? Trong lòng đường khả hình khẽ động, cảm giác đến từ thân thể nhẹ đẩy tay anh ra có chút đáng yêu hôm nay anh và người ta khiêu vũ là có nguyên nhân trang hạo nhiên có chút ôn nhu nhìn đường khả hình lại cười nói về phần muốn làm thế nào mới có thể ngăn chặn miệng một phụ nữ làm cho cô ấy không thể nói ra bí mật có rất nhiều cách đường khả hình tò mò nhìn anh trang hạo nhiên cố ý ho khan một tiếng cầm lấy cái khóa mới hơi ngửa đầu cười nói ví dụ như cho cô ấy tiền Mua cho cô ấy vài cái biệt thự, cho cô ấy vàng bạc châu báu, hoặc là cho cô ấy thật nhiều của cải, thậm chí. Cùng cô ấy lên giường, trực tiếp dùng miệng ngăn chặn, Đường Khả Hinh nhìn anh, giúp anh nói tiếp. Trang Hạo Nhiên trầm mặc nhịn cười nhìn cô. Nhìn cái gì? Đường Khả Hinh không hiểu sao tâm tình bỗng không tốt, khuôn mặt đỏ bừng. Cách này, dùng được sao? Trang Hạo Nhiên cố ý hỏi cô. Em làm sao biết có dùng được hay không? Đường Khả Hinh tim đập nhanh muốn quay mặt đi. Thử xem, nếu như dùng không được, phạt em. Trang hạo nhiên bỗng nhiên cúi người, hôn lên môi cô. Ưm, ừ, môi đường khả hình bị chặn lại, đại não nhất thời tê buốt, cả khuôn mặt đỏ bừng, tim bang bang đập loạn lên, cảm giác sức nóng của người đàn ông này, rời núi lấp biển ập về phía chính mình. Cô run run muốn vươn tay, đẩy anh ra, bất đắc dĩ đầu ngón tay bỗng chốc mềm nhún, cả người bất an thở dốc. Trang hạo nhiên cũng không làm gì quá mức, chỉ ôn cô một chút, rồi lập tức buông cô ra, ngồi lại ghế lái, cười nói, đúng vậy. Thì ra cách này dùng rất tốt, ngày mai tăng lương cho mặc hàn. Đường khả hình ngồi im tại chỗ, mở to mắt, nặng nề thở dốc, nghĩ anh vừa hôn, trên môi mình vẫn còn tê buốt. Cô thật lâu cũng chưa khôi phục được ý thức, chỉ cảm giác trái tim mình bị người ta thò tay vào lấy ra, cảm giác dũng cảm như lúc bị bắt làm tù binh. Cô vẫn còn đang thở dốc, Trang Hạo Nhiên đã trực tiếp mở khóa, khởi động xe, Lúc này cô mới dâng lên một trận lửa giận mút trời, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên tức giận kêu to, "Này." Trang Hạo Nhiên vù một tiếng, khởi động xe, phóng như tên bắn, không cho cô cơ hội xuống xe. Chiếc Audi PP màu trắng vững vàng lao vào đêm tối, sức gió càng lúc càng lớn, nó dùng thân phận xứ giả dũng cảm của mình, phóng trên con đường núi quanh co thật lâu, cuối cùng thắng gấp trước cửa biệt thự Vitus. Đường Khả Hinh lửa giận mút trời đẩy cửa xe, cầm túi sách đem váy dài vén lên thật cao đạp giày cao cao gót bước xuống xe, mặt hầm hầm đi về phía trước. Trang hạo nhiên nhìn cô tức giận như vậy, cũng nhanh chóng mở dây an toàn, ngay lúc cô muốn kéo cửa rào chắn ra, lại nắm chặt cổ tay cô, cười nói không nên tức giận, vừa rồi chỉ là. Đường khả hình lập tức hất tay anh ra, nhìn anh tức giận nói không nên tức giận sao. Dáng vẻ này của anh, không hiểu sao lại có thể chiếm lấy được nụ hôn kỳ diệu của phụ nữ chứ. Thật là quá đáng uổng phí em hao tốn tâm tư nhiều như vậy chọn mua quà cho anh đừng gây khó dễ nghĩ em cùng anh trong quá khứ thân thiết rồi lại tùy tiện sằng bậy với em đáng ghét cô nói xong lập tức xoay người rời khỏi trong nháy mắt trang hạo nhiên từ phía sau lưng ôm chặt thân thể cô nhẹ cúi xuống xúc động cười ghé sát bên tai cô nói nhưng mà trước đây em vẫn cho anh ôm như vậy tim đường khả hinh lại đập mạnh nhưng vẫn quay người đẩy anh ra tức giận nói cho nên em mất trí nhớ rồi có lẽ lúc ấy mắt em bị mù rồi. Cô nói xong, không hiểu sao có chút căm ghét, trực tiếp vung giày cao gót lên, đá một cước thật mạnh trên đầu gối anh, mới tức giận xoay người, đi vào sân. Trang hạo nhiên đứng tại chỗ, nhìn bộ dạng tức giận và xấu hổ của đường khả hinh, anh lại khó hiểu cười, vươn ngón tay, nhẹ lướt qua môi, hạnh phúc ngọt ngào tự nhiên mà đến, hệt như mối tình đầu. Anh vừa nghĩ vừa đi đến chiếc bài pick trước mặt, đập cửa xe, cười đến vui vẻ. Đường khả Hinh vừa mở cửa, vừa đi vào trong phòng tối tăm, phịch một tiếng đóng cửa lại, vẫn còn tức giận sờ môi, nói, đồ cái thứ người đáng ghét. Lần sau còn dám hôn em, xem em có cắt bỏ anh không. Bụp, một tiếng bật công tắc, ánh đèn chợt sáng lên. Đường khả Hinh lập tức đứng giữa phòng khách, ngẩng đầu thấy khuôn mặt tối sầm của thầy, hệt như thần đèn phương Tây, đang tỏa ra ánh nhìn phẫn nộ u ám, ngồi trên sofa, ôm vai nhìn về phía cô, lòng cô bỗng nhiên rét lạnh, nhớ đến chai rượu đỏ kia, hai chân cô bỗng mềm nhún, sợ đến mức tim gan muốn rớt ra vội vàng quỳ xuống, cúi đầu, không nói nên lời. Vitus ngồi bên này, cũng không nhúc nhích đợi học trò đã ba tiếng, đôi mắt ngưng đọng, sắc mặt vẫn âm u lạnh lẽo, ngầm nuôi lửa giận trong lòng, giống như Chihiro tìm kiếm con rồng Haku vậy, chậm rãi nói, ở Trung Quốc tôi chỉ có hai học trò, một là cô, một là Hạo Nhiên. Đường khả hình quỳ trên mặt đất, cúi đầu, hai mắt lưu chuyển, sợ đến trái tim run rẩy vỡ vụn. Vitus nghiến răng nghiến lợi nói, tôi có tất cả hai chai khang đế 1665, cất giữ hơn nửa đời người, vào 5 năm trước, hạo nhiên trộm của tôi một chai, đem đi bán. Đổi một bức tranh làm quà sinh nhật bạn gái. Đường khả hình lập tức khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn về phía Vitus. Vitus nhíu mày, nhìn đường khả hình, bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép được mới nghĩ thu nhận cô, nặng nề thở dốc hỏi tối nay cô trộm rượu làm gì đường khả hình ra đầu tê dại lại cúi đầu sợ đến mức tim dâng lên từng đợt lạnh buốt đừng nói với tôi lại đi mua quà sinh nhật cô đem nó bán đi cũng không có vấn đề gì dù sao tôi cũng sẽ có cách mua lại chấm than ngoặc kép vitus đột nhiên không muốn nói chuyện bởi vì tiếp theo mới là trọng điểm ông cắn chặt răng nhìn về phía đường khả hình lúc này tim gan phèo phổi mới cùng nhau quản thắt tức giận nói thế nhưng cô lại có thể đem nó bán cho lauren Trai thứ nhất hạo nhiên bán cho Lauren. Trai thứ hai, học trò ngoan của tôi cũng là bán cho Lauren. Tôi vĩnh viễn cũng không lấy lại rượu đỏ từ người kia được. Vitus tức giận đến muốn trầu trời, trợn tròn mắt, bầu trời một tiếng sấm rền ầm ầm vang lên, lập tức đánh xuống một tia chớp, đem cây táo vừa mới mọc ra đánh ngã. chương 742, cứu mạng. Sáng sớm hôm sau, sau vườn hoa truyền đến từng trận từng trận tiếng, cạch cạch một con chim nhỏ sợ hãi bay đi. Đường khả hình mặc đồ bộ thể thao ngắn màu trắng, tóc thắt hai bím, nóng đến mức đầu đầy mồ hôi ngồi xổm trên bãi cỏ xanh mềm mại, cầm cây kéo cắt cỏ lớn, hung ác cạch, cạch cắt đi những ngọn cỏ nhỏ mới mọc ra sau trận gột rửa của cơm mưa đêm qua, phía sau còn để một đống những ống nước lớn, thầy đau lòng mất đi một chai khang đế cuối cùng trong cuộc đời, thật sự không thể nhịn được nữa, phạt cô mỗi sáng đến chăm sóc sau vườn hoa. Sau vườn hoa có biết bao nhiêu là thứ chứ? hai bãi cỏ cả trăm mét vuông, ven đỉnh núi còn trồng cây táo, cây ô liu, thậm chí còn có những cây tùng xanh, bên phải còn có cả khoảnh vườn nhỏ, bên trong trồng những loại hoa nổi tiếng của Trung Quốc, một gốc mai uốn cong, loại mọc ven núi, sau đó là hoa lan, hoa quýt, bên bờ hồ còn có hoa sen, hoa mẫu đơn và hoa thược dược. Lúc này thời kỳ nở hoa đã qua, chỉ có hoa lai ơn vẫn nở ra thơm nức, những nụ hoa quýt non nớt cũng chưa nở, từng nụ hoa được Fetus xem như ngọc quý, dù rằng loại hoa này, không thích hợp sinh trưởng với khí hậu vùng phía nam, nhưng nó lại không vì thế mà không có nụ. Cạch cạch, miệng đường khả hình run lên, hai mắt run run bộc lộ ánh nhìn căm phẫn, bình thường vườn hoa phía sau này đều có người đích thân chăm sóc, đúng là một chuyện vô cùng xui xẻo. Vô cùng xui xẻo, chấm than, cô lại vứt kéo nhòi người về phía trước, đỡ eo, tự mình chống chặt bên hông đứng dậy, ngẩng đầu, nhìn về phía những tia nắng mai bên sườn núi mang theo hơi nóng chiếu xuống, cô nặng nề thở hổn hển một hơi, dùng cánh tay lau mồ hôi trên mặt, nghĩ 9 giờ còn phải đi làm, hiện tại mới 7 giờ 30 phút. Kẹt, chấm than ngoặc kép, cửa sổ sát đất trên lầu 2 đột nhiên mở ra. Vitus vừa tập thể dục xong, vẻ mặt lạnh lùng cúi đầu, nhìn bãi cỏ chỗ học trò. Đường khả hình lập tức cầm vòi phun nước lên, siêng năng xoay mở vòi nước, ngón tay cài ấn chặt miệng vòi, hướng về bụi hoa, bắt đầu tưới, ra vẻ khéo léo nghe lời. Vitus vèo một tiếng buông rèm cửa sổ sát đất, không biết làm gì đành rời đi. Đường khả hình vừa tưới hoa, vừa ngẩng đầu, thấy thầy không dám sát mình, cô thở phào nhẹ nhõm, lại bất giác nhớ tới những chuyện xảy ra tối qua, trang hạo nhiên còn ôm chặt mình hôn, cô lại nghiến răng nghiến lợi, vẫn hận nói thật là đáng đời. Lại còn vì cái tên trang hạo nhiên kia, trộm rượu của thầy mua quà tặng. Rồi cuối cùng, lại còn bị người ta cưỡng hôn. Cô lại ngừng tay, mặc kệ vòi nước phun thẳng vào bụi hoa lay ơn, nheo mắt nhớ tới dáng vẻ trang hạo nhiên tối hôm qua hôn mình, cô lại hừ một tiếng, tức giận cầm vòi nước phun khắp nơi, mới kêu gào lên, nhìn anh ta tối hôm qua còn nồng nhiệt nhảy múa với người phụ nữ khác. liền biết anh ta không phải người tốt rồi, lại còn trộm rượu của thầy đi mua quà sinh nhật, thật buồn nôn, vì phụ nữ, dùng bất cứ thủ đoạn hèn hạ nào. Thật buồn nôn, hèn hạ, vô sỉ. Đường khả hình nghĩ tới đây, lại vì mình hôm qua nhất thời mềm lòng, mà oán hận bất bình, tới hoa xong, ném ống dẫn nước, tháo bỏ bao tay, giữa ánh mặt trời chói trang dọi xuống, cô liền lấy một tờ giấy nhỏ từ trong túi ra, trên đó viết những việc thầy dặn mình làm, đôi mắt to của cô lưu truyền, nhìn thấy mục cuối cùng, cắt tỉa cảnh trong chậu cây cảnh, cô nhíu mày, chăm chú nhìn 12 chậu cây cảnh dựa vào tảng đá trên bãi cỏ. Nghe nói 12 chậu cây cảnh này, vô cùng đắt tiền, là của chủ tịch trang tặng cho thầy, 12 chậu cây tùng ngụ ý cho 12 tháng, rất khó mà siêu tầm đủ 12 chậu cây này, đây là chủ tịch Trang dùng để cảm tạ công ơn dạy dỗ của thầy đối với tổng giám đốc Trang. Sinh ra con trai như vậy, chẳng khác nào ăn cơm không phải trả tiền rồi. Đường khả hình vèo một tiếng, cầm kéo lên, đi đến trước mặt chậu cây nhỏ thứ nhất, nhìn cành lá xanh đậm xòe rộng ra, thật có thế thương ông đón khách, bình thường thỉnh thoảng thầy cũng dạy mình cắt tỉa cây cảnh, cho nên cô cũng biết một chút, liền tập trung toàn bộ tinh thần, dùng kéo nhỏ, cẩn thận cắt tỉa những nhánh cây dư thừa từng đợt tiếng động cơ xe hơi mãnh liệt, từ con đường lớn quanh co qua dưới chân núi, xoay tròn đến. Lamborghini, Ferrari, Bugatti Veyron, Porsche, bốn siêu xe đi theo chiếc Audi Pipeak Pipe phía trước, đẹp trai phóng như tên bắn. Trang hạo nhiên dẫn đầu, mặc Âu phục phong cách anh màu xám nhạt, áo sơ mi nhạt màu, vạt áo trước ngực cài một bông hoa màu xanh đậm, một dây xích bằng bạch kim móc trên hoa cải rũ xuống, khí phách, thời thượng. Chỉ thấy anh đeo kính mát, khẽ nhách miệng tươi cười, một tay lái xe, tay kia đặt trước cửa sổ xe, tiếng nhạc vang lên, di chuyển ngón tay thon dài, theo tiết tấu, nhẹ nhàng gõ. Mắt thấy biệt thự ở ngay phía trước, khuôn mặt đeo kính mát, mặc dù không thấy rõ cảm xúc trong đôi mắt, nhưng từ nét mặt tươi cười, có thể thấy tâm trạng anh hôm nay vô cùng vui vẻ. Mấy chiếc xe thể thao, két một tiếng, liền chuẩn bị dừng trước cửa nhà thầy, đúng lúc nhìn thấy cửa nhà trong sân đang mở, bên trong có bóng đen di chuyển. Trang Hạo Nhiên đẹp trai tươi cười, tay khẽ bóp mở cửa xe, đưa đôi chân dài, bước ra khỏi xe thể thao, phịch một tiếng, tự nhiên đóng cửa xe, đi vào bên trong. Mấy người lâm sở nhai và tô lạc hoành, cũng rối rít gỡ kính dâm, cười bước xuống xe, lúc này, đúng lúc nữ chủ nhân của một căn biệt thự khác cách phía trước không xa, mặc váy ngắn bó sát người với hoa hình hoa sen, mái tóc xoăn dài đi ra, cho đến hôm nay hiếm khi được thấy có nhiều siêu xe và soái ca xuất hiện như vậy, khuôn mặt cô lập tức có chút mập mờ nhìn phía trước, không lâu sau, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên dẫn đầu, khuôn mặt con lai đẹp trai tôn quý thực sự khiến cho người ta hít thở không thông, cô nhanh chóng lấy mắt kinh xuống. Ánh mắt vẫn không hề rời đi. Trong mắt Trang Hạo Nhiên không hề thấy cô, chỉ tháo kính dâm xuống, lộ ra đường nét hoàn mỹ trên khuôn mặt, tay đẩy cổng hoa màu trắng ra, đi vào. Hi, mấy người tô lạc hoành theo thói quen tán gái, đùa dẫn huyết gió với cô, đá lông nheo một cái, mới xấu xa cười châm biếm cùng nhau đi vào. Mấy người vệ sĩ mặc đồng phục màu đen, lập tức đứng bên cạnh nữ chủ nhân, muốn đi trừng phạt mấy tên đàn ông không chút lịch sự kia, thế nhưng nữ chủ nhân lại cầm kính mát trong tay, ngăn cản lại, cười đầy phong tình ẩn ý. Trong nhà, Vitus vừa thay xong âu phục màu đen, đi xuống lầu, chuẩn bị dùng điểm tâm mà người giúp việc đã chuẩn bị sẵn, lại nghe một trận tiếng cười vui vẻ nhiệt tình, ông sừng suốt ngẩng đầu, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đã dẫn theo mấy, con rơi, tươi cười bước đến, hai mắt ông lưu truyền, mặt lạnh lùng khó hiểu nói, mới sáng sớm như vậy, qua đây làm gì? Trang hạo nhiên cũng không biết Phytus đau lòng vì mất chai rượu yêu quý, vẫn còn ngầm nuôi lửa giận, chỉ tươi cười cởi âu phục trên người, đưa cho người giúp việc hệt như đang ở nhà mình, mới sắn tay áo sơ mi xanh đậm lên, để lộ chiếc đồng hồ đeo tay 120 vạn, mới nói tối hôm qua sinh nhật của tôi, người lại không tới, nghĩ không biết thầy có chuyện gì không, liền tới đây thăm người. Phytus lạnh lùng ngồi tại chỗ, cũng liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ đeo tay lấp lánh của anh đúng lúc chủ tịch tập đoàn tom là bạn tốt mình cho nên đối với thương hiệu này hết sức quen thuộc nhưng vẫn không quá để ý mà nâng ly sữa lên nhàn nhạt uống một ngụm mới đặt xuống nói tôi không tham dự tiệc sinh nhật của cậu là việc mới xảy ra sao muốn đi qua thăm tôi ôi trang hạo nhiên cố ý nhìn thầy có chút đáng yêu ngồi trước bàn ăn cầm một miếng bánh mì lên vừa cắn vừa nhìn về phía thầy Cười nói, thầy có thể đến tham gia tiệc sinh nhật của tôi, điều này thực sự là vinh dự của tôi, chúng ta ít có khi sum vầy, đương nhiên là mong người tới rồi. Thu hồi những lời nói buồn nôn kia của cậu đi, tâm trạng Vitus không tốt, chỉ nhàn nhạt cầm sandwich lên, vừa ăn vừa nói, hôm nay sao không trèo cửa sổ vào nữa? Bốn người Lâm Sở nhai, đứng phía sau, nhớ tới vụ án lần trước, toàn bộ đều ho khan một tiếng, vô cùng xấu hổ. Trang hạo nhiên đùa giỡn cười rộ lên nói, đây không phải là ban ngày sao. Đương nhiên muốn nghênh ngang tiến vào rồi. Vitas tức giận liếc mắt nhìn học trò. Trang hạo nhiên vẫn tự nhiên ngồi trên ghế dựa, khuỷu tay đặt trước bàn ăn, tay cầm bánh mì ăn, đồng hồ trên tay, thật sự là quá trói mắt. Vitas lại nhìn không được nhíu mày, liếc mắt nhìn thoáng qua đồng hồ kia một cái, vừa mới muốn nói. Trang hạo nhiên lại đưa mắt nhìn quanh, liếc mắt thấy người giúp việc đều đang bận rộn, có chút không để ý hỏi, khả hình đâu. Cô ấy vẫn chưa dậy sao? Vitus nghe lời này, mắt nheo lại, nhìn học trò nói, muốn tìm khả hình, có thể trèo cây đi lên, gõ cửa sổ. Bốn tên cầm thú đứng đó, mặt lại đỏ. Ôi, đừng như vậy chứ. Trang hạo nhiên lại thất thanh cười to, nhìn thầy bất đắc dĩ nói, chuyện kia đã bao nhiêu năm về trước rồi. Nếu như thầy đau lòng vì cây táo kia, tôi lập tức cử người tìm cho người một cây giống như thế đem về thậm chí còn to cao hơn trước. Vitus nghe lời này, lạnh lùng nói, nếu như linh hồn mất đi, lại có thể trở về, thật là tốt biết bao nhỉ. Trang hạo nhiên tạm dừng động tác nước mắt nhìn thầy một cái, phát hiện ông đang thực sự tức giận, liền lập tức xoay người, nhìn mấy người lâm sở nhai nói, mấy tên xúc sinh các cậu, lần trước làm ra chuyện trèo cây buồn nôn như vậy, làm cho thầy tôi mất hứng, tất cả đều quỳ xuống cho tôi. Giống như lần trước anh không hề tham gia trèo vậy mấy người lâm sở nhai cùng nhau vả và vào miệng hung hăng nhìn anh sau vườn hoa lúc này đường khả hinh nghe thấy từng trận tiếng cười đó đang cầm kéo lại khó hiểu nhưng tai lắng nghe hình như nghe thấy giọng nói trang hạo nhiên ánh mắt cô sáng ngời nghĩ không thể nào mấy tên xúc sinh các cậu lần trước làm ra chuyện trèo cây buồn nôn như vậy làm cho thầy mất hứng toàn bộ đều quỳ xuống cho tôi bên trong nhà lại truyền đến giọng nói này đường khả hinh mở to mắt quả nhiên là giọng nói của Trang Hạo Nhiên, lập tức cắn môi, cầm kéo trong tay, hung hăng cắt một cái, mới tức giận nói cái thứ người không biết xấu hổ. Cư nhiên lúc này còn có mặt mũi qua đây, làm hại em một tháng dọn dẹp sau vườn hoa, tiễn người. Cô nóng mắt, lại kết một tiếng, vung kéo lên, cắt xuống, cạch một tiếng, trong nháy mắt cây tùng, ông lão, nghênh khách nổi tiếng kia bị cắt sạch cái, tay nghênh khách, chĩa ra ngoài. Cái cảnh tay nghênh khách còn lại bên kia cũng từ từ rơi xuống đất như hoa rụng tên khốn chết tiệt. Đường khả hình cầm kéo vẫn như đang lọt vào giữa sương mù, đang muốn tiếp tục cắt xuống, trong nháy mắt nhìn gốc cây trước mặt bình thường không khác gì một gốc cây tùng nhỏ. Cô chớp mắt một cái, cho là mình xuất hiện ảo giác, lại không hiểu cúi đầu nhìn, lại thấy trên bãi cỏ rơi xuống một nhánh, tay nghênh khách, cả người cô rét lạnh, trong mắt muốn rơi ra ngoài, khuôn mặt giống hệt quả khổ qua, sợ đến muốn hoa lên một tiếng, khóc lên, mẹ ơi cứu mạng, chương 743 kém khá xa. Một tiếng chuông vang lên. Vitus vừa uống sữa vừa quay mặt nhìn bên ngoài. Người giúp việc vội vàng đi ra ngoài, mở cửa, cùng vị khách nói chuyện một lúc, liền mỉm cười đi vào, nhìn Vitus nói: "Tiên sinh, chủ tịch Lưu chuyên về châu báo tới, muốn tìm hiểu về những trậu cảnh 12 tháng của ngài." Vitus vừa nghe, lập tức mỉm cười bỏ miếng sandwich trong tay xuống, chuyện này mấy ngày trước đã có hẹn trước rồi, ông chậm rãi đứng lên, lúc đi về phía phòng khách cũng đã nhìn thấy chủ tịch lưu tuổi chừng 70, mặc thường phục, đội nón nỉ, xem ra là vừa thể dục tản bộ ghé qua, hai người từ trước đến nay là hai lão giả vẫn vô cùng yêu thích cây cảnh, cùng nhau bắt tay. Chậu cây cảnh 12 tháng ở nước ta, nghe nói đã từng phân bố ở 12 nơi khắp châu Á, thật không ngờ, lại có thể được Vitus tiên sinh thu thập đầy đủ, hôm nay may mắn có dịp được chiêm ngưỡng cảnh sắc này, quả là vinh hạnh của tôi. Chủ tịch Lưu vừa cười vừa bắt tay Vitus. Vitus cũng mỉm cười, nói đây là món quà của cha học trò gửi tặng, nếu không, dựa vào năng lực của tôi, cũng không cách nào siêu tầm đủ 12 chậu cảnh quý này, xin mời. Được, 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 tâm trạng chủ tịch Lưu hôm nay rất phấn khởi, liền xoay người cùng Vitus đi ra sau vườn hoa. Trang hạo nhiên mỉm cười nhìn thầy và chủ tịch Lưu cùng ra sau vườn hoa, đôi mắt anh Lưu chuyển, lại cẩn thận nhìn xung quanh, khó hiểu nói, sao còn không thấy khả hình đâu. Chẳng lẽ vẫn chưa tỉnh ngủ sao? Lãnh Mặc Hàn nhàn nhạt nói, cô ấy không giống người ngủ nướng. Trang Hạo Nhiên nghĩ nghĩ, liền cười, vừa muốn xoay người lên lầu, lại nhìn trên giá rượu của Vitus, chai Khang đế 1665 cuối cùng không thấy đâu nữa. Anh nhíu mày nhìn cái tủ rượu trống trơn kia, nói: "Kỳ quái, chai Khang đế 1665 của thầy đâu mất rồi chứ? Sẽ không phải bị trộm đi để mua quà sinh nhật đấy chứ?" Anh chỉ là nói đùa. Bốn tên cầm thú cũng xoay người, nhìn về phía tủ rượu chống chân kia, cười rộ lên nói, nếu thật sự là như vậy, chúng tôi thực sự chúc mừng người kia, hắn chết chắc rồi. Trang Hạo Nhiên không nghĩ nhiều nữa, xoay người nhanh chóng lên lầu, bước trên cầu thang hình xoắn ốc, đến lầu 2, đi đến căn phòng sát cây táo trước kia, khuôn mặt bộc lộ chút dịu dàng tươi cười, bước đến trước cửa phòng, nhẹ nhàng gõ gõ. Bên trong không có tiếng động. Trang Hạo Nhiên đợi một lúc lâu, lại nhẹ nhàng gõ cửa sau vườn hoa. Vitus và chủ tịch Lưu cùng đi ra sau vườn hoa, nhìn thấy vườn hoa vốn dĩ phải được dọn dẹp ngăn nắp gọn gàng. Hiện tại, cỏ cắt rơi xuống, vương vãi khắp nơi, trên bãi cỏ xanh mềm mại, khắp nơi đều tràn đầy nước. Những loại hoa cỏ nổi tiếng vừa được tưới nước, ướt đầm đìa, lá nhỏ rũ xuống, không còn sức sống, cái kéo lớn dùng để cắt cỏ, dựa vào một chỗ, vô cùng sắc nhọn nằm trên mặt đất chĩa vào mặt khách, chủ tịch lưu sửng sốt, nhìn vườn hoa rối tung lộn xộn này, thật sự không giống nhà có thể siêu tầm được 12 chậu cây cảnh quý giá kia. Xem ra người Pháp vẫn là người Pháp, suy cho cùng có thể hiểu được bao nhiêu phần văn hóa Trung Quốc chứ. Sắc mặt Peters bỗng nhiên cứng ngắc, đôi mắt lưu chuyển nhìn xung quanh vườn hoa rối tung rối mù của mình, nghĩ cái đứa học trò chết tiệt kia đi đâu mất rồi. Chủ tịch Lưu vẫn còn đang nghi ngờ, lại thấy sau vườn hoa những cây tùng cao kia dựa sát vào bên cạnh tường đá không theo quy luật nào, quả nhiên được đặt chậu cảnh, tùng ninh khách. 12 tháng vẫn còn đọng xương sớm, 12 chậu cây cảnh này, dáng cây thướt tha, lấy hình thái, ông lão đón khách, nghinh đó khách, hoàn toàn bày ra tư thái cao quý của 12 chậu cảnh, tùng nghinh khách. Chủ tịch Lưu nhất thời kích động hưng phấn đi tới trước mặt 12 chậu, tùng nghinh khách, nở nụ cười vươn đôi tay già nua, chạm vào chậu cây tùng tháng 6, nói tục ngữ có câu, thơ cổ của Trung Quốc chúng tôi, chia làm ba cảnh giới, nội dung, hoàn cảnh và ý nghĩa mà chậu cảnh này là loại thực vật có thể thể hiện được chất thơ lâu đời nhất của Trung Quốc chúng tôi. Vitas giống như nhận sự dạy dỗ mỉm cười gật đầu. Chủ tịch Lưu lại chạm tay vào chậu cây tùng tháng 6, vẻ mặt say mê, giống như trong khoảnh khắc hóa thân thành nhà thơ Trung Quốc thời cổ đại, dùng giọng điệu điềm tĩnh, đầy thỏa mãn thưởng thức nhìn về phía gốc cây tùng tháng 6, nhìn cành lá vươn ra, giống như phó thác cho người say mê hấp dẫn nó, hình dạng ý nghĩa màu sắc đặc sắc, nhất là tầng tầng lớp lớp những cành lá giống như một tác phẩm nghệ thuật, sinh trưởng về phía bên trái, hình dạng lá và cành cây đều vô cùng nghệ thuật, ông lại tiếp tục giải thích. Từ xưa đến nay, những chuyên gia làm vườn ở đất nước chúng tôi, trong quá trình sáng tạo nên những chậu cây xuất sắc này, nhất định phải truyền vào đó hứng thú của mình, thực ở phương pháp, hư ở chỗ che giấu một cách kỳ diệu, thực vì hình dáng nhìn thấy được, hư vì lấy suy nghĩ mà bật ra, do đó mà sản sinh những hình tượng nghệ thuật mang ý nghĩa sâu xa. Lầu 2. Trang Hạo Nhiên thất thần đẩy cửa phòng khả hình ra, cư nhiên nhìn thấy căn phòng thiết kế kiểu châu Âu vô cùng sang quý, cũng không có thấy bóng dáng cô đâu, đệm giường xanh nhạt đã được sửa sang ngay ngắn lại, cửa sổ bên cạnh cây táo mở ra, một cơn gió mát lành thổi qua, trên bàn học mở ra vô số tài liệu về rượu đỏ, còn có sổ ghi chép, thậm chí còn có bút máy đặt bên cạnh gốc cây hỏa liệt điều xinh đẹp. Anh đi về phía bàn học, khuôn mặt bộc lộ nét nhu hòa đôi mắt chăm chú nhìn sổ ghi chú mà đường khả hinh đã mở ra sẵn mặt trên đều là nét chữ xinh đẹp của cô bên trong ghi lại nội dung rượu đỏ thực ra anh luôn rất thích những cô gái thông minh sáng suốt anh chậm rãi vươn tay lật sổ ghi chép lại nhìn thấy mặt trên có nét chữ to viết trang hạo nhiên phía trên vẽ một cái xiên lớn còn có một cái đầu lâu bên cạnh lại vẽ một cô gái tay cầm châm dài hướng bên này đâm tới đôi mắt trang hạo nhiên lưu chuyển bộc lộ chút thâm tình lặng lặng dừng chỗ tên mình, cuối cùng, bất giác nở nụ cười. Tác phẩm trậu cảnh này, phản chiếu tâm hồn muôn loài. Có câu, núi lớn dựa trên đồng bằng mà đứng được. Như vậy, mới có thể dung hòa thấm nhuần được tính khách quan và chủ quan của cảnh sắc. Ha ha ha, chủ tịch lưu hôm nay thật sự rất vui vẻ. Trang hạo nhiên nghe thấy dưới lầu có lời phân tích tán thưởng liên quan tới những trậu cảnh, liền mỉm cười gấp sổ ghi chép lại, xoay người quay mặt hướng về phía cửa sổ sau vườn hoa, hai tay chống trước cửa sổ, cúi xuống nhìn thầy và chủ tịch Lưu đứng dưới một gốc cây tùng cao, đang chậm rãi đàm đạo. Anh không nhịn được lại cười, vừa muốn xoay người, phát hiện trên cây tùng lớn có một bóng dáng, nhẹ nhàng đong đưa. Anh nghi ngờ cúi thấp đầu, lại mượn góc độ bên này, cư nhiên nhìn thấy đường khả hình tay ôm chậu cảnh, nóng đến mức đầu đầy mồ hôi, sợ tới mức tim gan run rẩy trốn trên một cành cây to, tay bịt chặt miệng, hơi thở nặng nề. Em, Trang Hạo Nhiên lập tức không nghĩ nhiều, liền chỉ vào đường khả hinh kêu nhỏ. Đường khả hinh trợn tròn mắt, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên, lập tức sợ đến mức mồ hôi tuôn ra, hướng về anh ra dấu im lặng, khuôn mặt đau khổ cầu xin anh ngàn vạn lần đừng lên tiếng. Vitus cùng chủ tịch Lưu nghe được giọng nói này, nhất thời nhìn thấy Trang Hạo Nhiên trên lầu 2, anh ra vẻ dường như không có chuyện gì xảy ra chỉ nhìn quanh thưởng thức phong cảnh núi rừng, lại không để ý đến nữa nhìn chậu cảnh này xem, chủ tịch lưu lại mỉm cười với tay về phía chậu cảnh nào đó, tiếp tục cười, nói, nếu muốn hiểu được quan điểm nghệ thuật của những chậu cảnh này, nhất định phải hòa nhập vào trước. Đường khả hình sợ tới mức sắc mặt trắng bệch ôm lấy chậu cây, tùng tháng riêng, vừa bị mình cắt trụi kia, nghe chủ tịch lưu tiếp tục giảng giải về cây tùng đón khách, cô run rẩy vươn tay, vừa lau mồ hôi vừa ngẩng đầu, nhìn thấy trang hạo nhiên đang nghi hoặc nhìn mình, dùng ánh mắt hỏi chuyện gì xảy ra. Cô nhẹ thở dốc một hơi, hai chân đứng vững trên cành cây hướng về phía anh nâng chậu cây trong tay lên trang hạo nhiên nghi ngờ quay mặt nhìn về phía chậu cây cảnh trong tay đường khả hình ban đầu vẫn chưa phát hiện ra có gì khác thường mắt vừa mở to mới phát hiện đó là một cây tùng tháng riêng nổi tiếng trong ngoài nước anh cũng bị dọa sợ chỉ vào cô đường khả hình mím môi đau khổ muốn khóc lên trang hạo nhiên lo lắng đau lòng nhìn cô nghĩ nghĩ quan sát khoảng cách một lát liền dùng tay ám chỉ khả hình leo đến thân cây bên này, mình sẽ bế cô vào phòng, đến lúc đó lại từ từ tính toán sau. Đường khả hình nóng đến mức đầu đầy mồ hôi, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên dùng ánh mắt hỏi, thật sự có thể sao? Trang Hạo Nhiên ngay lập tức gật gật đầu. Đường khả hình nghĩ nghĩ, thật sự không còn cách nào khác, tối hôm qua mới trộm rượu mua quà, hôm nay nếu cắt hỏng trậu cảnh, thầy nhất định sẽ như núi lửa phun trào, cô khẽ cắn môi dưới, lau mồ hôi trên mặt, từng chút một thật cẩn thận đỡ thân thể, bò lên trên. Muốn mượn cửa sổ bỏ trốn. Thưởng thức chậu cảnh ở cảnh giới cao nhất, có bốn thành ngữ có thể thay thế. Chủ tịch Lưu bắt đầu diễn tả bằng bốn động tác tay, lại dáng vẻ cao ngưỡng, tựa như cao thủ võ lâm, chăm chú nhìn chậu cảnh trước mặt, cười nói thực sự vừa nhìn, hư với thần tương phùng, thực lại với giá trị mà giác ngộ, hư với trí lại gặp nhau. Bốn thành ngữ này thể hiện một cách đầy đủ nét tinh túy thưởng thức của người Trung Quốc chúng tôi, nhất là tùng 12 tháng này lại càng thể hiện trình độ nghệ thuật làm vườn đỉnh cao của đất nước chúng tôi. Mà chậu cảnh tùng 12 tháng này lại nổi tiếng nhất khắp trong và ngoài nước, tức là tùng tháng riêng, nó là trậu cảnh cực kỳ có khí phách đế vương, dẫn dắt cảnh giới cao nhất trong nghệ thuật cây cảnh, được xưng là chậu cảnh của núi Thái Sơn. Ha ha ha, hôm nay có thể may mắn được nhìn thấy núi Thái Sơn trong truyền thuyết, tôi thực sự không uổng công sống trên đời này rồi. Chủ tịch Lưu nói xong, vươn tay lên từ chậu cây tùng tháng 12 chỉ tay đếm ngược, tháng 11, tháng 10, tháng 9, tháng 8, tháng 3, tháng 2, ông chợt sửng sốt, chỗ kia sao lại trống không rồi. Vitus cũng sửng sốt, chớp chớp mắt, lại chớp mắt cho rằng mình đang nhìn nhầm rồi. Đường khả hình ôm chậu cây kia, nhất thời sau lưng chợt lạnh, cũng quên mất việc đang trèo cây, đạp vào một cành cây nào đó, cúi đầu, nhìn xuống dưới. Trang hạo nhiên lập tức giật nảy mình, nhìn xuống dưới lầu. Này, chủ tịch Lưu ngẩng đầu nhìn về phía Vitus, bộc lộ một chút ngượng ngùng, cười nói, tôi vốn nghe qua Vitus tiên sinh vốn dĩ rất yêu thích văn hóa Trung Quốc, thật không biết, người Trung Quốc chúng tôi, từ trước đến nay có lời chia sẻ, một đôi hở hững ngắm thế nhân, chứa chan nhiệt huyết đáp đền chi kỷ. Từ trước đến nay người Pháp không phải vẫn luôn đề cao việc hy sinh quên mình vì rượu đỏ sao? Vậy thì tại sao, Vitus tiên sinh đã để cho tôi được chiêm ngưỡng, tùng nghênh khách, qua 11 tháng, mà còn chậu cây tùng của một tháng, làm cho tôi suốt đời tiếc nuối như vậy chứ. Chuyện này thật sự là khiến người ta phải xúc động, xem ra sâu thẳm bên trong người Pháp cùng với người Trung Quốc chúng tôi nước sâu không tiếp cận được dòng chảy dài, thật kém khá xa rồi. À, trong nháy mắt Vitous thông suốt, vẫn đang xấu hổ mất mặt, tựa hồ ý thức được điều gì đó, đột nhiên nắm chặt quả đấm, gầm nhẹ, Khả Hinh. Đường Khả Hinh vừa muốn trèo lên thân cây cuối cùng, muốn lao vào cửa sổ bên kia, nghe thấy tiếng kêu của thầy, lúc cô cúi đầu xuống, đã nhìn thấy dường như thầy cảm nhận được gì đó khác thường, đang muốn ngẩng đầu, trong nháy mắt sau lưng cô chợt lạnh, thình lình không phòng bị đạp vào khoảng không một đạp, a à một tiếng, cả người ôm chậu cây cảnh gào lên một tiếng cứu mạng, hệt như một con chim bị thương, rơi xuống đất. Chỉ nghe phịch một tiếng, đường khả hình suýt mất mạng té xuống, thân thể nện vào phiến đá giải dùng để đặt chậu cây tùng 12 tháng, 11 chậu cây tùng nổi tiếng trong ngoài nước kia, bịch 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 rơi xuống, giống như đá lăn, toàn bộ ngay lập tức lăn xuống sườn núi. Vitas cùng chủ tịch Lưu vô cùng khiếp sợ nhìn một màn này. Đường khả hình cũng nằm trên bãi cỏ, trong nháy mắt ngẩng đầu, nhìn một màn này, lập tức hít thật sâu một ngụm khí lạnh, há to mồm, cuối cùng hu 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 khóc lên. chương 744, đương nhiên đều là của em. Hu 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 hu, chấm than ngoặc kép, trong nhà truyền đến một trận tiếng gào khóc. Đường khả hinh mặc bộ đồ thể thao màu trắng, trên mặt dơ bẩn, trên đỉnh đầu vẫn còn cắm hai lá tùng, hai tay dơ lên một quyển, bách khoa toàn thư hầm rượu, nặng 12kg, quỳ trên mặt đất, mếu máu khóc, thầy ơi. Tôi sai rồi, thật sự sai rồi, người tha cho tôi đi, tôi xe ồi, sau này tôi không dám nữa. Vitus bình thường là một người bình tĩnh, hiện tại sáng sớm trơ mắt nhìn chậu cây cảnh mà mình yêu quý nhất, cứ như vậy từng chậu từng chậu rơi xuống vách núi, những tiếng vỡ vụn kia, giống như cây búa gõ mạnh vào tim mình, ông nặng nề thở hổn hển, nghiến răng nghiến lợi nhìn học trò, vô cùng đau đớn nói cô thật là so với cái con khỉ 72 phép biến hóa ở đất nước của cô còn nghịch ngợm hơn. Cái con khỉ kia vẫn còn biết tôn sư trọng đạo, cô ngay cả một con khỉ cũng không bằng. Đường khả hình lại sợ tới mức can đảm đều đã biến mất quỳ trên mặt đất khóc giống lên. Trang hạo nhiên cũng tìm gan run sợ ngẩng đầu, thấy cho tới bây giờ thầy lúc nào cũng vô cùng bình tĩnh, thế nhưng hôm nay lại có thể tức giận đến như vậy, anh vội vã cười cười bước lên, muốn trấn An liền nói, thầy à, người, người trước tiên không nên nổi giận, cậu cầm miệng lại cho tôi, Vitus khẩn trương nghiêm mặt, nhìn về phía học trò, tiếp tục phẫn nộ nói, cậu cũng không biết tốt đến mức nào đây, chấm than, 5 năm trước trộm khang đế của tôi, cậu cho là thầy của cậu trí nhớ không tốt có phải không? À, trang hạo nhiên nhất thời sửng sốt nhìn về phía thầy hai cô cậu thật sự là một đôi trời đất tạo nên chấm than ngoặc kép vitus tức giận đến lúc phủ ngũ tặng tim gan phổi thận đều muốn quặn thắt thành một khối lại quay mặt nhìn đường khả hình nét mặt cứng lại lửa giận mút trời nói theo như câu chuyện xưa của người trung quốc các người thật là kiếp trước làm điều ác kiếp này mới gặp phải hai tên xúc sinh như cô cậu người này vừa trộm rượu xong người kia lại đập bể cửa tủ của tôi lấy trộm luôn một chai kia rồi đều đem bán cho Lauren, chấm than, chỉ khác là một người đem bán 100 vạn, một người vừa mới bán với giá 60 vạn. Làm cho Lauren mới sáng sớm hôm nay, liền vui vẻ gọi điện thoại đến hỏi thăm thân thể tôi có khỏe mạnh không. Hả, Trang hạo nhiên sửng sốt nhìn về phía đường khả Hinh, đột nhiên nghe ra một chút manh mối, không thể tin nổi nhìn cô. Mặt đường khả Hinh bỗng đỏ bừng, cúi đầu, nước nở khóc. Lúc này Vitus lại nhớ tới lúc chủ tịch Lưu vừa rồi rời khỏi, lắc đầu đau đớn xúc động, nói, người Pháp vẫn không có cách nào có thể hoàn toàn quý trọng và hiểu được văn hóa của chúng tôi lâu dài. Ông nghĩ tới những lời này, lập tức lại choáng váng, nét mặt lạnh lùng thở hồn hển, nói, tôi cũng không hiểu, vất vả tâm sức dậy hai học trò Trung Quốc các cô các cậu, ngược lại lại làm cho tôi mất hết mặt mũi như vậy. Chủ tịch Lưu hôm nay bất quá là muốn thưởng thức trậu cảnh của tôi, tôi muốn ông ấy qua đây, nhưng từ ngữ thơ ca của ông ấy, tôi nghe không hiểu được lấy một câu người Trung Quốc các người thật luôn luôn phiền toái và phức tạp như vậy. Chỉ cần một câu nói cũng có thể sáng tỏ mọi chuyện, đâu nhất thiết phải cần một bài thơ mới giải quyết được vấn đề. Trang Hạo Nhiên đứng một bên, xấu hổ không biết nên nói gì. Đường Khả Hinh lại càng sợ đến mức tim muốn vỡ vụn ra, không dám thở mạnh, chỉ dơ sách 12kg kia lên, hai tay run rẩy, mồ hôi lạnh tuôn ra. Nói cho tôi biết, chấm than ngoặc kép, từ trước đến nay Vitus vốn rất tự hào về người Pháp, hôm nay lại bị sỉ nhục như vậy, vô cùng lưu ý đến, lạnh lùng hỏi, cái gì mà, một đôi hở hững ngắm thế nhân, chứa chan nhiệt huyết đáp đền chi kỷ. Ý nghĩa là, Trang Hạo Nhiên nghe xong, đành phải cười trả lời, ý nghĩa chính là, biển người minh mông, nếu có thể gặp được một người tâm ý tương thông với mình, thực sự là may mắn trong cuộc đời. Cậu có cảm giác tâm ý tương thông với rượu hay không? Vitus đột nhiên bình tĩnh hỏi đệ tử. À, Trang Hạo Nhiên nghe lời này, có chút khó hiểu nhìn Vitus. Vitus chỉ vào đường khả hinh, rồi lại nhìn anh oán hận nói, cậu làm cái gì, cô làm cái gì. Chấm than, một thời gian trước, cậu vừa mới từ cây táo của tôi làm gãy, bây giờ cô lại làm cây tùng của tôi rơi xuống. Chấm than, còn lấy rượu quý của tôi bán, đi mua quà sinh nhật. Đôi mắt đường khả hinh khiếp sợ chấp chấp. Đôi mắt trang hạo nhiên cũng nhanh chóng lưu chuyển, nhìn về phía Vitus có chút miễn cưỡng hoảng hốt cười cười bốn tên cầm thú lúc này mới thức tỉnh nhất thời nhớ tới đồng hồ đắt tiền của trang hạo nhiên đúng là đường khả hình tặng tào anh kiệt nhịn không được kêu lên đồng hồ kia tô lạc hoành lập tức bịt chặt miệng tào anh kiệt lại nháy mắt trong nháy mắt Phytus nhìn bọn họ phát hiện nét mặt bất thường lập tức cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ trên tay trang hạo nhiên nhất thời hiểu ra lại nhìn về phía đường khả hình lại vung lên cây gậy màu bạc nghiêm khắc hỏi ngày hôm qua đem rượu của tôi bán đi tiền đã dùng vào đâu rồi? Đôi mắt Trang Hạo Nhiên sáng lên, nhớ lại, tiêu rồi. Chấm 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 ngoặc kép, đường khả hình không dám lên tiếng, chỉ là dơ sách lên cao, khuôn mặt căng ra, không dám nói. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép, Vitus không nói hai lời, liền muốn dơ roi lên. A, à, chấm than ngoặc kép, đường khả hình dơ sách lên, sợ tới mức quay đầu đi. Thầy à, Trang Hạo Nhiên lập tức cầm chặt roi trong tay Vitus vội vàng cười nói người người xin người bất giận chuyện này đều là lỗi của tôi lỗi của tôi vitas thắn chặt răng nhìn học trò trang hạo nhiên có chút xấu hổ nhìn thầy cười nói tôi 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 ngày hôm qua không phải sinh nhật đó sao khả hình tới nhà tôi tôi liền cùng cô ấy đùa giỡn chấm 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 nói muốn quà sinh nhật từ cô ấy có thể cô ấy cảm thấy là quà tặng cấp trên ít nhất phải có chút thể diện tạm thời tiền lương lại không cao, tôi cũng tạo cho cô ấy một chút áp lực, mới. Mới như vậy. Vitus nín thở, nhèo mắt mang theo vài phần nghi ngờ cúi đầu, nhìn về phía đường khả hình. Đường khả hình cũng không kiêng rè cúi đầu thừa nhận, hối hận, thương cảm, buồn phiền về việc này. Tôi biết ngày là như vậy mà. Vitus thật sự cảm thấy ra môn bất hạnh, đào tạo ra hai thứ người như thế, mất hết mặt mũi. Ông nhất thời tức giận lại muốn vung roi lên, Muốn dạy dỗ đường khả hình hay cho cô không cùng nó học cái tốt. Chấm than, cô lại cùng nó học những thứ lộn xộn như vậy. Chấm than, là tôi không dạy dỗ tốt, hay là cô học không đến nơi đến chốn không đúng trọng tâm. Thầy à, Trang Hạo Nhiên lại sốt ruột nắm chặt cổ tay thầy, lại khuyên nhủ nói, người không nên tức giận, chuyện này đều do tôi, là lỗi của tôi, người muốn phạt, liền phạt tôi đi. Tôi chịu phạt. Đương nhiên muốn phạt cậu, lấy roi bạc ra phạt cậu thật là quá nhẹ. Vitus không nói hai lời, liền ném roi nhỏ xuống, trong nháy mắt mở ra chiếc hộp dài trước bàn trà, chỉ nghe phịch một tiếng, một sợi dây nho già mấy chục năm, bất ngờ hiện ra. Trang hạo nhiên trợn mắt nhìn dây nho trong hộp kia, chỉ cần quất một roi, liền không sống nổi. Anh lập tức có chút khẩn trương ngừng đầu, nhìn thầy đang muốn cười cười. Vitus thắn răng lấy roi dài từ bên trong ra, lạnh lùng nói, năm đó lúc cha cậu giao cậu cho tôi dậy về rượu đỏ đặc biệt tặng cho tôi một món quà sớm hay muộn tôi cũng có ngày dùng được xem ra chủ tịch trang thật sự có dự kiến trước rồi chấm 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 ngoặc kép đường khả hình cũng trợn mắt nhìn dây roi vung lên trong tay thầy cô lập tức há hốc mồm có phải cậu cam tâm tình nguyện chịu phạt thay cô ấy không vitas lại mặt lạnh nhìn trang hảo nhiên trang hảo nhiên nhìn thoáng qua đường khả hình lập tức có chút khẩn trương cười nói đương nhiên đây đều là lỗi của tôi người phạt tôi đi, cô ấy còn nhỏ tuổi, không hiểu chuyện, bướng bỉnh là không thể tránh được, người đừng trách cô ấy. Chấm 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 ngoặc kép, đường khả hình im lặng nhìn về phía trang hạo nhiên, trong lòng căng thẳng. Nhà cậu thân phận hiền hách, tôi biết đầu gối cậu có vàng, sẽ không bắt cậu quỳ. Vitus không nói hai lời, liền vung dây nho trong tay, hướng về hông trang hạo nhiên, vung lên rồi quất xuống thật mạnh. Vụt một tiếng, áo sơ mi muốn rách ra, dường như lập tức có thể đoán được bên trong sung phồng lên. Trang hạo nhiên cao mày, nặng nề thở một cái. Bốn tên cầm thú cũng khiếp sợ nhìn anh. Đường khả hình cũng khẩn trương nhìn trang hạo nhiên. Vitus cũng không để ý, cắn răng vung lên roi dài trong tay, hướng về phía lưng trang hạo nhiên, lại quất thật mạnh. Vụt, một tiếng, trang hạo nhiên bỗng nhiên cảm thấy sau thắt lưng mình đau đến ra thịt nát vụn, cảm giác nóng rát, từng trận bốc lên, anh lại ngưng mặt, nặng nề thở hổn hển, vẫn cắn răng chịu đựng, không lên tiếng. Đường khả hình giờ cuốn từ điển kia lên, lại sốt ruột nhìn về phía trang hạo nhiên, bỗng nhiên cảm thấy đau lòng, đôi mắt đẫm lệ. Vitus không nói gì, lại vung roi dài trong tay lên, liền muốn quất xuống. Lại thấy trang hạo nhiên nhắm chặt mắt lại, cắn răng chịu đựng, mặc kệ mồ hôi trên trán chảy xuống. Vào lúc này, tay ông dừng lại, lạnh lùng đau lòng nhìn học trò, nói, một người mất trí nhớ, hai người mất trí nhớ, cũng cùng một thời điểm mà quên mất thầy mình trước tiên. Trước đây tôi tận tình khuyên bảo dạy dỗ cô cậu, lúc gặp chuyện không may, lại đem người quan trọng nhất quên rồi. Xem ra tôi thật là thương tâm, lại đi dạy dỗ hai học trò như các người vậy. Vitus nói xong, liền không muốn nghĩ nữa, chỉ đem roi dài ném xuống, mới xoay người lên lầu, để lại một câu nói, thầy không có con cái, không nghĩ tới duyên phận lại ở Trung Quốc này mà mở rộng, nếu cô biết điều, tương lai rượu đương nhiên là của cô. Tùng 12 tháng đương nhiên cũng là của hồi môn của cô. Đường Khả Hinh lập tức mở to đôi mắt đẫm lệ nhìn thầy. Trong lòng Trang Hạo Nhiên cũng ấm áp, ngẩng đầu nhìn thầy. Chương 745, buông. Ánh nắng ban mai chiếu xuống, đàn chim ẩn nấp trước cây quyết, đưa những chiếc mỏ đỏ thấm, không ngừng giúp vào những bông hoa màu hồng phấn kia. Cửa phòng thầy lầu 2 đóng chặt lại. Đường Khả Hinh bưng một ly trà táo, đứng bên cạnh cửa, cảm giác được lần này thầy thật rất đau lòng, tức giận, cô nặng nề thở dốc một hơi, vẫn đành phải nhẹ nhàng gõ gõ cửa, nói thầy, người không nên tức giận, tôi pha cho người một ly trà táo, đặt ở cửa. Nếu thầy khát, thì uống một chút. Cô nói xong, đành phải cẩn thận ngồi sổ người xuống, đem chén trà đặt bên cạnh cửa, ngưng mắt nhìn chén trà màu vàng, nhớ tới thời gian trước, lúc mình mất trí nhớ lần đầu tiên nói chuyện với thầy. Ông chăm chú nhìn mình bớt đi rất nhiều lo lắng và không yên lòng, trong lòng đột nhiên ấm áp. Ai ai ai, cậu chạm nhẹ chút, đau chết mất. Trong một căn phòng khác, truyền đến một loạt tiếng kêu la thống khổ. Anh đừng có kêu như vậy, làm như tôi đang cưỡng bức anh vậy. Đường khả hình nghe những lời này, liền tức giận đứng lên, trong nháy mắt cô đã đứng trước cửa phòng, phịch một tiếng cửa mở ra. Mấy người lâm sở nhai đồng thời sửng sốt nhìn cô. Trang hạo nhiên mồ hôi nhễ nhại, vẻ mặt tràn đầy thống khổ, nằm úp sấp ở trên giường, nhìn cô. Đường Khả Hinh cũng nhìn anh một cái, mới nhìn tới trong tay tô lạc hoành đang cầm rượu thuốc dế cây ớt, liền khẩn trương nói: rượu thuốc dế cây ớt này không được bôi, đoán chừng dây nho kia đã làm chảy xước hết da của anh ấy rồi, nếu bôi sẽ đau chết anh ấy. À, tô lạc hoành nhìn thoáng qua rượu thuốc mình đang cầm, cười nói: cô lấy ra để đó, tôi tưởng rằng có thể bôi, còn có một loại thuốc mỡ khác, có lẽ sẽ có hiệu quả hơn một chút. Đường Khả Hinh chậm rãi đi đến bên giường trước bàn học, lấy ra chiếu khuất, từ bên trong mang ra một cái hộp màu xanh nhạt. Dầu mỡ bạc hà này có tác dụng làm tan vết bầm tím và giảm đau tốt nhất. Mấy người Lâm Sở Nhai nhìn thoáng qua, lập tức hướng về Đường Khả Hinh cười rộ lên, nói: Khả Hinh, cô giúp bọn tôi bôi cho anh ấy một lần, bọn tôi chịu không nổi mùi của thuốc mỡ đó. Cứ như vậy đi, bọn tôi giúp cô đi dỗ Vitus Tiên Sinh. Đúng 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 tôi chịu không nổi tiếng anh ta kêu thật quá ái muội. Đám người Tô Lạc Hoành nói xong, như đàn ong vỡ tổ chạy đi. Này, đường khả hình cầm thuốc mỡ, xoay người nhìn mấy người lâm sở nhai đã đóng cửa phòng phịch một tiếng, biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa. Mấy tên xúc sinh này, ăn không tiền lương của lão tử rồi. Trang hạo nhiên mồ hôi đầm đìa chịu đựng đau đớn bên hông, muốn ngồi dậy. Đường khả hình cầm thuốc mỡ, hung hăng trợn mắt nhìn anh, nếu không phải vì sinh nhật của anh, mình sẽ không kích động mà gây ra tai họa lớn như thế, làm cho thầy không vui. Cô cắn chặt môi dưới, nhìn anh kêu lên, nằm xuống đi. Em bôi thuốc cho anh. Trang hạo nhiên nằm nghiêng trên giường, trên trán toát mồ hôi lạnh, có phần đau đớn nhìn cô. Đường khả hình không muốn nói chuyện, lập tức ngồi ở trên giường, ngẩng đầu nhìn anh một cái, nói cởi áo sơ mi ra. Thuốc mỡ bạc hà này màu đen, sẽ bẩn quần áo của anh. Trang Hạo Nhiên trầm mặc nhìn cô. Đường Khả Hinh hung dữ nhìn anh, nghĩ sắp đến giờ đi làm, mình không có nhiều thời gian, liền lập tức nhanh nhẹn nghiêng người về phía trước, vươn tay cởi nút áo sơ mi cho anh. Em làm gì vậy? Trang Hạo Nhiên cười vui vẻ nắm chặt cổ tay cô. Em bôi thuốc cho anh. Đường Khả Hinh lại nhắc nhở anh. Nhanh như vậy đã muốn cởi quần áo cho đàn ông, người đó sẽ hiểu lầm. Khuôn mặt kiên nghị của Trang Hạo Nhiên, quả thực bị đánh rất đau, có chút tái nhợt, Mồ hôi lạnh chảy xuống khóe mắt, anh là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, thực ra không muốn phụ nữ nhìn thấy mặt này của mình. Anh cùng cô gái khác nhảy múa, còn sợ người khác hiểu lầm anh không phải cầm thú sao? Đường Khả Hinh hung hăng nói xong, không hiểu sao tay lại quen thuộc cởi nút áo của anh. "Để anh, để anh." Trang Hạo Nhiên không có cách nào, chỉ trầm mặc vươn tay, đau đớn từ từ bắt đầu cởi từ cổ áo, mãi mới cởi đến nút áo sơ mi chỗ ngực bởi vì thường xuyên vận động nên những đường vân da săn chắc gợi cảm, dần dần lộ ra, theo hơi thở của anh, gợi cảm lan rộng ra, một trận hơi thở nam tính mãnh liệt, phả vào mặt. Mặt đường khả hình có chút ửng hồng, quay đầu, thở khẽ, không lên tiếng. Trang hạo nhiên nhìn cô một cái, trong nháy mắt cởi áo sơ mi của mình ra, lộ ra cơ thể nam tính, còn có bờ vai rộng lớn vững trái, da rẻ màu đồng rất đẹp mắt, lại rất nhẵn nhụi, lúc mồ hôi lạnh chảy xuống, chảy thành dòng cực kỳ mê người. Đường khả hình đột nhiên cảm giác mình có phần hít thở không thông, không dám nhìn vào ngực anh, chỉ nói, xoay người đi. Trang hạo nhiên không lên tiếng, khuôn mặt bộc lộ đau đớn bất đắc dĩ xoay người. Đường khả hình cẩn thận và săn sóc cầm cái gối đầu, tựa vào trước giường, để cho anh nằm úp sấp, rồi mới đỡ anh nằm ngay ngắn trên giường, cũng thấy được trên bả vai anh có hình xăm ngọn lửa bốc cháy hừng hực. Trong phút chốc cô hốt hoảng, có thể thấy ngay chính giữa ngọn lửa, hiện ra trái tim kỳ ảo cô thật sâu nhìn hình xăm này trang hạo nhiên thấy đường khả hinh dừng động tác lại liền kỳ quái hơi chút nghiêng người nghi hoặc nhìn cô đường khả hinh trước mắt lập tức thở hổn hển một hơi rời ánh mắt xuống dưới lại nhìn thấy chỗ trúng bên hông của trang hạo nhiên có hai vệt sưng rất dài một bên tím đen một bên xước ra rất sâu thậm chí ngay giữa bụng có chút máu chảy ra cô mở to hai mắt kêu nhỏ chơi ạ à, sao lại bị đánh nặng như thế này chứ trang hạo nhiên gấp gáp thở hổn hển một hơi nhắm mắt lại không nói gì đường khả hinh nhìn anh một cái biết anh đang khó chịu nhanh chóng xoay tay vặn lọ thuốc mớ nói tại sao anh lại đỡ hai roi vừa rồi cho em bình thường em bị thầy đánh quen rồi không có sao cả chuyện này đều là do anh chẳng lẽ một người đàn ông lại để phụ nữ chịu tội sao trang hạo nhiên cho rằng đường khả hinh bắt đầu bôi tức khắc anh nhíu mày nhăn mặt có thể bản lĩnh của anh rất tuyệt vời sức chịu đựng rất mạnh nhưng mà thật sự là anh rất sợ đau đường khả hinh nghe lời này nhìn vẻ mặt của anh hai mắt lóe lên ý nghĩ tinh nghịch cười nói anh nhịn đau nha miệng vết thương này phải dùng lực thật mạnh thật mạnh thật mạnh xoa mới nhanh khỏi được lát nữa không được kêu đau trang hạo nhiên nhanh chóng ý thức được có gì đó không ổn lập tức hơi chút xoay người nắm chặt cổ tay cô có phần sợ hãi nhìn cô em đừng náo loạn thật sự rất đau Đường khả hình cố gắng đè nén nhịn cười, nhìn về phía anh cố ý ngửa mặt, nói đau hay không với em có quan hệ gì sao. Anh muốn quà sinh nhật thì phải trả giá thật nhiều nha. Một người đàn ông sợ gì đau chứ, ai kêu lên người đó là cháu. Trang hạo nhiên nheo mắt nhìn về phía cô, em nói cái gì. Ai kêu lên người đó là cháu. Đường khả hình cảm giác tay anh đang căng thẳng nắm chặt siết chặt cổ tay của mình, cứng như sát, trong lòng không khỏi nhảy dựng lên đây là lời em nói ra đó trong nháy mắt trang hạo nhiên kéo mạnh đường khả hình để cho cả người cô ngã ở trên giường mình nhanh chóng đẻ lên người cô ánh mắt nóng bỏng cúi đầu nhìn cô đường khả hình nằm ở trên giường tim đập thình thịch đầu gối lên trên đệm giường mềm mại kêu to anh định làm gì không phải vừa rồi em nói ai kêu lên người đó là cháu không được kêu đâu đấy trang hạo nhiên vừa nói xong liền bá đạo cúi đầu hôn lên đôi môi ngọt ngào của đường khả hình Ưm, Đường Khả Hình cảm thấy hoa mắt chóng mặt, môi bị anh lấp kín, cả người không thể động đậy liền nhấc đôi chân dài gợi cảm, muốn đá anh, tiếc rằng chưa chạm vào anh, đôi dép lê màu hồng nhạt nhẹ rơi xuống, lộ ra đôi chân trắng như tuyết đẹp mê người, hiện lên giữa không trung. Trang Hạo Nhiên tiếp tục giống như tối qua chỉ nhanh chóng lướt qua môi của cô, không hề chui vào đầu lưới của cô, chỉ giang cánh tay to lớn, ôm chặt thân thể mềm mại, để cho cô kề sát vào thân thể đàn ông mạnh mẽ cứng rắn trần trụi của mình ưm, uhm, đường khả hình bị anh ôm chặt sắp hít thở không thông, nóng đến mức đầu đầy mồ hôi, đôi tay đặt trước lồng ngực rắn chắc của anh, đầu ngón tay nhỏ bé, chạm vào điểm nhô lên trước cơ ngực của anh, sau gáy phịch một tiếng vang lên, trái tim thình thịch đập loạn. Trang hạo nhiên ngẩng mặt nở nụ cười, lúc này lại càng ôm cô chặt hơn để hai thân thể xích chặt với nhau, môi mỏng mới hoạt động, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi ngọt ngào của cô một nụ hôn. Chấm 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 ngoặc kép, đường khả hình bị anh ôm cuồng nhiệt say đắm như vậy, đầu óc rối loạn, cảm giác anh thật xấu khi hôn lên đôi môi mình, cô không hiểu sao lại muốn đưa lưỡi ra đáp lại anh, cùng anh tiếp xúc thân mật hơn. Trang hạo nhiên đột nhiên buông cô ra, mỉm cười nói, ai kêu lên người đó là cháu. Đường khả hình ngồi ở trên giường, nhất thời tỉnh táo, tức giận cùng xấu hổ nhìn về phía ánh mắt đầy xấu xa và ái muội của Trang hạo nhiên, cô đột nhiên kêu to, lập tức nắm lấy cái gối đầu, sống chết đập vào người đàn ông này, vừa điên cuồng đập, vừa kêu to cái thứ người chết tiệt này. Mỗi ngày đều khi dễ người ta, không biết xấu hổ. Trang hạo nhiên vừa tránh đi, vừa đột nhiên vươn tay, lại mạnh mẽ ôm chặt eo cô, lại muốn hôn lên môi của cô. Anh buông em ra, đường khả hình ngã ở trên giường, nhưng vẫn nắm chặt cái gối muốn đánh anh. Ưm, ừ, mặt cô lại nhanh chóng phình ra. Trang hạo nhiên lại tiếp tục hôn lên môi của cô, đưa đầu lưới của mình cậy mở hàm răng cùng đầu lưới của cô quấn quyết với nhau, đồng thời mút mút, đôi tay dịu dàng mà yêu thương vuốt ve sau eo của cô. Ưm, ừ, đường khả hình giống như một gốc cây linh chu thảo khô cằn, nếm được xương ngọt, thân thể hưởng thụ cực nhanh, toàn bộ thế giới đều bị vùi lấp. Trang hạo nhiên vừa nằm đè lên người cô, vừa di chuyển khuôn mặt, cùng tiếp xúc 365 độ với đầu lưỡi của cô, tỏa ra hơi nóng mãnh liệt, trong lúc dây dưa, anh hướng dẫn cô dùng đầu lưỡi thăm dò bên trong, nóng bỏng quấn quyết triền miên cùng một chỗ, đôi tay khẽ vuốt khuôn mặt cô, ngón tay lướt qua khóe mắt đôi môi cái cổ chân dài gợi cảm nâng một chân cô lên nhẹ vuốt phe giữa hai chân cô hai tay đường khả hình yếu ớt vô lực buông ở trên giường giống như đang say mê chìm đắm trong nụ hôn mê người của anh trang hạo nhiên tiếp tục mang theo hình xăm lửa trên vai ôm chặt cơ thể mềm mại của cô nhấm nháp cánh môi ngọt ngào của cô bất ngờ tay tinh tế dò xét bên hông cô muốn hướng vào bên trong thăm dò lúc này đường khả hình mới tỉnh táo lại nháy mắt đẩy anh ra, kêu to, này. Anh làm gì vậy hả? Hư, ai kêu người đó liền thua. Trang hạo nhiên lại muốn ôm chặt nàng, muốn cười lại hôn cô. Anh buông em ra, đường khả hình lại muốn nắm gối đầu đánh anh. Ai ngờ bởi vì dùng lực quá mạnh, lông ngỗng trong gối toàn bộ tung ra ngoài, bay khắp cả căn phòng. Ưm, ừ, buông. Trang hạo nhiên lại đem đường khả hình ép ở trên giường, liền cuồng nhiệt hôn cô. Đường khả hình càng không ngừng như người dùng chân đá, tay đánh mạnh vào bờ vai anh. Càng đánh càng dùng lực mạnh. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 745.